Chương 1658, trưởng ban thư ký Cao làm xe đồng. Ôi, Cao nhân vẫn là Cao nhân, khó trách là Lý Cường tôi chỉ là em, nguyên nhân là thế. Lý Cường cũng gật gù cảm thán một câu, y vẫn luôn nghiêm túc rất ít khi nói đùa. Quan tâm gì đến dùng thủ đoạn gì, có thể kiếm được tiền làm cho cuộc sống của nhân dân huyện Đào Mộc hạnh phúc là được rồi, tôi có xuống 18 tầng đại ngục cũng không sao. Hơn nữa, xác ướp này có nhiều tác dụng lớn. Cán bộ đảng không vì dân thì vì cái gì? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Ôi, vì sắp mắc mưu của đồng chí. Việc này thì vẫn là cán bộ cao cấp của đảng hành nghề lừa đảo. Cũng vì dân thôi. Trần Quân nói xong lái xe chuồn mất. Đi loanh quan vài vòng, tâm trạng Diệp Phàm thật sự không tốt. Ô nhiễm vì quặng ở Hải Đông không ngờ vượt qua dự đoán ban đầu của Diệp Phàm. Nếu thật sự muốn dọn sạch toàn bộ, chưa nói có thể dọn sạch hay không. Lực cản bao nhiêu lớn? Nếu thật sự muốn dọn sạch thật sự, phỏng chừng các chỉ tiêu kinh tế và các chỉ tiêu khác của Hải Đông sẽ bị tụt xuống mấy vị trí. Nhưng sự thật này phải chấp nhận. Như vậy thì tiền đồ chính trị của chính hắn có lẽ sẽ quỵ ngã ở huyện này. Diệp Phàm tới Hải Đông, kinh tế không tăng trưởng, ngược lại tụt xuống. Cán bộ như vậy còn có cơ hội đề bạt sao? Trừ phi lãnh đạo tỉnh ủy bị con lừa đá. Trở lại Hải Đông đã là 15 tháng riêng. Còn nửa tháng nữa là đến Tết. Xe vừa dừng ở Ủy ban Nhân dân thành phố, thấy trưởng ban thư ký Cao Hoa vẻ mặt tươi cười đi đến. Hơn nữa Cao Hoa có vẻ khá ân cần, không ngờ lại mở cửa xe cho Diệp Phàm. Điều gì làm trưởng ban thư ký Cao mở cửa xe cho tôi vậy? Không dám nhận, không dám nhận. Diệp Phàm nhìn Cao Hoa một cái, thản nhiên cười nói. Chủ tịch thành phố đi công tác nhiều ngày, vì dân chúng Hải Đông. Vì con đường của Hải Đông mà vất vả tàu xe. Với tư cách là trưởng ban thư ký của thành ủy, chủ tịch thành phố cũng là lãnh đạo của thành ủy. Phục vụ lãnh đạo là việc tôi phải làm thôi. Cao Hoa nhiệt tình pha trò, nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói thêm. Chủ tịch thành phố lần này xuống kiểm tra Hải Đông một vòng, hẳn là thu hoạch rất lớn. Bí thư Phạm nói, cán bộ đảng phải lấy noi gương theo chủ tịch thành phố. Phải hiểu rõ tình hình Hải Đông mới có thể phục vụ tốt cho nhân dân Hải Đông. Vì phát triển kinh tế cho Hải Đông. Cảm ơn Bí thư Phạm và thư ký Cao khen ngợi. Tôi chỉ làm việc mình cần làm. Không đáng để Bí thư Phạm khen ngợi như thế. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Thầm nói ông đang định đem tôi làm bùn xây nhà. Chủ tịch thành phố, chỗ ở của anh đã sắp xếp tốt. Anh cũng vừa về, cũng mệt rồi. Nếu không, tôi dẫn anh đi xem. Cao Hoa tươi cười nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng thầm cảm nhận được, Cao Hoa cũng chính là một người trung thành của Phạm Sa. Người này nhiệt tình với mình như vậy, chắc hẳn là cáo đi chúc Tết gà. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không nói để ý, cười nói. Vậy phiền trưởng ban thư ký Cao, tôi thực sự cũng mệt rồi, ngồi xe vài ngày, đi rất nhiều nơi. Về nhà tắm rửa một cái ngủ một giấc thì còn gì hơn. Trưởng ban thư ký Cao, không biết chỗ ở của chủ tịch thành phố sắp xếp ở đâu. Về sau tôi xin chỉ thị báo cáo công việc cũng tiện. Lúc này Vu Hữu Hòa đứng bên cạnh hỏi. Đi theo Diệp Phàm vài ngày, Vu Hữu Hòa cũng khâm phục sức chịu đựng của chủ tịch thành phố. Leo núi lội sông đều không sợ khó, không thua gì một lão nông cả ngày làm việc đồng áng. Hơn nữa, chủ tịch thành phố Diệp không có chút kiêu căng nào. Đối với mỗi cán bộ đều tươi cười, làm cho người ta cảm giác như gió mùa xuân. Phía sau nhà khách tỉnh ủy có một ngôi nhà nhỏ gọi là Thanh Khê, chủ nhiệm Phạm hắn là đã nghe nói đến. Trước kia là nơi cho các lãnh đạo tỉnh ủy uống trà. Tuy nhiên, các lãnh đạo cũng ít đến. Bí thư Phạm nói cứ dùng đó là chỗ ở tạm thời cho chủ tịch thành phố. Cao Hoa thản nhiên cười nói. Ừ, chỗ đó rất yên tĩnh. Vu Hữu Hòa gật gật đầu. Tuy nhiên, hai chữ yên tĩnh dường như có ý ngược lại. Diệp Phàm trong lòng có chút nghi ngờ, nói. Việc này không ổn, nếu là nơi tiếp khách của lãnh đạo tỉnh ủy, tôi không thể nào chiếm giữ một mình. Hay là chọn chỗ khác, chỗ nào cũng được. Chủ tịch thành phố, đây là chỉ thị của Bí thư Phạm. Hơn nữa, mấy ngày anh không ở nhà chúng tôi đã cho sửa sang lại một chút. Mọi thứ đều sắp xếp tốt hết, nếu phải chuyển chỗ khác chỉ sợ phải chờ. Hơn nữa, việc này Bí thư Phạm đã dặn dò cẩn thận. Sợ là không được. Bí thư Phạm đã dặn dò, chủ tịch thành phố là người từ nơi khác đến xây dựng Hải Đông. Người Hải Đông chúng tôi không thể đối xử tệ với chủ tịch thành phố. Còn về lãnh đạo tỉnh ủy, không sao,
nhà khách của chúng tôi rất lớn, bí thư Phạm đã sắp xếp tốt lắm, mặt khác đã trang hoàng tốt rồi. Hơn nữa, chỉ là chỗ uống trà thôi, nhỏ một chút cũng không sao. Sau khi Cao Hoa hơi sửng sốt, vẻ mặt khó xử nhìn Diệp Phàm. Vậy đi, nếu bí thư Phạm nói, tôi từ chối cũng bất kính. Trưởng ban thư ký Cao, thay tôi cảm ơn bí thư Phạm một chút. Diệp Phàm cười gật đầu, cười lạnh một tiếng trong lòng. Hắn muốn xem Cao Hoa muốn làm gì. Thanh Khê thật sự rất tĩnh mịch. Từ cửa nhà khách đi vào, qua mấy dãy nhà, thấy một khu vườn. Mở cửa vào trong, thấy bên trong hòn non bộ, hồ nước, đình đài đều có. Phía Cao, một tòa nhà hai tầng nằm gần hòn non bộ. Giữa một cái ao, bên trong là cá vàng bơi qua bơi lại. Qua một cây cầu gỗ mới có thể đi vào tòa nhà nhỏ. Tòa nhà nhỏ tuy xây dựng bằng xi măng và gạch, nhưng hình thức bên ngoài không thấy dấu vết của xi măng. Hoàn toàn giả gỗ, mái nhà cũng là gỗ, hơn nữa là giả cổ. Lớn như vậy một mình tôi ở sợ quá lãng phí. Diệp Phàm nhìn tòa nhà kia một cái nói. Không lãng phí, phía dưới là phòng khách và phòng bếp, còn có quan trẻ, mặt khác còn có một gian luyện tập nho nhỏ. Trên tầng có thư phòng và phòng ngủ, còn có ban công ngắm cảnh và hành lang. Thật ra, diện tích cũng không phải quá lớn. Chỉ là ngoài sân lớn một chút thôi, cho nên, nhìn qua rất lớn. Bí thư Phạm nói, chủ tịch thành phố dùng tạm trước. Sau này nhà các ủy viên thường vụ và nguyên chủ tịch thành phố đi thì sẽ trả lại cho chủ tịch thành phố. Hơn nữa trong lòng bí thư Phạm vẫn băn khoăn. Cao Hoa như là đang cố gắng hết sức vì công việc. Cảm ơn trưởng ban thư ký Cao. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn phòng bếp một cái nói. Bếp này quá lãng phí, tôi là người đặc biệt lười, bình thường không cần. Chủ tịch thành phố, không cần anh phải nấu, nhà khách sẽ cho người đến nấu cho anh. Giặt quần áo cũng có người làm, chỉ cần anh nói cho cô ấy anh thích ăn gì là được. Đương nhiên, chi phí mình phải tự trả, một tháng có lẽ đến 100 nhân dân tệ. Trên dưới 100, cũng quá tiện, không nhiều lắm. Diệp Phàm nói, 100 đủ rồi, một mình anh cũng không ăn nhiều lắm. Tuy nhiên, đây là quy định. Nếu không thu thì sợ có người xì xào, ngại. Cao Hoa nói đến đây chỉ vào khu vườn bên ngoài nói. Thật ra bên ngoài cũng có căng tin, cũng có nhiều cán bộ ăn cơm ở đó. Cũng thu của bọn họ 100 nhân dân tệ, tôi tính theo tiêu chuẩn đồ ăn của tỉnh ủy mà thu. Diệp Phàm biết, mọi việc này đều là cán bộ được lợi của nhà nước. Thật ra, chính là một trợ cấp phúc lợi. Nói thật, một tháng 100 nhân dân tệ sao có thể đủ tiền ăn của những người này. Hơn nữa đồ ăn cũng không kém. Nhập ra tùy tục, Diệp Phàm cũng không muốn so đo với số đông cán bộ ở đây. Việc này sẽ làm nhiều người tức giận, cho nên, cũng không nói nhiều, chào Cao Hoa rồi lên tầng tắm rửa. Cao Hoa cũng hiểu ý chào từ biệt. Muốn làm gì tôi nữa? Qua cửa kính mở Diệp Phàm nhìn theo bóng dáng của Cao Hoa miệng lẩm bẩm. Vừa mới tắm rửa xong, thấy một cô nàng mặc đồ giản dị, vẻ mặt cũng khá xinh đẹp đứng e dè ở cửa, đầu hơi cúi nhìn bàn tay. Cô có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Tôi, không chủ tịch thành phố, tôi là Đông Nhi. Không tôi là Chu Đông Đông. Chủ nhiệm Phạm bảo tôi đến đây. Chu Đông Đông đỏ mắt càng cúi đầu không dám ngẩng đầu. Chủ nhiệm Phạm nào? Diệp Phàm hỏi. Là chủ nhiệm nhà khách chúng tôi Phạm Nguyệt Thu. Cô nói. Sau này nấu cơm giặt đồ và dọn vệ sinh cho chủ tịch đều phân cho tôi. Trong nhà khách, tôi chỉ cần phục vụ chủ tịch thành phố là được. Chu Đông Đông ngượng ngùng nói, lại có chút hào hứng. Không cần phiền như vậy, tôi đi ăn cơm căng tin là được. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn Chu Đông Đông một cái, thấy cô nàng có khuôn mặt rất đáng yêu. Hơn nữa, làm Diệp Phàm cảm thấy càng hứng thú chính là cô nàng có cặp mông rất đẹp. Chẳng lẽ muốn dùng mỹ nhân kế, Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chủ tịch thành phố, tôi. Chu Đông Đông nói, không ngờ rơi nước mắt. Thế nào nữa? Diệp Phàm thấy lạ, nhìn Chu Đông Đông một cái. Chủ nhiệm Phạm nói, nếu không thể làm chủ tịch thành phố vừa lòng, họ sẽ không trả lương cho em. Nhà còn có các em nhỏ đều đang đi học, mẹ lại thường xuyên đau ốm. Nếu đã không có việc làm tôi làm gì bây giờ? Chu Đông Đông vẻ mặt đáng thương, Diệp Phàm nhìn cũng không phải giả vờ. Để chủ nhiệm Phạm đến đây, tôi sẽ nói với cô, không có việc gì. Diệp Phàm an ủi. Không thể nói, chủ nhiệm Phạm của chúng tôi, cô có chút.
Chu Đông Đông vẻ mặt sợ hãi nói. Thôi vậy, trước tiên cứ như vậy đi. Diệp Phàm khoát tay nói, ngồi xuống, rút một điếu thuốc. Chu Đông Đông lập tức châm thuốc cho Diệp Phàm. Cô làm ở đây đã mấy năm? Diệp Phàm hỏi. 3 năm, năm 18 tuổi tốt nghiệp trung học xong, vốn định thi đại học. Nhưng, nhà thật sự quá nghèo, cho nên, không đi học được. Vừa lúc ở đây tuyển người, tôi đã đến đây. Chu Đông Đông nói. Đã vào chính thức chưa? Diệp Phàm hỏi. Chương 1659, tranh giành tình yêu với chủ tịch tỉnh Yến. Vẫn chưa, trước đây chủ nhiệm Phạm đã nói với tôi. Vào chính thức phải có chỉ tiêu, đây là đơn vị chính thức của nhà nước, không có chỉ tiêu không chuyển được. Hơn nữa, chỉ tiêu văn phòng tỉnh ủy rất hạn chế, khó có được. Tuy nhiên, chủ nhiệm Phạm nói, cứ làm vài năm cô sẽ nghĩ cách. Nhưng tôi biết, không có khả năng. Chu Đông Đông thành thật nói. Sao lại không có khả năng, cô vất vả làm việc vì đất nước? Diệp Phàm cố ý hỏi. Vào chính thức đều phải có tiền, không chỉ mấy ngàn nhân dân tệ. Tôi có một người bạn cũng vào cùng nhau. Hiện tại chị đã vào chính thức. Nghe nói là mất mấy nghìn nhân dân tệ. Tôi mấy trăm nghìn cùng khó, lấy đâu ra mấy nghìn? Chu Đông Đông, chuyển sang chuyện khác, hỏi. Chắc chủ tịch thành phố đã đói, anh thích ăn gì tôi đi nấu cơm. Được, làm đồ ăn là được, cô cứ nấu cái gì cũng được. Nhưng, phải chua cay mới được. Diệp Phàm gật gật đầu, cũng muốn xem cô Chu Đông Đông này có thể nấu ra món gì. Cũng đừng nói, Chu Đông Đông nấu ăn khá tốt, một bát đậu hũ, một bát chân giò, một đĩa rau. Với lại mùi vị cũng không tồi. Không tồi, tay nghề của cô tốt lắm. Diệp Phàm sau khi ăn xong lau miệng bằng khăn giấy khen. Tôi chỉ sợ chủ tịch thành phố không thích, tôi phải về nhà. Chu Đông Đông vừa nói vừa thu dọn bát đĩa. Sau khi dọn dẹp hoàn toàn lại lau bàn, giúp Diệp Phàm giặt toàn bộ quần áo rồi mới đi. Vài tiếng sau, Hải Đông chìm vào đêm yên tĩnh. Diệp Phàm mang ghế ngồi một mình bên ngoài hành lang hút thuốc, uống trà nhìn bầu trời không có trăng. Đến Hải Đông có vài ngày, không quen nhiều người ở Hải Đông lắm. Tình hình còn chưa nắm rõ, chỉ có lấy quan hệ thì mới có thể triển khai công tác một cách thuận lợi. Ngoài yên trước tất trong sẽ ổn. Trước tiên là nắm được toàn bộ bộ máy của Ủy ban Nhân dân thành phố mới được. Một chủ tịch thành phố đến Ủy ban Nhân dân thành phố còn không khống chế được thì còn là chủ tịch thành phố gì. Còn về bên phía thành ủy, từ từ sẽ đến. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể xảy ra xung đột gì mãnh liệt với Phạm Sa. Cho nên, sắp xếp lại bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố mới là việc quan trọng trước mắt Diệp Phàm cần làm. Tuy nhiên, vấn đề này cũng khiến Diệp Phàm đau đầu. Trước mắt ở Ủy ban Nhân dân thành phố, trong 12 thành phố Diệp Phàm không có đồng minh nào. Qua lần hội nghị đầu tiên, Phó Chủ tịch thành phố Trương Minh Sâm cũng là ủy viên tỉnh ủy, cùng với Phó Chủ tịch thành phố Tôn Đạo Phong rõ ràng là một. Mà Phó Chủ tịch thành phố Tằng Tuấn Tài cùng với mấy người Đinh Nghĩa Minh cùng một phe. Vậy thì trong phe của Chủ tịch thành phố Trương Minh Sâm sẽ còn 4 người. Không biết còn ai chưa đứng vào phe nào không? Diệp Phàm cảm thấy áp lực chưa bao giờ lớn như thế. Trương Minh Sâm là người đứng thứ 2 trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Không nói đến là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hắn nghiễm nhiên là nhân vật số 3. Muốn khống chế được bộ máy đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, 13 người trong bộ máy, ít nhất phải có được 7 phiếu mới được. Trước mắt Diệp Phàm có 1 phiếu của mình, căn bản hắn là tư lệnh tay không. Đang suy nghĩ, điện thoại reo lên. Giọng Phó Chủ tịch thành phố Tằng Tuấn Tài vang lên. Chủ tịch thành phố, anh đã về, không biết giờ anh có rảnh không? Tôi muốn báo cáo với anh cụ thể một chút chuyện của nhà máy dệt Thuận Hoa. Tình hình có chút khẩn cấp nên chỉ có thể làm phiền anh muộn. Giọng Tằng Tuấn Tài khá cung kính. Một câu anh hai câu anh, hoàn toàn coi mình là cấp dưới. Nếu khẩn cấp thì vào đi, tôi vẫn chưa ngủ, cửa không đóng, anh cứ đẩy vào. Diệp Phàm thản nhiên nói. Đối với người gây khó dễ trong lần đầu hắn chủ trì hội nghị, Diệp Phàm không có lời hay cho y. Không lâu sau, Tằng Tuấn Tài mang theo 2 bình Mao Đài vào nhà. Đến báo cáo công tác còn mang rượu làm gì? Diệp Phàm thản nhiên nhìn Tằng Tuấn Tài một cái hừ nói. Nên thế, đây là nhà của chủ tịch thành phố, lần đầu tiên đến, sao có thể đến tay không? Chỉ là 2 bình rượu thôi, cũng không phải là cái gì to tát. Tằng Tuấn Tài có chút gượng ép nói. Ngồi đi, có chuyện gì anh nói đi.
Diệp Phàm chỉ vào ghế nói. Chủ tịch thành phố, tôi xin anh thứ lỗi. Tăng Tuấn Tài cũng chưa ngồi xuống, đỏ mặt nói. Thứ lỗi, anh cũng không làm gì sai thì thứ lỗi cái gì? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai lầm. Tăng Tuấn Tài thái độ rất thành khẩn nói. Sao ở chỗ nào, tôi còn chưa biết. Diệp Phàm cố ý hừ nói. Thật ra, hôm đó là như thế này. Tối hôm trước, Trương Minh Sâm bảo tôi cùng uống rượu, còn có cả Phó Chủ tịch thành phố Tôn Đạo Phong, Cục trưởng Cục Tài chính Lưu Nhất Tiêu. Sau khi uống không ít, bọn họ hỏi chuyện nhà máy dệt Thuận Hoa. Tôi cũng nói qua tình hình. Phó Chủ tịch Trương nói hôm sau họp bộ máy Ủy ban Nhân dân, bảo tôi đề xuất trong cuộc họp. Đề nghị Chủ tịch thành phố đưa ra cách giải quyết, vốn tôi cũng vì việc này mà sứt đầu mẻ chán. Phó Chủ tịch thành phố Tôn cũng khuyên tôi, nói là có lẽ Chủ tịch thành phố mới đến có cách. Cho nên, hôm sau tôi liền đề xuất. Tăng Tuấn Tài có được sự thông cảm của Diệp Phàm, kể lại chuyện tối hôm đó. Tuy nhiên, Tăng Tuấn Tài không nói ra một người khác, đó là Phó Chủ tịch thành phố Đinh Nghĩa Minh. Bởi vì, quan hệ giữa y và Đinh Nghĩa Minh rất tốt, y không muốn Diệp Phàm có ấn tượng không tốt với Đinh Nghĩa Minh. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu luôn, hiển nhiên đây là âm mưu của Trương Minh Sâm. Hóa ra Cục trưởng Cục Tài chính Lưu Nhất Tiêu cũng là người của phe Trương Minh Sâm. Trong lòng Diệp Phàm lập tức trầm xuống. Cục Tài chính là yết hầu của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu tài chính không tốt sẽ có nhiều phiền toái. Tăng Tuấn Tài báo cáo hắn, xem ra, y thật sự có thành ý. Anh là Phó Chủ tịch thành phố phân công quản lý công nghiệp. Ở Hải Đông chúng ta là một lĩnh vực quan trọng. Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân đều phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp và nông nghiệp. Nông nghiệp tuy nói là đặc biệt quan trọng, nhưng nông nghiệp hiệu quả chậm, chu kỳ dài. Hơn nữa góc phát triển hẹp. Là người phụ trách lĩnh vực công nghiệp, một chút chủ kiến cũng không có sao. Chẳng lẽ bọn họ bảo anh đi nhảy sông tự tử anh cũng đi sao? Diệp Phàm quyết định tiếp tục gõ người này, lạnh mặt nói, hơn nữa còn nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Tôi biết tôi sai rồi, lần này đến đây chủ yếu là mong anh thứ lỗi. Tăng Tuấn Tài đỏ mặt, không dám ngồi, đứng bên cạnh nói. Anh có biết, anh nói như vậy, không lo là đồng chí Trương Minh Sâm nói gì sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Chủ tịch thành phố, thật ra, tôi cũng không phải người cùng phe bọn họ. Tôi nhận vị trí phó chủ tịch thành phố này Trương Minh Sâm cũng không giúp tôi cái gì. Sau việc quản lý lĩnh vực công nghiệp là y giao cho tôi, nên chuyện lần trước là muốn báo ân. Đối nhân xử thế, tôi cũng không có cách nào. Sau này tôi và y đã thanh toán xong. Tăng Tuấn Tài nói. Ngồi xuống nói đi. Thấy đã đủ, giọng Diệp Phàm dịu đi một chút nhìn Tăng Tuấn Tài một cái, nói thêm. Anh đã quyết định chưa? Quyết định, tuyệt đối không thay đổi. Tôi tuy không phải là người có tài giỏi gì, nhưng không phải hay nói lung tung. Ừ, vậy anh nói qua một chút chuyện của Thuận Hoa. Mấy ngày nay đi kiểm tra một vòng bên dưới, chuyện của Thuận Hoa chắc đã xong, anh giải quyết như thế nào? Diệp Phàm cũng không gây khó dễ cho y. Nếu hắn không biết được tình hình, thì Tăng Tuấn Tài chính là chìa khóa mở cửa. Chủ tịch thành phố, trong báo cáo trước, tôi tâm sự với anh về tòa nhà này có được không? Tăng Tuấn Tài đưa mắt nhìn quanh rồi nói. Đến thư phòng tán gẫu. Diệp Phàm nói, phát hiện thấy mặt Tăng Tuấn Tài vui vẻ, Diệp Phàm biết lão Tăng đã thoải mái rất nhiều. Đa phần lãnh đạo bảo anh vào phòng làm việc nói chuyện, chứng tỏ rằng lãnh đạo coi trọng anh. Nếu không, anh không có được sự tín nhiệm của hắn, hắn sẽ không mời anh vào phòng làm việc. Thời phong kiến đã xảy ra rất nhiều chuyện trong phòng làm việc. Bí mật quốc gia đều từ phòng làm việc mà ra. Đến quốc hội cũng không thể so sánh với. Đây chính là nơi mà vua tuyên bố mệnh lệnh, thảo luận việc quan trọng. Ở trong đó bàn bạc xong mới đưa ra triều đình. Tăng Tuấn Tài hiểu việc, dành việc pha trà trước, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế. Anh nói đi, tòa nhà này có liên quan gì? Diệp Phàm hỏi. Liên quan thì thật ra không có, chỉ có điều, tòa nhà này trước kia chủ tịch tỉnh Yến xuống đây thích nhất. Tăng Tuấn Tài vừa nói đến đây, thấy mặt Diệp Phàm trầm xuống. Việc này tất cả mọi người đều biết sao? Diệp Phàm hỏi. Cũng không phải, việc này tôi vốn không biết. Sau có lần gặp bà xã của trưởng ban thư ký Cao uống rượu say dìu y về, tôi đã giúp đỡ. Lúc ở trên tầng, bà xã y luôn mắng, mắng là vô tình nói lung tung. Nói là có cùng chủ tịch tỉnh Yến uống rượu cũng không thể uống nhiều,
xuất huyết dạ dày. Mỗi lần đến đều là Thanh Khê Các, các cái rắm. Cho nên, tôi mới biết trước kia chủ tịch tỉnh Yến đến, bên ngoài thì là sắp xếp ở ngoài nhưng chủ tịch tỉnh Yến thích ở chỗ này. Vốn Thanh Khê là chỗ không có người ở, chỉ là chỗ uống trà của lãnh đạo. Sau bí thư Phạm biết chủ tịch tỉnh Yến thích chỗ này. Đề nghị ở đây, chủ tịch tỉnh Yến thầm đồng ý, sau đó bí thư Phạm cho người sửa sang lại phong cách. Chắc là có xin ý kiến của chủ tịch tỉnh Yến. Chủ tịch tỉnh Yến cũng đã đến vài lần, đều là bí mật ở đây. Hơn nữa việc này tôi muốn hỏi một chút, chủ nhiệm Phạm có phải cũng sắp xếp người nấu cơm giặt quần áo cho anh? Tăng Tuấn Tài hỏi. Có, một nhân viên phục vụ tên là Chu Đông Đông. Diệp Phạm nói. Vậy là đúng rồi. Tăng Tuấn Tài gật đầu. Đúng gì? Diệp Phạm nhìn Tăng Tuấn Tài chằm chằm. Chủ tịch tỉnh Yến thích nhất đồ ăn đường đường Chu Đông Đông nấy. Tăng Tuấn Tài vừa nói xong, Diệp Phạm thiếu chút nữa chửi mẹ nó. Chó Nhật Phạm Sa và Cao Hoa lòng dạ khó lường. Có lẽ Chu Đông Đông cũng là người mà chủ tịch tỉnh Yến yêu nhất. Mấy tay này sắp xếp cho bố, tranh giành với lãnh đạo cái kia, đó không phải là vùi lấp bố vạn kiếp sao? Chương 1660, Tăng Tuấn Tài phản bội. Nếu chủ tịch tỉnh Yến thích đồ ăn đường đường Chu Đông Đông nấu như vậy sao tôi nghe nói Chu Đông Đông đến bây giờ vẫn chỉ là hợp đồng lao động, chưa được vào chính thức. Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Bình thường, Chu Đông Đông đáng lẽ đã được vào chính thức. Nếu được lòng chủ tịch tỉnh Yến thì Chu Đông Đông xin cái gì cũng dễ, chứ không chỉ là hợp đồng lao động. Việc này tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, Chu Đông Đông thật sự vẫn đang là lao động hợp đồng. Lúc đó nghe nói tôi cũng có kiểm tra qua, cũng thấy ngạc nhiên. Tăng Tuấn Tài vẻ mặt khó hiểu nói. Thôi vậy, chuyện lãnh đạo tôi không quản nữa, anh nói chuyện Thuần Hoa đi. Diệp Phàm khoát tay áo nói. Chủ tịch thành phố, nhà máy dệt Thuần Hoa tôi đã nghiên cứu qua, cũng đã suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, mấy hôm nay tôi đã gọi hai bên đến. Tuy nhiên, căn bản là không có hiệu quả. Những người này, vừa nhìn thấy tiền đã tức giận. Chủ tịch thành phố, tôi đang ở trong tình trạng kiệt sức, cái gì cũng muốn. Mấy ngày nay, tôi chạy tới chạy lui, đến đảng ủy thị trấn Hồng Thư tôi cũng đã đến. Lãnh đạo nhà máy dệt Thuần Hoa và đại diện cho công nhân viên chức Thuần Hoa tôi cũng đã gặp. Bị người ta xem thường không nói, nói vẫn không ai nghe. Ngày hôm qua lôi kéo tập trung, tôi phải khuyên mới được. Nói về những việc này Tăng Tuấn Tài vẻ mặt đau khổ. Đảng ủy thị trấn Hồng Thư dám cãi lời anh sao? Diệp Phàm thấy lạ. Bọn họ cũng có nỗi khổ riêng, tôi biết, thật sự là có lý do. Gây rối cũng không phải đường đường bọn họ khơi mào, mà là nhân dân thị trấn Hồng Thư. Quần chúng lưu manh rất nhiều, mà người dân vì chút tiền, đương nhiên cũng ghen ghét. Hơn nữa, bọn họ cũng biết pháp luật không trừng phạt việc này. Dường như cũng có lý. Đây là tồn tại của lịch sử, rất khó giải quyết. Tăng Tuấn Tài nói, khi đó không có thỏa thuận gì sao, ví dụ như đất lúc đó chưa trả tiền, sẽ nhận người dân các thôn của Hồng Thư vào nhà máy làm việc. Diệp Phàm hỏi, cảm giác việc này chắc chắn khó giải quyết. Nếu không, cũng không làm cho Tăng Tuấn Tài vì mũ mà nghiêng về phía hắn. Thật ra trong lòng Diệp Phàm cảm thấy may mắn, nhà máy dệt Thuận Hoa vô tình lại giúp hắn một phen. Lúc đó chỉ nói miệng, nào có thỏa thuận gì. Hơn nữa, thời đó, có mấy người có thể biết đến hợp đồng là cái gì? Căn bản không nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn không có khái niệm gì. Tăng Tuấn Tài cúi đầu có chút ủ rũ. Anh Tăng, thật ra hoàn toàn có thể thay đổi suy nghĩ, biết đâu có thể giải quyết. Diệp Phàm đã có chủ ý trước, vấn đề nhà máy dệt Thuận Hoa hắn đã có tính toán từ trước. Chủ tịch thành phố có chủ ý. Tăng Tuấn Tài thực sự có chút nóng nảy. Hắn biết mặc dù là đi theo Diệp Phàm nhưng nếu không giải quyết được vấn đề này thì mấy người Trương Minh Sâm sẽ xì xào. Mà Diệp Phàm đã nói tất nhiên cũng không muốn sửa lại, y có lẽ sẽ trở thành nơi để hai bên chút giận. Không bán, làm nhà máy sống lại thì thế nào? Diệp Phàm thản nhiên nói. Không có khả năng, nhà máy đó, sao có thể làm sống lại? Nợ đến mấy chục triệu, máy móc thiết bị lạc hậu, không có kỹ sư giỏi, không có sản phẩm mới. Căn bản là không có thuốc nào cứu chữa được. Ở thành phố nếu muốn làm sống lại một tòa nhà, trừ khi đập vào đó 200 triệu. Ngoài ra có cứu sống hay không có trời mới biết, cách này không phải tôi không nghiên cứu qua, tuy nhiên, nghiên cứu vẫn là nghiên cứu, vẫn cảm thấy đây là con đường chết. Việc này,
căn bản là tôi không dám nghĩ đến. Tăng Tuấn Tài không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Anh cứ về nghỉ ngơi, việc này sáng mai anh đến văn phòng của tôi. Tôi sẽ có cách, cứ an tâm ngủ đi. Diệp Phàm an ủi. Vậy đi, tôi đi trước, cảm ơn Chủ tịch thành phố. Tuy nhiên, mặc kệ việc này thế nào, về sau tôi sẽ nghe theo sự chỉ huy của Chủ tịch thành phố. Anh chỉ đông tôi sẽ không đi sang Tây. Tăng Tuấn Tài một lần nữa biểu thị thái độ lập trường. Ha ha, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển thôi. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười, đưa Tăng Tuấn Tài ra tận cửa. Nhìn bóng Tăng Tuấn Tài khuất dần, Diệp Phàm nhìn bụi rậm bên trái, đột nhiên mắng. Mẹ nó, cái gì vậy? Diệp Phàm vừa mắng một tiếng, nâng một chân lên, một hòn đá bị hắn đá bay về phía bụi rậm. Hình như đập trúng một cái gì đánh bụp. Người ăn trộm gà trộm chó. Diệp Phàm mắng một tiếng, không nhìn bỏ đi. Đau chết bố, mẹ nó sao lại xui xẻo như vậy? Không lâu sau một bóng đen chui ra từ bụi rậm, thoát một cái trèo tường đi rồi. Dưới ánh trăng hình như là một người thanh niên, hắn kêu lên một tiếng. Thật xui xẻo, may mắn chỉ đập bên ngoài, nếu đập vào giữa đầu thì chắc chắn không còn là người. Bố làm bao nhiêu chuyện như vậy, thiếu chút nữa đã giết người. Cậu làm sao mà mặt đầy máu như vậy? Chủ nhiệm nhà khách tỉnh ủy Phạm Nguyệt Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm người quản lý căng tin trường Minh Giang. Mau gọi Tiểu Lý đến, nếu không thì đau chết mất. Trường Minh Giang hét lớn. Tiểu Lý là bác sĩ của nhà khách, chỉ phục vụ lãnh đạo. Không lâu đã chạy đến, băng bó vết thương cho Trường Minh Giang, nói. Trưởng phòng Trường, anh bị thương hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút? Không biết có ảnh hưởng đến xương không? Hòn đá thật sự là lợi hại, không ngờ vào tận xương. Biết rồi, anh đi đi. Trường Minh Giang đuổi như đuổi ruồi. Tự mình đi đường không cẩn thận thành ra vậy còn tỏ vẻ. Mẹ nó, là cái gì? Người bác sĩ cào nhau đeo túi cứu thương đi rồi. Sốt cuộc sao lại thế? Phạm Nguyệt Thu hỏi. Chị hỏi tôi sao lại thế, không phải chị bảo tôi đi nghe ngóng một chút tình hình sao? Chị xem, còn chưa vào đến nơi đã bị trúng một hòn đá như vậy. Tuy nhiên, tôi thật ra nhìn thấy Tăng Tuấn Tài từ nhà Diệp Phàm đi ra. May mắn không tới gần nghe. Nếu ở gần cửa số thì tôi đã xuống địa phủ rồi. Đúng rồi, tôi phải nhanh chóng báo cho chủ nhiệm Cao một chút. Trường Minh Giang vội vàng cầm điện thoại gọi cho trưởng ban thư ký Cao. Diệp Phàm thật sự là người giỏi võ đúng không? Bằng không, một hòn đá sao có thể làm cậu bị thương như vậy? Hơn nữa, chẳng lẽ hắn phát hiện ra cậu? Phạm Nguyệt Thu cau mày nói. Phát hiện tôi, chắc chắn không thể. Cha Minh Giang giống như dẫm phải đuôi mèo. Lập tức nhảy dựng lên. Tuy nhiên, hắn lập tức kêu lên một tiếng. Bị thương rồi còn nhảy, đáng đời. Phạm Nguyệt Thu tức giận hừ một tiếng. Nguyệt Thu, hai chúng ta là ai, cô còn như vậy, không có chút đau lòng nào sao? Cha Minh Giang vẻ mặt đáng thương nói, giơ tay vuốt mông Phạm Nguyệt Thu. Đồ vô dụng, không làm được gì, bảo anh nghe ngóng một chút cũng không được, đã như vậy còn bị trúng đá. Ngu xuẩn, đồ vô dụng. Phạm Nguyệt Thu không nể tình mắng. Đồ đàn bà. Cha Minh Giang tức giận, chỉ vào Phạm Nguyệt Thu mắng. Anh dám mắng tôi. Phạm Nguyệt Thu chỉ vào cha Minh Giang, sầm mặt xuống. Cha Minh Giang không dài dòng, lập tức câm miệng. Y biết Phạm Nguyệt Thu có hàng trăm cách để trừng trị y. Tuy là hai người đã mây mưa, nhưng dưới làn váy của Phạm Thu Nguyệt kia cũng không chỉ của mình y. Người đi qua đó cũng không ít lãnh đạo, bằng không. Một nơi màu mỡ như chức chủ nhiệm nhà khách tỉnh ủy sao có thể đến lượt Phạm Nguyệt Thu. Cha Minh Giang thầm mắng một câu, sau khi trở lại phòng bí mật gọi điện thoại cho Trương Minh Sâm. Bí thư Phạm, rất lạ, Tăng Tuấn Tài nửa đêm chạy đến tìm Diệp Phàm. Trưởng ban thư ký Cao Hoa nói qua điện thoại. Có gì lạ, không hoàn thành được nhiệm vụ, chắc chắn là đi nhận sai. Phạm Sa thản nhiên hừ nói. Vâng, hẳn là vậy, nhưng... Cứ như vậy thì Tăng Tuấn Tài sẽ bị Diệp Phàm lôi kéo. Cao Hoa nói, lôi kéo thì lôi kéo, hắn là chủ tịch thành phố, phải có mấy người dưới tay mới đúng. Bằng không, lấy gì để đối kháng Trương Minh Sâm đúng không? Hơn nữa, nếu Ủy ban Nhân dân thành phố bị Trương Minh Sâm khống chế hoàn toàn, chỉ bằng có một chủ tịch thành phố đến chống lại một chút. Cậu nghĩ lại xem, hai người bọn họ vật tay sẽ có lợi cho tiến trình dân chủ trong bộ máy chính quyền. Nếu không thì sẽ thành độc đoán.
Đảng ta không cho phép độc đoán. Ngoài ra cũng không có lợi cho quản lý của đảng và việc triển khai công tác. Hải Đông chúng ta cũng phải đẩy mạnh xây dựng dân chủ, không thể cá nhân độc đoán một tay che trời. Đảng không cho phép chuyện này. Phạm Sa không ngờ thản nhiên cười nói. Ý kiến của Bí Thư Phạm rất hay. Cùng là cấp cho Trương Minh Sâm, không bằng chia sẻ cho hai người. Cứ phân hóa quyền lực như vậy, mỗi bên đều phải tìm chỗ dựa bên ngoài. Đến lúc đó chúng ta sẽ là chỗ dựa bên ngoài lớn nhất của bọn họ, ha ha. Cao Hoa cũng cười thoải mái. Tôi lo rằng Diệp Phàm sẽ thua Trương Minh Sâm, y dù sao cũng xuất thân từ Hải Đông, đã công tác ở Hải Đông mấy chục năm, đã tập hợp được một phe phái. Cứ thành phố mở hội nghị thường vụ, y thể nào cũng nhảy ra nói vài câu. Năm vừa rồi Trần Khải không chịu thua kém. Bản thân là chủ tịch thành phố, nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố lại bị phó chủ tịch thường trực khống chế. Việc này hoàn toàn đảo lộn trình tự tổ chức, cái xương cá này quá lớn. Phạm Sa thản nhiên nói. Hừ, con cá Trương Minh Sâm cứng rắn, có thể cứng bằng Bí Thư Phạm Sa sao? Y là xương cá, Bí Thư Phạm vẫn là kim cương. Diệp Phàm nhiều nhất cũng là một cây bông, căn bản không chịu nổi một đòn. Giọng Cao Hoa khá tự đại. Nhưng Phạm Sa nghe cũng cảm thấy dễ chịu, thản nhiên cười nói. Cậu nữa, miệng càng ngày càng ngọt. Là học Bí Thư Phạm thôi. Cao Hoa cười nói. Ha ha. Hai người cùng cười. Tăng Tuấn Tài quả nhiên phản bội. Trương Minh Sâm vừa nghe điện thoại, lạnh lùng nói. Chương 1661, Chủ tịch thành phố dùng vũ lực đánh người. Người này gan chó, nghĩ dựa vào Diệp Phàm là y có thể giữ được công tác được phân quản của y. Trước đây đáng lẽ nên khởi động sớm, nếu y ngu ngốc như vậy chúng ta cũng nên sớm ra tay. Biệt Đạo Phong thản nhiên hừ nói. Lần này không riêng gì vấn đề lĩnh vực phân công quản lý của y mà tôi muốn lấy mũ trên đầu y. Trương Minh Sâm lạnh lùng nói. Nghe cha Minh Giang báo cáo xong, cực kỳ tức giận. Được, muốn làm thì làm lớn, để các đồng chí khác nhìn thấy phản bội chúng ta kết cục như thế nào. Mặc dù là phó chủ tịch thành phố cũng không giữ được chỗ. Biệt Đạo Phong hừ nói. 8 giờ 30 phút sáng hôm sau. Tăng Tuấn Tài cầm tài liệu đến phòng làm việc của Diệp Phàm. Diệp Phàm cẩn thận xem qua tài liệu rồi nhìn Tăng Tuấn Tài nói. Anh Tăng, tôi thấy nhà máy dệt Thuận Hòa vẫn có tiềm lực, có thể khai thác. Tuy họ đang nợ 300 triệu, nhưng mặt bằng của Thuận Hòa giá trị cũng không nhỏ. Nếu có quyết tâm có thể làm. Mặt bằng thật sự có giá trị, ít nhất không dưới 500 triệu. Nếu có thể được phép bán trả hết nợ nần, số còn lại vẫn trên 200 triệu. Khoản tiền này ngoài tiền công của nhân viên chức và các chi phí khác, mỗi công nhân viên chức của Thuận Hoa có thể lĩnh được 2-3 nghìn nhân dân tệ. Đối với bọn họ mà nói, đó là số tiền không nhỏ. Tăng Tuấn Tài nói đến đây nhìn Diệp Phàm một cái nói thêm. Tuy nhiên, đất này căn bản không bán được. Bán không được thì không có giá trị gì. Bán không được thì không cần bán, tôi nói rồi có thể làm sống lại nhà máy. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đúng lúc này, điện thoại của Tăng Tuấn Tài vang lên, vừa nhìn mặt y đã biến sắc. Buông điện thoại nói với Diệp Phàm. Xảy ra việc lớn, vừa rồi thị trấn Hồng Thư có đến hơn 1.000 người, bọn họ bắt đầu vào nhà máy dệt Thuận Hòa phá đồ. Yêu cầu công nhân viên chức Thuận Hòa rời nhà máy trong 10 tiếng. Nếu không, sẽ cưỡng ép mang đi. Người của Thuận Hòa đương nhiên không chịu, hai bên đang tập hợp người, hiện tại đang đánh nhau. Đi, đi xem, thật là bừa bãi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hai người bước nhanh xuống tầng. Ở trên xe Diệp Phàm gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an thành phố An Kỳ, yêu cầu anh ta cử người đến duy trì trật tự. Cục trưởng An vừa nghe, nói là lập tức tự mình đưa người đến. Xe đến nhà máy dệt Thuận Hoa. Thấy cửa nhà máy đã bị người ta phá hỏng. Người đang chen chúc lộn xộn, la hét ầm ĩ. Hơn nữa, bên trong nhà máy hình như cũng đang tiến hành ứng chiến mãnh liệt. Làm sao bây giờ, hiện giờ tình hình nguy cấp. Chủ tịch thành phố không thể vào để Cục trưởng Cục Công an đến rồi tính được, ở đây đang nhiều người lắm. Tăng Tuấn Tài vừa thấy tình trạng hỗn loạn, mặt tái đi. Tình hình này ai vào cũng vô dụng, những người này, đánh có chữa ai. Đâu quan tâm đến anh là lãnh đạo hay không lãnh đạo. Hơn nữa, lãnh đạo có khi bị đánh cho thảm hơn. Lãnh đạo đến rồi, chúng ta tìm lãnh đạo nói lý lẽ đi. Đúng lúc này có người thấy xe của Diệp Phàm hét to. Đúng đúng,
tìm lãnh đạo thành phố phân xử đi. Sau đó vài tiếng quát tháo vang lên, một đám người cầm gậy gộc hùng hổ tiến lại. Mau lái xe đi. Tăng Tuấn Tài hét lên với lái xe. Tuy nhiên, chậm rồi, đã có người chạy đến, vây quanh xe. Xuống, xuống đây, chúng tôi cần phân xử. Người bên ngoài hét lên. Không ra ngoài chúng ta đập xe, buộc bọn họ phải ra. Làm lãnh đạo không vì dân đều là cẩu quan. Lãnh đạo khốn khiếp chỉ biết vui chơi hút máu chúng ta. Một người hét lớn lập tức xe rung lên. Dường như có nguy cơ bị ném đi. Muốn làm gì, tất cả dừng tay. Diệp Phàm vừa thấy không được, có lẽ cục trưởng An còn chưa đến thì xe này đã hỏng. Cho nên, dùng lực mở cửa xe ra ngoài, lập tức mấy người đứng ở cửa xe bị đẩy ngã xuống đất. Diệp Phàm giành lấy loa sắt trong tay một người dân, nhảy lên nóc xe. Dừng tay cái rắm, trả đất cho chúng tôi, chính là đất của chúng tôi. Một người trên tay có hình xăm hét lên, người này cầm gậy đập một cái làm chiếc Audi lung lay. Diệp Phàm thấy thế, tức giận, cảm thấy người này hình như là đầu sỏ. Hơn nữa vừa thấy cách ăn mặc của người này, chắc chắn là nhân vật lưu manh. Bước xuống, một cước đá vào y, bị Diệp Phàm đá một cước, y lập tức lăn vào đống người. Lão đại bị đánh, đánh chết người này. Đám đông hét lên, lập tức hùng dũng chen lên mấy chục người thanh niên. Đồng thời cũng có người lui ra ngoài. Diệp Phàm thấy việc này liền hiểu ngay, người tiến lên mới là người gây rối, người lùi ra sau mới là người dân thật sự. Hắn là chủ tịch thành phố Diệp, các anh không thể đánh, dừng tay, dừng tay. Vu Hữu Hòa và Tằng Tuấn Tài đều nóng nảy, vội xuống xe quát lớn. Diệp cái rắm, đánh chết hắn. Lại có người nào đó kêu to. Một cước đá đến, Vu Hữu Hòa không đề phòng ngã lăn ra. Tằng Tuấn Tài bên cạnh muốn đỡ dậy cũng bị một cước đá, lập tức ngã lên người Vu Hữu Hòa. Hai người lăn tròn. Đánh, đánh chết cẩu quan này. Đám đông hét lớn, côn bổng phần phật hướng về phía Diệp Phàm. Đánh chủ tịch thành phố, các anh sẽ phạm tội. Giọng Tằng Tuấn Tài lẫn trong đám đông, hai người vừa bị đánh, giọng run rẩy. Âm mưu tấn công lãnh đạo nhà nước, nên đánh. Diệp Phàm giống lên một tiếng, giành lại một cây bổng, đi một đường tròn. Bụp, bụp, một hồi bụp bụp vang lên, hễ bị Diệp Phàm quét ngang đến, tất cả đều lảo đảo. Có mấy người không đứng vững lập tức ngã xuống. Không ngã thì bị gậy của Diệp Phàm quét ngang qua, người cũng ngả nghiêng. Lộ ra một khoảng trống, cảnh tượng rất kỳ lạ, giống như Diệp Phàm vẽ một vòng kim cô, người ngoài không bước vào được. Đánh đi, đánh đi. Đám đông cũng hét lên. Cầm côn bổng lao đến. Tới đây. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nhấc cây gậy lên xoay tròn, không lâu sau, tiếng bụp bụp lại vang lên một hồi. Đợi khi âm thanh dừng lại, mấy nghìn người dân lập tức như hóa thạch, không ngờ 20 người đều ngã xuống. Hơn nữa 20 người này đều là những người có tiếng tăm ở thị trấn Hồng Thư. Bình thường đánh nhau có thể đánh đến chết, một đánh hai tuyệt đối không thành vấn đề. Không thể tưởng tượng được hôm nay 20 người đều bị chủ tịch thành phố Diệp dùng một gậy đánh ngã. Mẹ ơi, chủ tịch thành phố này cũng có thể đánh nhau à? Một người trong đám đông nói giọng khâm phục. Chắc chắn là xuất thân từ trinh sát rồi. Anh không thấy là rất uy phong sao? Cầm gậy quét một cái toàn bộ đã ngã xuống, thật lợi hại. Một người khác thở dài không ngừng. Tiểu Lâm Tử, mày ngơ ngẩn cái gì, đánh cho bố. Lúc này người đàn ông có hình xăm hét lên. Dám đánh anh Tiến, mọi người hãy đánh hắn. Người vừa được gọi là Tiểu Lâm Tử không có cách nào, có chút do dự cầm gậy hét lên. Nhưng, lần này người hưởng ứng cũng không còn nhiều nữa, mãi cũng chỉ mười mấy người. Hơn nữa, thấy chủ tịch thành phố Diệp chống gậy giống như thần thánh hạ phàm, đám đông có chút do dự, nhìn Tiểu Lâm Tử, lại nhìn người vừa được gọi là anh Tiến, cả đám không dám liều mạng. Chỉ có điều gậy gộc trong tay cổ vũ, miệng hô, không dám tiến lên. Dừng tay, tấn công lãnh đạo thành ủy, bắt hết lại. Trên chiếc xe cảnh sát vừa đến, cục trưởng cục công an nhảy xuống vừa thấy tình hình hỗn loạn, bèn quát lớn. An Kỳ và mấy đồng chí đi theo lập tức đứng tấn ở tư thế bảo vệ Diệp Phàm. Bên kia lập tức mấy chục cảnh sát đi ra, cầm roi điện ngăn mọi người đến. Bắt cả lại. Cục trưởng An nhìn xuống đất quát, lập tức hiểu. Chắc là bị chủ tịch thành phố dùng vũ lực, xui xẻo. Vâng. Đội cảnh sát trả lời, đó là sẽ bắt những người đang ngã dưới đất lại. Vừa ra tay, lập tức đám người đang ngồi dưới đất kêu đau.
cảnh sát bình thường điều tra vẫn rất nhẹ nhàng, lúc này, chủ tịch thành phố ở đây, lại có cục trưởng giám sát. Cho nên, bọn họ đều muốn tăng sức mạnh. Không đau mới là lạ. Đau, các cậu cũng biết đau, dám tấn công chủ tịch thành phố, không muốn sống nữa phải không? Đội cảnh sát ra tay thật sự tàn nhẫn, nhân cơ hội này còn đá mấy đá vào mông bọn chúng. Chủ tịch thành phố, nhiều người như vậy, không phải tự phát bình thường. Chắc chắn là có âm mưu tổ chức, hơn nữa, chắc chắn là người đàn ông có hình xăm này cầm đầu. Tuy nhiên, người này tuyệt đối không thể là người tổ chức, nhiều nhất cũng là người đi đầu thôi. Cục trưởng An Kỳ ghé tai Diệp Phàm nói. Điều tra cho tôi, tra đến cùng. Nếu tra được vua tôi cũng phải lôi ra. Có người cả ngày không làm chuyện gì tốt, đều tìm việc gây sức ép với người khác, sắp đến Tết rồi. Vì cái gì, một chút tầm nhìn chung đều không có. Đấu tranh là bình thường nhưng cũng phải tùy trường hợp và thời gian. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, giao việc cho cục trưởng An, quay sang Vu Hữu Hòa nói. Lập tức triệu tập đại diện của thị trấn Hồng Thư, cùng với Thuận Hoa họp. Ai không đến coi như tự động bỏ quyền lợi. Chợt, Diệp Phàm cầm lấy loa trong tay An Kỳ, nói. Tôi là quyền chủ tịch thành phố Hải Đông Diệp Phàm. Việc tranh cãi giữa hai phía, tôi sẽ tự mình giải quyết. Hai bên cử đại diện đến phòng họp của nhà máy để thảo luận. Nếu ai dám ở đây gây rối, tôi nói bắt hết lại. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ai không đến dự là tự động từ bỏ quyền lợi, về sau Ủy ban Nhân dân thành phố không giải quyết. Diệp Phàm dùng hòa âm mí thuật nên rất có uy lực. Ban đầu còn có người không muốn đi, nhưng sau đó Diệp Phàm nói tiếp. Tôi đếm đến 10, nếu không đi, coi như là tập trung gây rối, âm mưu tấn công lãnh đạo thành phố, bắt hết lại. Chương 1662, Chủ tịch thành phố gạt người. Sau khi nói xong, Diệp Phàm liên đếm 1,2, 3. Đếm đến 7 thì mọi người đã tan gần hết. Không lâu sau, Vu Hữu Hòa cũng đã sắp xếp xong, Diệp Phàm đi vào phòng họp của nhà máy dệt. Chúng ta chào đón chủ tịch thành phố Diệp phát biểu. Vu Hữu Hòa đi trước nói, Tăng Tuấn Tài tất nhiên vỗ tay, hơn nữa đại diện cán bộ công nhân viên chức nhà máy dệt đều vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người ngồi đi. Diệp Phàm khoát tay nói. Đợi đến khi tất cả mọi người ngồi xuống, Diệp Phàm nghiêm túc nhìn mọi người một cái nói. Sắp đến Tết, mọi người ngày nào cũng gây ồn ào, việc lại không giải quyết được. Hơn nữa, làm ầm ĩ như vậy lãnh đạo thành phố không thể an tâm. Tất cả mọi người đều bận, lãnh đạo thành phố cũng có nhiều việc phải làm. Hôm nay ở đây, mọi người có việc gì thì nói ra. Cả hội trường im lặng một hồi. Một ông lão đã lớn tuổi đứng lên nói. Chủ tịch thành phố Diệp, tôi là Mã Đông Phong, là bí thư chi bộ thôn Hồng Thư. Đương nhiên, lúc đó không gọi là thôn mà gọi là đại đội, tôi là đại đội trưởng. Tôi còn nhớ rõ, xưởng trưởng của Thuận Hoa lúc đó là Hậu Lưu Phong. Vì mặt bằng, y đến nhà tôi vài lần. Sau đó chúng tôi có tăng lên một chút điều kiện, đó là mặt bằng này có thể cho bọn họ mượn dùng. Xưởng trưởng Hậu nói Thuận Hoa là nhà máy mới xây dựng. Tất cả đều là tiền của nhà nước, huyện cũng không có tiền. Cho nên, tiền kia tạm thời chưa cách nào trả được. Lúc đó người trong thôn cũng suy xét đến tình hình đặc thù này, cũng đành bỏ sức vì đất nước. Cuối cùng xưởng trưởng Hậu có nói là có thể tuyển thanh niên trong thôn chúng tôi vào nhà máy làm việc. Cho nên, hai bên liền quyết định như vậy, tạm thời chúng tôi sẽ không đòi tiền của họ. Chủ tịch thành phố Diệp, tôi là Lưu Vân Đông, hiện là người phụ trách nhà máy dệt Thuận Hoa. Giám đốc nhà máy Lưu đầu tiên chào Diệp Phàm sau đó nói. Bí thư chi bộ Mã, chuyện lúc đó tôi cũng đã nghe nguyên giám đốc nói qua. Lúc đó có thể nói như vậy, đất chúng tôi không trả tiền, mà tuyển người vào làm. Trên thực tế chúng tôi cũng đã trả tiền. Bởi vì lúc đó có bao nhiêu người muốn vào nhà máy Thuận Hoa là nhà máy của nhà nước, là doanh nghiệp nhà nước. Mà người dân thôn Hồng Thư các ông vào làm, một năm sau đều được chuyển vào chính thức. Đều được nhận lương của nhà nước, hiện giờ thời đại thay đổi, nhà máy khó khăn. Phải bán nhà máy cũng không liên quan đến đại đội Hồng Thư các ông. Hơn nữa, lúc đó nhà máy cũng đã tiếp nhận đến 1.000 người dân Hồng Thư vào làm. Chia ra 200 hộ, tức là lúc đó tuyển công nhân trên cơ bản mỗi hộ đều có người vào làm công nhân nhà máy. Nhà không có con cái cũng có người thân được chọn vào làm ở nhà máy. Hơn nữa tất cả đều là công nhân viên chính thức. Ai bảo? Lúc ấy các anh xây dựng nhà máy ở đại đội chúng tôi,
tất nhiên phải giải quyết cho thanh niên của đại đội vào làm. Tuyển người địa phương vào làm cũng thuận tiện, hơn nữa không phải cấp nhà, các anh vẫn được lời. Nếu tuyển người ngoài đến, các anh còn phải xây dựng nhà ở cho họ có phải không? Còn nữa, các anh cũng không phải xây dựng căng tin. Lúc đó chúng tôi nói là đất này chỉ cho các anh mượn. Sau đó, các anh không trả tiền, thôn chúng tôi có người làm ở nhà máy, cũng ngại đến dục. Việc này kéo dài mấy chục năm. Người thanh niên bên cạnh Mã Đông Phong đứng lên, nói lớn. Người này nhìn dáng có phần giống Mã Đông Phong, chắc là hai cha con. Mã Hồng Xuân, anh nói có lý chút được không? Nếu các anh không đổi đất để lấy được việc công nhân vào làm, chúng tôi sẽ dùng người của thôn Hồng Thư sao? Buồn cười. Lúc đó muốn vào nhà máy của nhà nước, nói thật, có thể dẫm nát cửa nhà tôi. Thanh niên ở đại đội các anh, văn hóa không có, trình độ không có. Nếu chính thức tuyển thì ít nhất phải tốt nghiệp trung học. Công nhân viên chức thôn Hồng Thư các anh cơ bản là chưa tốt nghiệp tiểu học. Vì đất không cần trả tiền, nhà máy cũng biết. Hơn nữa, lúc đó không phải là các ông đưa ra điều kiện như vậy sao, nhà máy dệt Thuận Hoa chúng tôi đi đâu không tìm thấy mặt bằng xây dựng nhà máy. Lúc đó, đất đai nơi nơi đều có, không riêng gì đại đội Hồng Thư các ông. Hơn nữa, nhà máy dệt Thuận Hoa xây dựng trên mảnh đất của các ông nhiều năm như vậy, không cần nói đến cái gì khác. Ít nhất đường xá đi lại xa, nhà máy cách xa quốc lộ. Sau đó nhà máy chúng tôi xây dựng nhà trẻ và trường tiểu học, người thôn các ông cũng theo học. Ngay cả trường trung học Hồng Thư, nhà máy Thuận Hoa chúng tôi cũng bỏ nửa tiền. Việc đó nguyên giám đốc đều ghi chép lại. Hơn nữa, nhà máy chúng tôi được xây dựng, cuộc sống của mọi người thế nào, kinh tế phát triển. Thu nhập cũng tăng lên, làm gì cũng thuận tiện hơn. Nhà máy của chúng tôi không xây dựng ở chỗ các anh, cũng không biết các anh có thể thành thị trấn Hồng Thư như bây giờ không. Sườn trưởng Lưu tức giận chỉ vào mặt Mã Hồng Xuân, giọng run lên. Sao anh không nói nhà máy mang đến ô nhiễm cho thị trấn chúng tôi như thế nào? Hơn nữa, nói về kinh tế đi. Các anh có thể làm kinh tế phát triển như thế nào, còn phát triển xây dựng thị trấn Hồng Thư, cái rắm. Nhà máy của các anh làm cho mọi thứ không chết cũng sập. Còn nói là vực dậy kinh tế thị trấn chúng tôi, thật là buồn cười. Mã Hồng Xuân giọng điệu khá sắc bén, một câu nói ra, xưởng trưởng Lưu không nói được gì, mặt trắng bệch. Chỉ vào Mã Hồng Xuân nghẹn không nói được gì. Y run cả người, Diệp Phàm thấy thế biết không lên tiếng có lẽ xưởng trưởng Lưu sẽ té xỉu ở đây. Vội vàng nói, đỡ xưởng trưởng Lưu xuống nghỉ ngơi một chút. Quay sang chuyện khác, Diệp Phàm gõ bàn nói. Thật ra hai bên đều có thể lui một bước, đại đội Hồng Thư trước có thể nói là không phải tham đưa được người vào nhà máy làm việc, nhưng đất chắc chắn là không thể, đúng không? Không cần nói nhiều với tôi, thiên hạ này không ai tặng không cái gì. Đó là đương nhiên, bằng không, chúng tôi đã sớm đuổi họ đi. Mã Hồng Xuân gật gật đầu. Mà Thuận Hoa nếu không tham đất không cần tiền, chắc chắn sẽ không xây nhà máy ở đây có phải không? Hơn nữa, có tuyển một số công nhân tiêu chuẩn thấp, đối với nhà máy mà nói là không có lợi. Diệp Phàm quay lại hỏi xưởng trưởng Lưu. Lúc đó nhà máy Thuận Hoa vừa mới xây dựng, tiền vốn rất ít, không có cách nào. Bằng không, mời chúng tôi cũng không đến đại đội Hồng Thư xây dựng nhà máy. Để bây giờ rắc rối, hai. Xưởng trưởng Lưu mặt trắng bệch, thở dài. Vậy tôi hỏi lão bí thư chi bộ Mã một câu, ông nói thật lòng. Nhà máy dệt Thuận Hoa ở Hồng Thư nhiều năm như vậy có phải cũng thật sự làm cho kinh tế phát triển? Còn xây dựng thị trấn, Thuận Hoa là nhà máy lớn, chắc chắn thời kỳ hưng thịnh công nhân viên chức có thể đạt đến 3-4 nghìn người. Người nhà liên quan có lẽ đến hơn 10 ngàn người. Đại đội Hồng Thư lúc đó có lẽ chỉ hơn 1 ngàn người, Thuận Hoa tạo ra cơ hội phát triển cho các anh là không thể đo đếm. Anh có thừa nhận điểm này không? Diệp Phàm quay sang hỏi Mã Đông Phong. Có thể, nhưng bọn họ mang đến cho chúng tôi ô nhiễm, chủ tịch thành phố Diệp, anh không biết, khắp nơi đều là rác rưởi, đất bị ô nhiễm hoa màu cũng không mọc được. Người đại đội chúng tôi không vào nhà máy thì ăn gì? Mã Xuân Hồng vừa nói đến đây, Diệp Phàm nghiêm mặt, hừ nói. Từ đã, tôi hỏi bí thư chi bộ Mã, hiện nay chúng ta không thảo luận vấn đề ô nhiễm mà là vấn đề xây dựng. Mã Hồng Xuân thấy thế định cãi, nhưng bố y đã nghiêm mặt nói. Nhóc con, câm miệng cho bố, chủ tịch thành phố đang nói chuyện với bố con chen ngang cái gì? Mã Hồng Xuân bị bố ngăn lại, mặt đỏ lên,
cuối cùng không nói gì, tức giận ngồi xuống. Nói thật, Thuận Hoa thật sự mang đến cho chúng tôi không ít ưu đãi. Vừa rồi xưởng trưởng Hậu nói tôi cũng đồng ý. Thực sự, thị trấn Hồng Thư có thể phát triển như hôm nay, có liên quan rất lớn đến Thuận Hoa. Nhưng, dù là thế, Thuận Hoa cũng phải trả lại đất cho chúng tôi có đúng không? Thiếu nợ thì trả tiền là hoàn toàn chính xác, nợ đất của chúng tôi chẳng lẽ không trả? Chủ tịch thành phố, mặc kệ thế nào, đều phải có lý có phải không? Trên đời vẫn có đạo lý đúng không? Chủ tịch thành phố, dân chúng tôi thế yếu, trước kia không thể đấu cùng quan. Thuận Hoa dù sao cũng là của nhà nước, dân chúng tôi đấu với nhà nước, đều lo lắng đề phòng. Không có cách nào khác, chúng tôi cũng không thể bị người ta lấy đi không công. Mặc dù là nhà nước, cũng phải nói có lý đúng không? Chủ tịch thành phố, anh cũng không thể để dân chúng tôi chịu thiệt. Dân chúng rất khổ, hàng ngày quá vất vả, hai. Đừng nhìn Mã Đông Phong đã già, ông ta làm bí thư chi bộ mấy chục năm, suy nghĩ không phải như người bình thường nghĩ. Không ngờ dùng bài BI, nói rất tình cảm. Lão già này còn khó đối phó hơn. Diệp Phàm thầm mắng một câu, nói. Việc khác không nói, ông cũng thừa nhận, nếu hiện tại nhà máy dệt Thuận Hoa đang phát triển, vẫn tiếp tục sản xuất. Các ông có đến yêu cầu trả lại đất không? Hơn nữa, rất nhiều người của thị trấn Hồng Thư các ông vẫn đang làm việc trong nhà máy đúng không? Diệp Phàm hỏi ý tức rất sâu sắc. Không, lúc trước có nói qua với nguyên giám đốc, một ngày nhà máy vẫn còn, đại đội không đến đòi đất. Thật ra, lúc ấy cũng sợ người được tuyển vào nhà máy không lâu lại đuổi ra ngoài. Chuyện như vậy cũng không phải không có, họ xây nhà máy xong muốn đuổi người cũng không có cách nào. Dân chúng tôi, sao có thể đấu với lãnh đạo nhà máy? Bí thư chi bộ thuận miệng nói. Mã Hồng Xuân, còn có cả chủ tịch bí thư thị trấn, các anh đều nghe thấy lão bí thư chi bộ không? Diệp Phàm hỏi đại diện thị trấn Hồng Thư. Nghe rồi, tuy nhiên, ba tôi nói chính là một ngày nhà máy vẫn còn hoạt động, chúng tôi sẽ không đến đòi đất về. Tuy nhiên, hiện tại nhà máy đã sắp phá sản, chúng tôi đòi lại đất cũng hoàn toàn chính đáng có phải không? Mã Hồng Xuân hơi đắc ý nhìn Diệp Phàm một cái. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Diệp Phàm đưa mắt nhìn mọi người một cái. Hỏi. Đều nghe thấy. Tất cả mọi người gật đầu. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm gật gật, nhìn đám người bên lão bí thư chi bộ, nghiêm mặt nói. Hiện tại tôi nói cho các anh chị biết, nhà máy dệt Thuận Hoa chẳng những không phá sản hơn nữa còn phát triển lớn hơn nữa, rất tốt. Cũng sẽ mang đến cho thị trấn Hồng Thư các anh nhiều khoản thu vào, nhiều cơ hội nghề nghiệp. Không có khả năng, chủ tịch thành phố, chẳng lẽ anh cũng đang nói dối? Không thể nào, nhà máy sẽ bán, đất này cũng sẽ bán đấu giá. Không phải chúng tôi ngăn cản chắc là đã sớm. Lão bí thư chi bộ Mã Đông Phong cùng Mã Hồng Xuân đều đứng lên. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn Diệp Phàm, bọn họ cho rằng Diệp Phàm lừa dân. Chương 1663 thúc đẩy xây dựng Hải Đông. Hừ, tôi lừa mọi người sao? Làm chủ tịch thành phố Hải Đông, mọi người cũng biết Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc ở đâu. Nếu tôi lừa mọi người hoàn toàn có thể phát động mấy nghìn người đến tìm tôi. Hơn nữa, nhà đầu tư cũng đã đến rồi. Ông ấy chính là giám đốc của tập đoàn Phi Thành Hồng Kông. Tập đoàn Phi Thành Hồng Kông hoạt động trong lĩnh vực dệt may. Sau khi họ nghe nói đến chuyện của nhà máy dệt Thuận Hoa, lập tức cử đại diện đến tỉnh Nam Phúc chúng ta. Hiện tại hẳn là ông ta đã đến. Diệp Phàm lấy điện thoại ra nói một hồi rồi quay sáng Tằng Tuấn Tài và giám đốc Lưu Vân Đông nói. Lập tức cho nhân viên nhà máy vệ sinh toàn bộ, chuẩn bị đón khách đến làm việc. Hữu Hòa phối hợp với họ cùng nhau làm tốt công tác tiếp đón, tranh thủ giữ khách lại thị trấn Hồng Thư chúng ta. Chủ tịch thành phố, chúng tôi cũng đi hỗ trợ, là chủ nhà của Hồng Thư. Có khách đến đầu tư tất nhiên chúng ta rất vui vẻ. Hơn nữa, đón tiếp tốt là việc chúng tôi phải làm. Lúc này Bí Thư và Chủ tịch Thị trấn Hồng Thư Thái Chí Hòa và Lý Minh Sơn vội vàng nói. Đưa mắt nhìn đám người Bí Thư chi bộ Mã Đông Phong một cái, Diệp Phàm nói. Các ông ngồi xuống đi, nhà máy dệt Thuận Hoa có thể sản xuất trở lại, góp vốn giải quyết việc nhà máy có thể sống dậy, cũng có thể làm cho Thị trấn Hồng Thư phát triển. Đối với mọi người mà nói thì đó là một việc tốt. Đương nhiên, chuyện về đất đai tôi không thể để như vậy. Mọi người lui một bước, Thuận Hoa cũng lui một bước, hai bên đều lui một bước.
Lui như thế nào? Mã Hồng Xuân hừ nói. Cho người đến định giá, đất của nhà máy Thuận Hoa trị giá bao nhiêu tiền, lấy giá này góp vốn với tập đoàn Phi Thành Hồng Kông. Còn cổ phần của chỗ đất này, bởi vì trước đây nhà máy Thuận Hoa cũng đưa cho thôn các ông nhiều ưu đãi, cũng tuyển vào nhà máy mấy trăm người. Như thế cũng là có lòng. Hơn nữa, cũng quan tâm đến thôn của mọi người vài chục năm nay. Cho nên, như thế này đi, khối đất này chia làm 5 phần, thôn mọi người chiếm 1 phần, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hồng Thư chiếm 1 phần, nhà máy dệt Thuận Hoa giữ 2 phần. Ủy ban Nhân dân thành phố giữ 1 phần. Mọi người đừng nói với tôi đó là đất của thôn mọi người, nếu nói về việc lớn thì đất đai là tài sản quốc gia. Đất là thuộc quyền của quốc gia có phải không? Còn cổ phần sắp xếp như thế nào? Tôi thấy thế này, đưa ra danh sách đại đội Hồng Thư. Họ là những người cơ bản nhất, còn phần phân cho thị trấn Hồng Thư, tiền lời về sau sẽ phục vụ cho việc xây dựng Hồng Thư. Ví dụ như xây dựng khu vui chơi giải trí, xây dựng đường phố, mọi người thấy thế nào? Nói cách khác, nói như lão bí thư chi bộ, một ngày nhà máy không phá sản, mọi người sẽ không đòi lại đất. Tôi tin rằng, có tập đoàn Phi Thành Hồng Kông đầu tư, nhà máy mãi mãi sẽ không thể phá sản. Nhà máy không phá sản, mọi người có thể được cái gì? Diệp Phàm đưa ra dẫn chứng và đưa ra điều kiện. Việc này, chúng tôi bàn bạc một chút. Lão bí thư chi bộ tập hợp người trong thôn đến một căn phòng. Nửa giờ sau, bọn họ tiến vào, đồng ý điều kiện của Diệp Phàm. Bởi vì, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, không có cách nào tốt hơn. Nếu còn đất, nhà máy không phá sản. Nếu cương quyết đòi, có lẽ sau này không được chia chút tiền nào. Giờ trước mắt được chia tiền vẫn là tốt. Sau đó, mấy bên ký kết thỏa thuận, Diệp Phàm tự mình tiếp đoàn khảo sát của nhà đầu tư. Thật ra, Tiếu Hào Thăng đến cũng là vì ân tình với Diệp Phàm. Lần trước Diệp Phàm giúp Tiếu Duệ Phong một ân tình, cứu con trai y. Cho nên, nhà họ Tiếu không thể không nhớ ân tình này. Đương nhiên, người của tập đoàn Phi Thành cũng không phải là ngốc. Có thể kiếm được tiền hay không mắt họ vẫn có thể nhìn rõ. Diệp Phàm cùng giám đốc Tiếu Hào Thăng đi một vòng rồi về phòng khách. Chủ tịch thành phố Diệp, bố tôi vẫn rất sùng bái anh. Tiếu Hào Thăng nhìn Diệp Phàm một cái, thản nhiên cười nói. Nói như thế sao được, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phi Thành tôi đã gặp mấy năm trước. Lúc đó đã cùng nhau uống rượu, hai đã nhiều năm, tất cả mọi người đều bận, gặp mặt cũng khó. Diệp Phàm tỏ vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu. Đúng thế. Tất cả mọi người đều bận, vài năm không gặp. Chủ tịch thành phố Diệp từ một cán bộ cấp huyện giờ đã là cán bộ lãnh đạo một thành phố. Cha tôi có dặn, chỉ cần điều kiện cho phép, tập đoàn Phi Thành chắc chắn sẽ đầu tư. Hơn nữa, vừa rồi tôi cũng đi xem qua một vòng. Thấy nhà máy khá lớn, thích hợp với việc chúng tôi thiết lập căn cứ dệt may thứ hai ở Nam Phúc là Hải Đông sau cơ sở ở huyện Ngư Dương. Ban đầu cha tôi tính đến việc mở rộng cơ sở ở Ngư Dương. Tuy nhiên, so với Ngư Dương thì Hải Đông có nhiều ưu thế hơn về vị trí. Hơn nữa, Hải Đông lại gần Chiết Ninh. Cha tôi vẫn muốn mở rộng thị trường bên Chiết Ninh, cho nên, thành lập cơ sở thứ hai ở Hải Đông cũng rất tốt. Tiếu Hào Thăng, tôi tin rằng Hải Đông sẽ đem đến hy vọng cho các anh. Hải Đông cũng sẽ là người bạn tin cậy của các anh. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố còn có kế hoạch mới nhất, chuẩn bị xây dựng thành phố Hải Đông hiện đại. Tiến hành quy hoạch thành phố một lần nữa, giao thông cũng được quy hoạch lại, tăng chiều rộng, cơ sở hạ tầng khác cũng được nâng cao. Giao thông thuận tiện cũng sẽ đem lại những điều kiện thuận lợi cho Thuận Hoa. Cảm ơn, Chủ tịch thành phố Diệp ủng hộ chúng tôi. Tuy nhiên, cha tôi cũng hỏi thăm rồi, còn có một chút lo lắng. Việc này, có lẽ là chướng ngại lớn nhất đối với việc có đầu tư ở Hải Đông hay không của chúng tôi. Tiếu Hào Thăng trần trừ một chút nói. Mời giám đốc Tiếu nói. Diệp Phàm khách khí nói. Mấy năm trước Hải Đông xuất hiện đại hồng thủy, toàn bộ Hải Đông đều bị ngập. Nghe nói toàn bộ tầng 1 của các nhà cao tầng đều bị ngập, tầng thứ 2 cũng ngập một nửa. Mà địa bàn của nhà máy dệt Thuận Hoa nói thật là không cao lắm. Nếu thật sự xảy ra ngập, có lẽ máy móc thiết bị đều hỏng hết. Chúng ta không thể xây các nền nhà cao, làm như vậy thứ nhất trông hình dáng chẳng ra làm sao, thứ hai tốn rất nhiều tiền. Thật sự không tiện. Tiếu Hào Thắng nói. Xem ra, nhà họ Tiếu cũng chuẩn bị trước khi đến đây. Sau khi Diệp Phàm gọi điện thoại cho Tiếu Phi Thành có lẽ người nhà họ Tiếu đã bí mật cử người đến điều tra đánh giá.
Bằng không hôm nay có đồng ý đến hay không vẫn là vấn đề. Hôm nay đồng ý đến, có lẽ là phần chắc khá lớn. Cậu nói điều này tôi cũng chú ý đến. Hôm nay đã gọi người phụ trách phòng lụt đến phòng tôi để bàn về việc này. Sau đó tôi có hỏi đến các vấn đề liên quan. Cậu nói chính là trận đại hồng thủy năm kia. Con suối của Hải Đông có thông với Minh Giang. Đê trên sông Minh Giang bị vỡ nên lũ ngược vào Hải Đông gây ra lũ lụt thảm thiết nhất từ trước đến nay cho Hải Đông. Cậu nói cũng là sự thật, trận đại hồng thủy năm đó cũng làm cho Hải Đông bị tàn phá nặng nề. Sau khi cơn đại hồng thủy qua đi, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố khó trước đã nghĩ cách, cố gắng giải quyết việc này. Diệp Phàm nói đến đây nhấp một ngụm trà. Hắn nhìn Thiếu Hào Thắng một cái, lại nói tiếp. Thật ra, tôi cũng điều tra qua, suối chảy qua Hải Đông khá rộng. Lúc đó hẳn gọi là sông Vượng Phu mà không phải là suối. Sau đó phù sa hàng năm tụ lại. Đất núi và đá tập trung lại. Hơn nữa, người dân chiếm lòng sông xây nhà nên mới hẹp lại, hiện tại chỉ còn mấy chục mét chiều rộng. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố có kế hoạch đó là một lần nữa khai thác phát triển sông Vượng Phu. Cũng chính là mở rộng xây dựng lại, dỡ bỏ toàn bộ các công trình vi phạm quy định xây dựng. Một lần nữa khơi rộng lòng sông, xây dựng đê, cố sức lấy lại sông Vượng Phu ban đầu. Thứ nhất vì an toàn của nhân dân, thứ hai cũng liên quan đến bộ mặt sạch đẹp của thành phố Hải Đông. Sau khi trở về cậu hãy nói với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phi Thành một câu, chỉ cần tôi còn ở Hải Đông một ngày, việc xây dựng lòng sông tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Các cậu yên tâm đến Hải Đông đầu tư, yên tâm. Tôi là người bạn đáng để các cậu tin tưởng. Tôi sẽ truyền đạt chi tiết những gì Chủ tịch thành phố Diệp nói. Chúng tôi cũng tin tưởng Chủ tịch thành phố Diệp là người giữ chữ tín. Sau khi về nhà sẽ nói với cha tình hình này. Thiếu Hào Thắng nói. Tuy nhiên, tôi hy vọng các anh cùng nhà máy Thuận Hoa góp vốn khai thác phát triển, một lần nữa xây dựng nhà máy vững mạnh. Ở đây còn có rất nhiều việc phải làm ví dụ như một lần nữa gọi các công nhân trở về, mời các công nhân kỹ thuật. Diệp Phàm nói. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chủ tịch thành phố Diệp Anh cũng biết, chúng tôi cần thời gian có phải không? Thiếu Hào Thắng khéo léo nói nhìn Diệp Phàm một cái còn nói thêm. Tuy nhiên, cha tôi vẫn cẩn thận dặn dò, nếu đúng như lời anh nói, có thể khơi thông sông Vượng Phu như ban đầu. Hoặc có thể khơi thông dòng chảy của sông Vượng Phu để có khả năng chống lũ an toàn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng quyết định đầu tư. Đây mới là vấn đề mà cha tôi lo lắng nhất. Vừa rồi tôi có đi qua dòng sông, thấy vấn đề khá khó khăn. Nếu không mở rộng, gặp lũ lớn. Có lẽ chuyện xưa lại tái diễn. Tập đoàn Phi Thành chúng tôi cũng không hy vọng đầu tư mấy trăm triệu cuối cùng hóa thành dòng lũ. Được, chậm nhất đến tháng 3 sang năm, Ủy ban Nhân dân thành phố có phương án quy hoạch. Hơn nữa, nơi quá hẹp sẽ nhanh chóng cho nạo vét mở rộng. Cậu cũng biết, việc này cũng không có thể làm xong ngay. Cũng phải làm từ từ, so với xây dựng một nhà máy khó khăn hơn. Xây dựng thành thị tới bây giờ vẫn có yêu cầu cao. Gây khó khăn cho bất kỳ chính quyền nào. Việc này liên quan đến nhiều vấn đề. Tôi hy vọng tập đoàn Phi Thành có thể thông cảm cho khó xử của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hơn nữa, giải quyết việc lũ lụt này cũng rất ít gặp. Đương nhiên, ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi cũng không coi đây là cái cớ đến thoái thác. Diệp Phàm nói. Tôi sẽ nói lại với cha tôi ý của Chủ tịch thành phố Diệp. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng Chủ tịch thành phố Diệp có thể nhanh chóng quy hoạch xây dựng lòng sông. Ít nhất, trước khi tập đoàn Phi Thành đến đầu tư, chúng tôi muốn thấy phương án quy hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Người làm ăn hy vọng nhất là nhìn thấy thành ý của đối phương, chúng tôi đưa ra thành ý, cũng hy vọng Chủ tịch thành phố có thành ý. Thiếu Hào Thắng không từ bỏ, tiếp tục vấn đề. Xem ra, khả năng nhà họ Thiếu đầu tư là rất lớn. Chướng ngại duy nhất là sông Vượng Phu. Chương 1664, anh kiếm 10 triệu tôi kiếm 20 triệu. Diệp Phàm cũng biết, việc này không vội, người ta chắc chắn phải tính toán cẩn thận, cuối cùng biết thắng mới có thể hợp tác xây dựng nhà máy. Hơn nữa, nếu người ta đưa ra điều kiện cũng không phải cao. Thật ra về quy hoạch suối Vượng Phu đã từng có người đưa ra đề xuất với thành ủy và ủy ban nhân dân. Sau vì cần số tiền đầu tư quá lớn, nên đã gặp trở ngại. Được. Tôi tin thành ý của tập đoàn Phi Thành, chậm nhất vào tháng 3 sang năm cũng chính là ngày này sang năm, tôi sẽ đưa ra quy hoạch cho các anh. Diệp Phàm cẩn thận gật đầu,
thật ra cũng không có cách nào. Đây chính là điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề Thuận Hoa. Đó thật ra là không có cách nào, Diệp Phàm cũng là bị ép đến đường cùng. Tuy nhiên, tin rằng có Hà Nghi Viễn ở Sở Thủy Lợi hỗ trợ, việc này muốn có chút tiền hẳn là không khó khăn. Kỳ thật Hà Nghi Viễn chính là Phó Chủ tịch tỉnh Nam Phúc. Quyền lực lớn, năng lực của y còn lớn hơn nữa. Đương nhiên, không muốn mất một khách hàng lâu năm như tập đoàn Phi Thành cũng là nguyên nhân mà Diệp Phàm thận trọng. Không náo động, thật là đáng tiếc. Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Lưu Nhát Tiêu khá tiếc nuối lắc lắc đầu còn vò vò đầu hói. Vài tên lưu manh, chung quy không đáng trọng dụng. Trương Minh Sâm thở dài, nhìn mọi người một cái, vẻ mặt khá mất mát. Thằng nhóc này gan không nhỏ, không ngờ dám chen vào hàng ngàn quần chúng đang biểu tình. Chúng ta đang thấy thủ đoạn đầu tiên của hắn. Lần này sắp xếp riêng hơn 100 người biểu tình, không thể tưởng tượng được vẫn không có tác dụng. Cục trưởng Cục Công an thành phố An Kỳ, y thật sự đáng ghét. Tin rằng chỉ cần y không ra tay, thời gian lâu một chút, Diệp Phàm sao có thể đứng vững. Xem ra, phải tìm cơ hội gõ An Kỳ một chút mới được. Biệt Đỉnh Phong thản nhiên nói. Làm cục trưởng, y không ra tay cũng không được, nếu thực sự xảy ra việc gì lớn, mũ cục trưởng của y không phải là bay sao. Việc này, hẳn là chuyện trong phạm vi chức trách y phải làm. Đinh Nghĩa Minh nói. Chỉ có thể kéo dài thôi. Chỉ cần anh ra tay thì không có gì để nói. Tôi thấy An Kỳ hiện tại không giống thế, hình như là về phe Diệp Phàm. Người ta mới lên tiếng, liền vội vội vàng vàng tự mình chạy đến, thế là thế nào? Lưu Nhất Tiêu hừ nói. Thôi vậy, đùi ở trên chân y muốn làm gì không liên quan đến chúng ta. Vả lại, An Kỳ với chúng ta quan hệ cũng không tốt, chẳng qua chưa đến mức đối lập thôi. Tuy nhiên, người này thật sự có chút đáng ghét. Cũng nên tìm cơ hội gõ y một chút. Nếu thật sự không thể dùng, nên bỏ y. Một cục trưởng bị rút răng, cũng giống gà trống không mao. Trương Minh Sâm hừ một tiếng khoát tay nhắm mắt thư giãn nói. Một người đánh lại mấy chục người, có can đảm. Trưởng ban thư ký thành ủy Cao Hoa vẻ mặt khâm phục nói. Có nhìn thấy sự can đảm của chủ tịch thành phố chúng ta không? Tình hình này, bình thường lãnh đạo đều lui binh, đợi rất nhiều cảnh sát đến mới ra mặt. Anh xem, người ta trẻ tuổi, có tính khí bốc đồng. Hơi chút đã vung tay lên rồi. Hơn nữa, còn nhảy lên xe nói chuyện với mọi người. Tôi thấy, người ta gọi hắn là chủ tịch thành phố bạo lực không đúng, hắn cũng không bạo lực. Tôi thấy gọi là chủ tịch thành phố quyền cước mới đúng. Phạm Viễn nói cười ha hả. Đúng. Cao Hoa gật đầu không ngừng, nhìn Phạm Sa một cái còn nói thêm. Nghe nói có tập đoàn Phi Thành muốn hợp tác đầu tư với nhà máy dệt Thuận Hoa. Là do Diệp Phàm mời đến. Hành động của hắn thật ra rất nhanh. Cách này rất tốt, lập tức trấn an công nhân viên chức Thuận Hoa và người dân thị trấn Hồng Thư. Nghe nói đã đạt được thỏa thuận, hai bên đều có cổ phần. Mà Ủy ban Nhân dân thành phố không ngờ cũng có một phần cổ phần. Thật lợi hại, chủ tịch thành phố giúp công ty giải quyết vấn đề, không ngờ còn kiếm được cổ phần. Ủy ban Nhân dân thành phố thì thành cổ đông. Nếu mỗi công ty được Ủy ban Nhân dân giải quyết khó khăn đều thế thì Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta có thể biến thành công ty. Bí thư Phạm, việc này có phải trái với nguyên tắc của tổ chức không? Thật sự có chút nghi ngờ. Đúng thế, Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết khó khăn cho các công ty là việc phải làm. Nếu không, nhà nước cần xây dựng cơ cấu Ủy ban Nhân dân làm gì? Bí thư Phạm, có nên có báo cáo về việc này? Một khi là sự thật thì Diệp Phàm có lẽ sẽ uống một bồ tội. Ngô Sinh Phát có chút đắc ý, y sợ thiên hạ sẽ loạn. Mạnh mẽ, mạnh cái gì? Phạm Viễn nhìn Cao Hoa một cái hừ nói. Người ta cũng phải lấy chút cổ phần danh nghĩa để làm của riêng, mà là lấy danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân thành phố. Và lại, đất đai là sở hữu của nhà nước, Ủy ban Nhân dân thành phố giữ một phần cũng là bình thường. Chính quyền nhà nước bao nhiêu năm nay có gì đâu. Hơn nữa, cậu là phó chủ tịch thành phố có lẽ còn kiếm được chút ưu đãi. Bằng không, chúng ta hoàn toàn có thể thu hồi. Thật ra, tôi thấy mục đích của Diệp Phàm không phải ở một phần cổ phần kia. Không ở đấy thì ở đâu? Cao Hoa không hiểu nhìn Phạm Viễn. Quản lý. Phạm Viễn thản nhiên hừ nói, cầm chiếc bút gõ nhẹ lên bàn làm việc một chút. Anh nói là Diệp Phàm muốn khống chế nhà máy dệt Thuận Hoa. Việc này tôi không hiểu lắm. Hắn là chủ tịch thành phố, chuyện phiền toái đã quá nhiều,
còn có thời gian rỗi đi lo chuyện kia sao? Hơn nữa, khống chế được một công ty thì có lợi gì, các công ty ở Hải Đông đều do chủ tịch thành phố quản lý, chẳng lẽ hắn còn lo quyền lực không đủ lớn sao? Cao Hoa thật sự không hiểu. Ha ha, tôi cảm thấy tập đoàn Phi Thành Hồng Kông có phải có điểm gì tốt? Diệp Phàm muốn đạt được mục đích của mình. Phạm Viễn thản nhiên lắc đầu. Lợi hại. Cao Hoa thở dài một tiếng, nhìn Phạm Viễn nói. Ở Thuận Hoa hắn không dám lấy ưu đãi, sợ bị người khác nhìn thấy. Chuyển hướng sang tìm ưu đãi ở tập đoàn Phi Thành, công ty người ta ở Hồng Kông, lại chẳng tiện điều tra. Huống chi, nếu ưu đãi của tập đoàn Phi Thành cho hắn để ở Hồng Kông, về sau mọi chuyện đều dễ giấu giếm. Tính toán tốt, Bí Thư Phạm, chúng ta sau này có lẽ phải theo dõi chặt chẽ nhà máy dệt Thuận Hoa. Nếu phát hiện cái gì, chúng ta cũng xử lý tốt. Theo dõi thì phải theo dõi, nhưng trong khoảng thời gian này không cần thiết phải theo dõi sát sao. Phạm Viễn thản nhiên cười bí hiểm. Cao Hoa vừa thấy thế liền hiểu ngay, có lẽ nhà máy dệt Thuận Hoa đã có người của Phạm Viễn theo dõi. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm triệu tập người phụ trách các bộ phận liên quan đến xây dựng thủy lợi, xây dựng đô thị, vấn đề chống lũ họp với các chuyên gia. Giao cho bọn họ điều tra suối Vượng Phu có thể quy hoạch lại, tiến tới mở rộng dòng chảy không. Chủ tịch thành phố, về việc mở rộng suối Vượng Phu chúng tôi đã báo cáo qua. Thành ủy cũng đã thảo luận, cuối cùng vì tốn quá nhiều kinh phí, khó khăn lớn quá nên ngừng lại. Lúc này Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Nhâm Thành Phương nói. Quy hoạch khi nào, lúc ấy quy hoạch cần bao nhiêu tiền? Diệp Phàm nhìn Cục trưởng Nhâm hỏi. Tôi có tài liệu ở đây, mời Chủ tịch thành phố xem. Nhâm Thành Phương lấy tài liệu ra, Diệp Phàm cầm lấy lật xem. Nhìn Nhâm Thành Phương hỏi. Anh nói cụ thể một chút đi, càng cụ thể càng tốt. Con số trong tài liệu này không nhiều lắm tôi xem không hiểu, anh nói cho không khí sôi động một chút. Năm 1997, lũ lụt xảy ra, toàn bộ thành phố Hải Đông của chúng ta đều bị ngập, lúc đó làm mấy chục người chết. Nhìn nước sông phá hủy thành phố, làm chết người, còn có vô số trường học bị phá hủy làm bọn trẻ không thể đến trường. Nguyên Cục trưởng Trịnh Phi đau lòng không ngồi yên, vốn tim của ông ấy không được tốt. Lúc đó phát bệnh. Sau đó, ông ấy đề cử tôi giữ chức Cục trưởng Cục Xây dựng. Nguyên Cục trưởng có cẩn thận giao cho tôi, nhất định phải mở rộng suối Vượng Phu, để suối đạt tiêu chuẩn để có thể vượt qua lũ lớn như năm 1997 an toàn. Cho nên, những năm gần đây, tôi luôn nghĩ cách, dùng hết mọi biện pháp có thể kiếm tiền đầu tư mở rộng, sửa sang suối Vượng Phu. Tuy nhiên, đến hiện tại đã 6 năm, tôi tuy kiếm được mấy triệu, nghe thì có vẻ là con số không nhỏ. Nhưng, đối mặt với một con suối chảy dài suốt nội thành, chút tiền đó cũng như muối bỏ biển. Nói đến đây người cục trưởng không ngờ có chút nghẹn ngào. Xem ra, thật sự y rất quan tâm đến việc này. Mấy triệu không tác dụng gì, ném vào suối Vượng Phu có lẽ cũng không tạo ra chút bọt nào. Lúc này cục trưởng cục thủy lợi Trương Hoa Phúc lên tiếng. Mấy triệu ném vào đấy cũng vô dụng, nhưng có ném cũng tốt hơn là không ném. Cục trưởng Trương Anh là người cầm lái của Cục Thủy lợi thành phố, những năm gần đây anh ném vào không ít. Nhâm Thành Phương lạnh lùng nói. Cục Thủy lợi chúng tôi làm đều là các công trình lớn, ví dụ như đầu tư trạm phát điện, hồ chứa nước. Những công trình này đều trên 100 triệu, đều là công trình lớn. Trương Hoa Phúc hơi có vẻ đắc ý nhìn Nhâm Thành Hoa một cái. Cảm thấy hai người này có mâu thuẫn, Diệp Phàm thầm nghĩ. Công trình lớn trên 100 triệu cũng không phải công lao của anh. Đó là do Sở Thủy lợi đầu tư, nếu nói là chính y tranh thủ được, tôi khâm phục anh. Nhâm Thành Phương không nể nang, công kích. Nếu tôi không đi chạy vậy, công trình này sẽ đến Hải Đông chúng ta sao? Buồn cười, thiên hạ này làm gì có chuyện bánh rơi ngoài đường. Chuyện này anh cũng tin sao? Trương Hoa Phúc cười nhạt. Tự mình vẽ lên mặt mình ai chẳng làm được. Nhâm Thành Phương cười lạnh nói. Anh nói gì thế, anh Nhâm, anh. Trương Hoa Phúc không ngờ gõ nhẹ lên bàn, nhưng lập tức một giọng nói vang lên. Đây là hội trường, không phải là chỗ đánh nhau. Nghe Diệp Phàm nói thế, hai vị đồng chí vội im miệng. Nếu các anh nói là mình có năng lực, có khả năng thì như vậy đi, chúng ta lấy mục tiêu là mở rộng suối Vượng Phu. Hai vị cục trưởng vì suối Vượng Phu mà tìm một số các dự án hơ hạc tiền vốn. Tiền không cần nhiều lắm, mỗi người 10 triệu là được. Diệp Phàm theo đà ép xuống.
quá nhiều, chủ tịch thành phố, sao có thể kiếm được? Cục trưởng Trương kiếm được công trình mấy trăm triệu, hẳn là vô cùng dễ, tôi nhiều nhất cũng chỉ mấy triệu. Như vậy có lẽ không kịp, không dám nhận lời ở đây. Bằng không, chủ tịch thành phố sẽ bảo tôi hám công. Cục trưởng Nhâm Thành Phương vội vàng nói. Vậy anh thừa nhận không bằng cục trưởng Trương có phải không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nếu cục trưởng Trương có thể kiếm 10 triệu, tôi cũng kiếm 10 triệu. Nhâm Thành Phương bị ép cũng phải nói. Chương 1665, trừ phi thiên thần hạ phạm. Anh kiếm được 10 triệu, tôi sẽ kiếm 20 triệu. Trương Hoa Phúc tức giận, nói. Tốt, tốt, nếu anh có thể kiếm 20 triệu vì suối Vượng Phu thì tôi sẽ gọi anh một tiếng anh Phúc. Nhâm Thành Phương cũng tức giận, hai người không ngờ to tiếng. Vậy cứ quyết định như vậy đi, các vị, cục trưởng Trương và cục trưởng Nhâm nói tất cả mọi người đều nghe thấy có phải không? Diệp Phàm nhanh chóng đưa ra quyết định, lúc này, có thể quyết định thì quyết định, dù sao tiền bọn họ phải kiếm vì thể diện. Có thể ngồi mát ăn bát vàng thì đương nhiên là tốt. Chúng tôi đều nghe thấy cục trưởng Nhâm sẽ kiếm 10 triệu, cục trưởng Trương sẽ kiếm 20 triệu vì suối Vượng Phu. Lúc này chủ nhiệm Vu Hữu Hòa cố ý lặp lại, các đồng chí khác cũng vội vàng gật đầu, nói đùa, chủ tịch thành phố Diệp ép, ai không gật đầu là đồ ngốc. Lần này sửa sang mở rộng suối Vượng Phu tôi quyết định thành lập một tổ chuyên trách. Tôi là tổng chỉ huy, đồng chí Minh Sâm là phó tổng chỉ huy thường trực đồng chí Đạo Phong, phụ trách thủy lợi Ngô Sinh Phát, phụ trách xây dựng đô thị Đinh Nghĩa Minh là phó tổng chỉ huy. Tổ viên gồm cục thủy lợi, cục xây dựng, cục đô thị giải phóng mặt bằng. Tôi quản lý chúng, đồng chí Minh Sâm phụ trách công tác cụ thể. Diệp Phàm nói, chủ tịch thành phố Diệp, tổ phó thường trực hay là để đồng chí khác đảm nhiệm. Gần đây tôi bận nhiều việc, thật sự là rất bận. Anh xem, nào mỏ, nào công ty, còn có các việc khác đã làm tôi sứt đầu mẻ chán. Trương Minh Sâm không ngờ thoái thác, rõ ràng không muốn nhận việc khó khăn này. Tôi cũng thế, phó tổ trưởng để cho cục trưởng Nhâm và cục trưởng Trương làm tốt hơn. Bọn họ có chuyên môn là thủy lợi và xây dựng, quen thuộc với công trình này. Chúng tôi là người không hiểu gì, đi chỉ huy khác nào người chỉ huy mù. Nếu làm hỏng việc, lại làm hỏng kế hoạch của chủ tịch thành phố. Lúc này Biệt Đỉnh Phong cũng phối hợp với Trương Minh Sâm đánh Diệp Phàm. Đúng, cục trưởng Trương và cục trưởng Nhâm đã đảm nhiệm cục trưởng thủy lợi và xây dựng, đều xuất thân từ các kỹ sư. Để bọn họ đảm nhiệm phó tổng chỉ huy cũng có lợi cho việc cải tạo lại suối Vượng Phu. Tôi tuy là được phân công quản lý xây dựng đô thị nhưng thực ra cũng chỉ là thả diều chơi. Làm công việc cụ thể không được, gánh nặng này chỉ có thể đặt lên vài cục trưởng Nhâm và cục trưởng Trương thôi. Đinh Minh Nghĩa cũng ồn ào theo. Vừa thấy như thế, các đồng chí khác đều im lặng. Nhưng rất nhiều đồng chí chờ xem kịch vui, xem Diệp Phàm xử lý chuyện khó khăn như thế nào. Phó Chủ tịch thành phố Ngô, Phó Tổng Chỉ huy để anh đảm nhiệm thì thế nào? Chúng ta phải thông cảm cho khó khăn của Phó Chủ tịch Tôn và Phó Chủ tịch Trương thôi. Diệp Phàm thản nhiên quay đầu nhìn Ngô Sinh Phát một cái. Không nên, không nên. Đồng chí Minh Sâm là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố. Anh ấy là lãnh đạo, anh ấy cũng chưa có năng lực đảm nhiệm việc này, một người như tôi sao có thể. Mời Chủ tịch thành phố chọn Cao Minh khác cho phù hợp, tôi không muốn làm hỏng việc. Ngô Sinh Phát cũng vội vàng thoái thác. Bởi vì cải tạo suối Vượng Phu đã được thành phố thảo luận từ trước, vấn đề này rất khó giải quyết. Không ai muốn tham gia vào. Có ai tự đề cử mình làm phó tổng chỉ huy không? Diệp Phàm nhìn mọi người một cái, thản nhiên hừ nói. Thật lâu sau đều không có ai lên tiếng. Im lặng một lúc sau, Tăng Tuấn Tài mới chần chừ nói. Chủ tịch thành phố, tôi được phân công quản lý lĩnh vực công nghiệp. Nếu có liên quan đến lĩnh vực công nghiệp thật ra tôi có thể thử xem. Nhưng xây dựng bờ sông tôi rốt đặc cán mai. Làm tổ viên phất cờ còn được, bảo tôi làm người chỉ huy chỉ sợ hỏng việc. Đồng chí Tuấn Tài, chuyện gì đều có thể học. Huống chi, anh là chỉ huy nhưng dưới anh còn có cấp dưới là các chuyên gia cố vấn cho anh. Có một số việc, không làm sẽ không biết, chỉ có trải qua kinh nghiệm thực tế mới biết có thể hay không. Có lẽ, anh làm sẽ càng tốt. Diệp Phàm thản nhiên nói. Nếu chủ tịch thành phố tin tưởng tôi, để tôi thử xem thế nào. Tăng Tuấn Tài cũng là bất đắc dĩ nói. Bởi vì, nói ra lời này phải có được tín nhiệm của Diệp Phàm. Bằng không, sẽ làm hắn nghi ngờ lời nói tối hôm đó. Tốt lắm,
vị trí tổ phó thường trực nếu phó chủ tịch Minh Sâm, phó chủ tịch Ngô, phó chủ tịch Biệt đều nói bận không đảm đương được. Hôm nay đảng ủy ban nhân dân thành phố các đồng chí đều ở đây trừ người phụ trách tòa án, tất cả 11 người đều có mặt. Chúng ta lấy quyết định của tập thể ủy ban nhân dân thành phố, bổ nhiệm đồng chí Tằng Tuấn Tài làm phó tổ trưởng thường trực tổ cải tạo suối Vượng Phu. Vu Hữu Hòa và Trương Hoa Phúc cùng Nhâm Thành Phương là ba phó tổ trưởng. Mặt khác các đồng chí ở phòng tài nguyên, phòng giải phóng mặt bằng tham gia làm tổ viên. Còn tổng chỉ huy, tôi sẽ xin chỉ thị của đồng chí Phạm Viễn. Đồng ý xin mời giơ tay. Diệp Phàm nói xong giơ tay lên trước. Trương Minh Sâm không hề nghĩ ngợi, cũng giơ tay, tiếp theo là Biệt Đỉnh Phong, Đinh Minh Nghĩa, Ngô Sinh Phát cùng tất cả các đồng chí đều giơ tay lên. Toàn thể thông qua, chủ nhiệm Vu, lập biên bản để các đồng chí ký tên. Đây là quyết định của tập thể ủy ban nhân dân thành phố. Diệp Phàm hừ nói. Sau khi tan họp, Diệp Phàm gọi Tằng Tuấn Tài, Vu Hữu Hòa cùng Nhâm Thành Phương và Trương Hoa Phúc vào văn phòng. Giao cụ thể việc của suối Vượng Phu. Thật khoái, hôm nay khiến thằng nhóc kia lĩnh giáo năng lực của anh Trương. Trong phòng, Trương Minh Sâm, Đinh Nghĩa Minh cười ha hả nói. Thấy không, ba người trong ủy ban nhân dân chúng ta vừa ra tay, hắn đã không làm nổi. Nếu con chó Tằng Tuấn Tài không lên tiếng thì càng náo nhiệt. Tôn Đỉnh Phong cũng nói. Hừ. Con chó Tài, chuyện nhà máy dệt Thuận Hoa không làm y câm miệng, không thể tưởng tượng được lại nhảy ra ngoài. Sau này tìm cơ hội, ở chuyện suối Vượng Phu này, chúng ta phải cho y biết thế nào là khoai lang phỏng tay. Đến lúc đó y không thoát được, đây gọi là gì nhỉ, chết y. Trương Minh Sâm lạnh lùng nói. Đúng, 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 đến lúc đó suối Vượng Phu làm không thành công, nghe nói ông chủ Hồng Kông yêu cầu suối Vượng Phu mở rộng họ mới đầu tư. Đây chính là việc có liên quan, đến lúc đó suối Vượng Phu không mở rộng được, nhà máy dệt Thuận Hoa cũng xong rồi. Hơn nữa, nhân dân là một, công nhân viên chức nhà máy là hai cũng sẽ gây sức ép. Lời chủ tịch thành phố Diệp Phàm nói sẽ là nói dối. Danh dự của chủ tịch thành phố không có, Tằng Tuấn Tài hoàn toàn không có việc làm. Lúc đó, chính là cơ hội cho chúng ta ra tay. Biệt Đỉnh Phong nhìn mọi người một cái nói. Anh Trương, anh nói một chút. Cải tạo suối Vượng Phu có thể thành công không? Đinh Nghĩa Minh có chút không chắc chắn hỏi. Thành công, trừ phi là thần tiên giáng trần. Trương Minh Sâm lạnh lùng hừ nói. Nghĩa Minh, cậu chẳng lẽ không thấy, suối Vượng Phu phức tạp như thế nào? Mở rộng có phải là cần giải phóng mặt bằng, người ta đã xây nhà đẹp, phá đi người ta đồng ý sao? Mặc dù là đồng ý, tiền bồi thường cũng không ít. Con số này không nhỏ, cũng phải 1.000. Vì sao thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố khóa trước đều muốn giải quyết vấn đề này cuối cùng đều gặp trở ngại? Khó khăn trong đó, anh là người phân công quản lý xây dựng thành phố không thấy sao? Biệt Đỉnh Phong hừ nói. Buổi sáng hôm sau, Diệp Phàm cầm quyết định của ủy ban nhân dân thành phố và tài liệu liên quan đến suối Vượng Phu vào văn phòng Phạm Viễn. Bí thư Phạm, vấn đề suối Vượng Phu đã đến lúc không thể không giải quyết. Tập đoàn Phi Thành Hồng Kông đến nhà máy dệt Thuận Hoa. Chuyện góp vốn đã quyết định. Tuy nhiên, bọn họ đưa ra điều kiện, đó là phải cải tạo suối Vượng Phu. Chủ yếu là do cơn đại hồng thủy năm 1997, hiện giờ có chút lo lắng. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phàm nhìn Phạm Viễn nói. Đúng vậy, trận đại hồng thủy năm 1997 tôi đã đến Hải Đông công tác. Lúc đó chết mấy chục người, tổn thất về tài sản không thể tính được hết. Hải Đông chúng ta bị tàn phá nặng nề. Đến giờ đã qua 6 năm mới khôi phục lại phần nào. Nếu không có trận lụt lịch sử năm đó, Hải Đông đã phát triển rất tốt, nhanh hơn nhiều. Về phần suối Vượng Phu, thành ủy cũng đã thảo luận nhiều lần. Tuy nhiên, đều vì tốn quá nhiều tiền mà khó khăn phải dừng lại. Phạm Viễn nhíu mày nói. Vậy chứng tỏ suối Vượng Phu không cải tạo là không được. Ngày hôm qua Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định bắt đầu công trình cải tạo suối Vượng Phu. Tôi đã bảo Cục Thủy Lợi và Cục Xây Dựng cùng các bộ phận liên quan thành lập một tổ nhỏ, phối hợp làm ra tài liệu này. Anh xem. Diệp Phàm nói xong đưa tài liệu từ trong túi ra nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Phạm Viễn. Phạm Viễn không ngờ chưa cần xem nói thẳng. Nếu là Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định, tôi sẽ không xem. Cần ủng hộ cái gì, cậu nói thẳng là được. Tôi muốn mời Bí thư Phạm làm tổ trưởng tổ công tác cải tạo suối Vượng Phu. Còn có văn bản này muốn được thông qua trong hội nghị thường vụ của thành ủy.
có được sự ủng hộ của thành ủy, chúng tôi như cá gặp nước. Diệp Phàm tất nhiên là nịnh bợ Phạm Viễn vài câu. Phạm Viễn vừa nghe đương nhiên khá thoải mái, khoát tay nói. Vị trí tổ trưởng tổ cải tạo suối Vượng Phu này không cần thiết, cứ để cậu đảm nhiệm là được. Còn về thành ủy, tôi tin tưởng việc cải tạo suối Vượng Phu các vị ủy viên thường vụ thành ủy hẳn là đều đồng ý. Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân thành phố các cậu cũng có trong đó 3 vị ủy viên đó thôi. Chẳng lẽ chuyện có lợi cho dân cho nước còn có người phản đối phải không? Nói vậy thì vô lý, tôi tin vào ánh mắt của các ủy viên thường vụ. Nói đến đây, Phạm Viễn còn nói thêm. Tuy nhiên, nếu là cậu cần các ủy viên có khoản tiền ủng hộ cụ thể, khoản tiền này có chút khó khăn. Ha ha, nếu các vị ủy viên thường vụ đều là một trong những người làm chủ Hải Đông, đều là lãnh đạo của Hải Đông, suối Vượng Phu nằm trong Hải Đông cũng không phải ở Thương Hải hoặc Thủy Châu. Làm chủ một nơi, có phải cùng cần cố gắng? Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện sự quan tâm của thành ủy Hải Đông đối với nhân dân Hải Đông. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ha ha, chủ tịch thành phố Diệp, nói rất tốt. Như vậy đi, tìm thời gian thích hợp, cậu nói với mọi người trong hội nghị thường vụ một chút. Xem họ nói như thế nào. Phạm Viễn cười nói. Cảm ơn bí thư Phạm đã ủng hộ công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Diệp Phàm tỏ vẻ cảm ơn. Chương 1666, anh hạ quyết tâm chưa? Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố tuy công việc khác nhau nhưng là người một nhà, không cần nói cảm ơn. Suối Vượng Phu có thể cải tạo, tôi cũng rất vui. Phạm Sa thật sự cũng mong suối Vượng Phu có thể được cải tạo tốt. Buổi tối, Cục trưởng Cục Công an thành phố An Kỳ đến thăm hỏi Diệp Phàm. Chủ tịch thành phố, người nhà họ Tô đang làm ầm ĩ, yêu cầu chúng tôi thả Tô Ngưu Đản. An Kỳ vẻ mặt ngại ngùng hỏi. Vậy ý của cục các anh thế nào? Diệp Phàm nhìn An Kỳ một cái cố ý hỏi, tất nhiên là muốn thăm dò An Kỳ. Xử lý nghiêm. An Kỳ nói nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Tuy nhiên, án này liên quan đến khá nhiều người, cho nên, nhất thời cũng không có cách nào kết án. Ý của tôi là hiện tại cũng đã là cuối năm, có thể để đấy, sang năm sẽ xử lý tiếp. Tuy nhiên chủ tịch thành phố yên tâm. Chỉ cần tôi còn ở cục một ngày, Tô Ngưu Đản tuyệt đối không thể thả ra ngoài. Có phải anh đến đây để biện hộ giúp Lâm Nhi? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Biết An Kỳ có chút băn khoăn. Dù sao, nhà họ Tô quyền thế cũng khá lớn. Sức ảnh hưởng ở Hải Đông khá sâu. Trước mắt chưa có người nào có phân lượng đến xin hộ. Tuy nhiên, việc này... An Kỳ có chút xấu hổ. Việc này rốt cuộc là vì cái gì? Giọng Diệp Phàm có vẻ nặng hơn một chút. Chính là vì Tô Thị lần trước thấy xe của cục cảnh sát chúng tôi quá mức cũ nát. Cho nên, công ty bọn họ đồng ý tặng 10 chiếc xe cảnh sát cho cục công an thành phố. Tuy nhiên, nếu Tô Ngưu Đản liên quan đến vụ án, xe cảnh sát chúng tôi vẫn phải xử. Bằng không, việc này còn có chút khó làm. An Kỳ có chút đau lòng. Là các anh không cần hay là họ đưa ra điều kiện? Diệp Phàm không dễ bị lừa như vậy hỏi. Chúng tôi cũng không đến hỏi, họ cũng không lên tiếng. Trước kia không xảy ra việc của Tô Ngưu Đản, người phụ trách của Tô Thị có cho người gọi điện thoại đến. Bảo chúng tôi đến trụ sở của họ để thương lượng một chút về chuyện xe cảnh sát. Sau đó xảy ra việc của Tô Ngưu Đản, chúng tôi không nói gì. Xe cảnh sát, không cần cũng thế. Vẻ mặt An Kỳ nghiêm túc nói. Có vẻ người này đến đây là muốn xe cảnh sát. Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng một câu. Đây là điểm mấu chốt. An Kỳ nói như vậy rõ ràng Tô Thị quyên tặng 10 xe cảnh sát không phải là diễn. Vì Ủy ban Nhân dân thành phố gây ra chuyện nên phải bồi thường 10 chiếc xe này không chừng. Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, miệng nói. Tiền thành phố cũng không dư giả, lập tức trang bị cho các cậu 10 chiếc xe cảnh sát hơi khó khăn. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, nghèo cũng không thể để cảnh sát nghèo, các cậu phá án cũng không phải dễ dàng. Như vậy đi, các cậu làm báo cáo lên. Tôi duyệt cho các cậu 500.000. Cảm ơn chủ tịch thành phố ủng hộ. Chúng tôi nhất định sẽ nhớ chỉ thị của chủ tịch thành phố, bảo đảm an ninh trật tự. An Kỳ đứng lên nói. Có một điểm các cậu phải chú ý, nghe nói thành phố Thanh Ngưu trật tự không được tốt. Rốt cuộc sao lại thế, các cậu nói cho tôi nghe xem nào. Diệp Phàm nhìn An Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói. Muốn lập lại trật tự ở Thanh Ngưu, đầu tiên phải làm tốt vấn đề trị an. Có lẽ đầu tiên phải bắt người phụ trách bộ máy Thanh Ngưu. Bằng không, không cử một cán bộ thực sự đến,
muốn lập lại tình hình Thanh Ngưu nói dễ hơn làm. Tôi có chút lo lắng thành viên của Cục Công an Thanh Ngưu đều mục nát hết. Ôi! An Kỳ thở dài nhìn Diệp Phàm một cái vẻ mặt nghiêm túc nói. Vấn đề trị an của thành phố Thanh Ngưu thật sự đã đến mức không thể trị nổi. Trị an của Thanh Ngưu nói thật là đã đến mức đêm dân chúng không dám đi ra đường rồi. Lưu manh khắp nơi gây rối, đã nảy sinh tính chất xã hội đen. Ban đầu tôi cũng muốn chỉnh đốn bộ máy Cục Thanh Ngưu. Nhưng, không nói dối chủ tịch thành phố, năng lực cá nhân tôi ở Thanh ủy không chịu nổi một kích. Anh cũng biết, đến hiện giờ, tôi chỉ là một ủy viên của Đảng ủy Công an thành phố. Đến chức phó cũng chưa đến lượt. Tôi nói có mấy người nghe, ở Hải Đông còn được, các huyện thị phía dưới, không mấy cục trưởng nghe lời tôi. Đặc biệt là cục trưởng kiêm bí thư Đảng ủy Công an thành phố Thanh Ngưu Đàm Quang Huy. Không phải tôi lắm mồm sau lưng người khác, người này rất ngang ngược. Ở Hải Đông, người này chỉ nghe lời Trương Minh Sâm. Ngay cả lời nói của bí thư Phạm có khi cũng không nghe. Sao có thể thế, lời của bí thư Phạm cũng không nghe, đồng chí Đàm Quang Huy thật sự ăn gan hùm rồi. Không nghe lời của bí thư Phạm còn không bắt y, một bí thư Đảng ủy Công an cấp huyện. Nhiều nhất cũng là cán bộ cấp cục phó. Ban tổ chức cán bộ thành ủy có thể trực tiếp nắm mũ hắn. Diệp Phàm có chút không hiểu, nhìn An Kỳ. Không dễ dàng như vậy, chủ tịch thành phố, Đàm Quang Huy bản thân cũng không có gì, đơn giản chỉ là bộ dạng thô kệch cao lớn. Người này thật ra cũng không có nhiều bản lĩnh, cả ngày chỉ làm khách mời của các chủ khai thác quặng. Các nhóm khai thác quặng hầu y như hoàng đế. Đàm Quang Huy ban đêm không ngừng vui chơi. Nghe nói thường đến 2-3 giờ sáng, danh tiếng trong nhân dân cực kém. Ngoài ra kiếm cũng không ít tiền. Nghe nói có một lần trên đường nhìn thấy một cô gái y thích không ngờ bảo nhân viên cấp dưới giữa ban ngày đến nhà người ta bắt người. Bạn trai của cô gái kia bị cảnh sát mặc thường phục đánh cho tàn phế. Từ đó về sau không thể sinh hoạt tình dục, mà người con gái sau khi từ chỗ Đàm Quang Huy trở về trên đường gặp tai nạn xe, từ đó về sau thành người điên. An Kỳ vừa mới nói đến đây Diệp Phàm đã không kìm nổi. Thịch một tiếng, Diệp Phàm đập một cái lên bàn, hừ nói. Khốn khiếp, loại đạo đức bại hoại như vậy không biết liêm sỉ, mặc kệ mọi việc, chỉ biết ngồi quanh mâm như vậy sao không sớm đá ra ngoài. Lúc đó nhận được báo án của người nhà cô gái, tôi cũng cử người xuống điều tra. Tuy nhiên, không lâu sau liền nhận được điện thoại của bí thư Phạm và thị trưởng Trần. Nói không thể vì việc nhỏ mà lỡ việc lớn. Phải duy trì ổn định phồn vinh của Thanh Ngưu. Không cần vì dân chúng. Sau đó có một lần gặp Đàm Quang Huy ở phòng hát, người này không ngờ hét lên với tôi. Họ An kia, mày muốn chính bố, phải tu luyện hàng trăm năm nữa. Con đường nhỏ mày đi còn chưa đủ, mẹ nó, cũng dám điều tra bố. Nói cho mày biết, chuyện lần này thôi đi. Lần sau nếu dám như thế nữa, thì chờ đến phòng có số ăn cơm đi. Nói xong cười ha hả. Ôm một cô gái nghênh ngang đi. Lúc đó tôi tức không thể đấm một cái, người này cũng quá kiêu ngạo. Cho nên, phải đi tìm bí thư Đảng ủy Công an thành phố Thiết Đinh Sơn. Tuy nhiên, bí thư Thiết cũng khó xử, tôi không hỏi thăm ra cái gì. Sau đó hỏi thăm khắp nơi mới biết được phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Tống Điểm Trần chính là dượng của Đàm Quang Huy. Em của cha Đàm Quang Huy Đàm Thành Dược chính là Đàm Lù Châu bà xã của phó bí thư Tống. Hơn nữa, cha của Đàm Thanh Dược. Đàm Thanh Dược chính là người lớn nhất của nhà họ Đàm. Người trong nhà đều dựa vào vai của Đàm Thanh Dược. Mà người Đàm Thanh Dược yêu quý nhất chính là em gái Đàm Lù Châu. Quên ăn quên mặc để em gái được học hành. Lúc ấy rất giỏi, Đàm Lù Châu là sinh viên duy nhất của thôn. Cho nên, Đàm Lù Châu rất kính trọng anh trai. Do đó cũng yêu quý cháu ngoại Đàm Quang Huy. An Kỳ cau mày nói những lời này. Hơn nữa, ánh mắt có chút phẫn nộ. Ừ, Phạm Sa và chủ tịch thành phố lúc đó hẳn là đều nể mặt phó bí thư Tống. Diệp Phàm gật đầu nhấp một ngụm trà. Sau khi uống ba chén, đột nhiên, đập chén mạnh lên mặt bàn, nhìn cục trưởng An một cái nói. Cậu có quyết tâm không? Tôi nghe lời chủ tịch thành phố. An Kỳ tỏ thái độ kiên quyết. Cậu thực sự đã quyết định, có khả năng mất mũ. Diệp Phàm nhìn An Kỳ chằm chằm. Mất thì đã đánh mất, đàn ông có việc nên làm có việc không nên làm. Vì việc nên làm đánh mất mũ, tôi cảm thấy xứng đáng. An Kỳ kiên quyết nói. Điều tra, bí mật tìm người tin cậy điều tra Đàm Quang Huy. Mặc kệ liên quan đến ai,
phải điều tra đến cuối cùng. Chỉ cần có chứng cứ, chúng ta ra tay bắt y. Tôi không tin, một thằng hề nhảy nhót có thể gây ra sóng gió gì. Thiên hạ này vẫn là thiên hạ của đảng, không phải của một cá nhân. Diệp Phàm kiên quyết 10 phần. Tôi theo chủ tịch thành phố, mất mũ thì mất mũ. Thật ra tôi đã cho người bí mật điều tra Đàm Quang Huy. Bởi vì y thật sự rất đáng giận, người như thế cũng có thể đảm nhiệm cục trưởng cục công an thành phố Thanh Ngưu. Đảng không thể để một người làm vấy bẩn, tôi nguyện làm một người làm trong sạch đảng. An Kỳ hừ nói, phải chú ý an toàn, tôi đoán Đàm Quang Huy sẽ không vụng về như vẻ bề ngoài. Người này có lẽ trốn rất sâu, lăn lộn với đám quặng khoáng sản, tất nhiên sẽ không vừa. Hơn nữa, các ông chủ quặng ở Thanh Ngưu tạo thành một tấm lưới không dễ nhìn thấy. Chúng ta phải là người phá lưới, phải làm cẩn thận. Chỉ cần có chứng cứ, chúng ta ra một đòn, tiêu diệt từng bộ phận. Chị An Thanh Ngưu, khoáng sản Thanh Ngưu, đã đến lúc phải chính đốn lại. Đồng chí An Kỳ, chúng ta đều là cán bộ của đảng. Tuy không dám nói hoàn toàn công chính nhưng tương đối công chính, tương đối có lương tâm. Nếu không, thế nào gọi là thái độ làm người? Diệp Phàm thấy trong mắt An Kỳ sự khâm phục. Tôi sẽ chú ý, chỉ có tự mình được an toàn mới có thể làm công tác cách mạng. An Kỳ thận trọng gật đầu. An Kỳ vừa mới đi không lâu, hội trưởng Thương hội Hải Đông Trương Văn Long đến. Trương Văn Long trắng trẻo, nhìn qua chưa đến 60. Nhưng Diệp Phàm có thể cảm giác được người này không tầm thường. Nghe nói Trương Văn Long chẳng những là hội trưởng Thương hội Hải Đông mà có cổ phần khống chế tập đoàn Tinh Sơn. Tập đoàn Tinh Sơn có tài sản lên đến 200 triệu, nguồn thu lớn nhất chính là nhà máy dược Tinh Sơn. Mà gia tộc nhà họ Trương là gia tộc lâu đời ở Hải Đông. Mạng lưới quan hệ rộng khắp Hải Đông, nếu không Trương Văn Long cũng không đảm đương nổi chức hội trưởng thương hội này. Chủ tịch thành phố là người bận rộn, Văn Long tới chơi, quấy rầy chủ tịch thành phố nghỉ ngơi. Trương Văn Long ôm quyền, biểu thị sự trang nhã khí phách. Chương 1667, một đám hề diễn tuồng. Không sao, dù sao buổi tối tôi cũng đã đi nghỉ. Hơn nữa, đêm khuya có thể đón khách quý như hội trưởng đến thật là vinh hạnh. Người ta nói, có khách từ phương xa đến, rất hiếm nên tôi rất vui mừng. Hội trưởng Trương mời ngồi. Diệp Phàm khách khí giơ tay cười cười, quay sang chỗ cô nàng Chu Đông Đông nói. Pha trà Long Tỉnh. Vây thưa chủ tịch thành phố. Chu Đông Đông gật đầu đi pha trà. Cô gái này là ai? Hội trưởng Trương nhìn Chu Đông Đông một cái thản nhiên hỏi. Ha ha, là nhân viên phục vụ do chủ nhiệm nhà khách Phạm sắp xếp. Nấu nướng giặt quần áo, tối nay vừa ăn cơm xong thì cục trưởng cục công an đến báo cáo công việc. Chu Đông Đông đang nấu cơm cũng ở lại pha trà, hiện tại lại đón hội trưởng Trương, cho nên, liền phiền cô ấy một chút. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, cũng không che giấu. Việc này, càng che giấu càng đen, Diệp Phàm cảm thấy không làm gì sai, tất nhiên không sợ quỷ gõ cửa. Ha ha, nên thế. Chủ tịch thành phố quản lý một thành phố lớn như vậy, người nhà lại không ở đây, không có người chăm sóc sao có thể làm việc. Trương Văn Long thản nhiên cười vừa lúc Chu Đông Đông bưng trà lên. Trương Văn Long nhìn Chu Đông Đông liếc mắt một cái, giơ tay lấy trong túi ra một đồ vật, giống như vòng tay ngọc thạch cười nói. Tới vội quá, cô Chu pha trà vất vả, đây là chút quà nhỏ, nhận lấy, nhận lấy. Tôi không thể nhận. Chu Đông Đông sợ đến mức vội vàng giơ tay từ chối. Thành ý của hội trưởng Trương, cô nhận lấy đi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, đôi mắt ưng nhìn chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng tay không hẳn rất đáng giá, nhiều nhất cũng chỉ mấy ngàn thôi. Nếu là mấy chục nghìn tất nhiên không thể nhận. Cảm ơn chủ tịch thành phố. Chu Đông Đông đỏ mặt, quay sang phía Diệp Phàm cúi gập người. Có lẽ cô chưa từng nhận quà tặng giá trị như thế. Cảm ơn tôi làm gì, phải cảm ơn hội trưởng Trương mới đúng. Diệp Phàm cười nói. Cảm ơn hội trưởng Trương. Chu Đông Đông lại làm như vậy một lần nữa. Không cần cảm ơn, chỉ cần cô nấu cơm rửa bát ngon một chút. Chủ tịch thành phố ăn uống thoải mái là được. Chủ tịch thành phố bận trăm công ngàn việc, ăn không ngon làm việc cũng không tốt. Cả Hải Đông chúng ta dựa vào hắn. Trương Văn Long thản nhiên cười, khoát tay áo nói. Chu Đông Đông tất nhiên biết điều lên tầng, tay cầm vòng tay vẫn run bần bật. Hội trưởng Trương, trà Long Tỉnh này cũng không tệ lắm phải không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Không tồi,
không tồi, nhạt nhưng có hương, hương sâu sắc, lắng đọng bên trong làm người ta thấy như Văn Long đang cười nói. Hai người tào lao một ít chuyện trên trời dưới bể không liên quan. Diệp Phàm biết ông này đến đây chắc chắn có việc, không thể không có việc gì. Tất nhiên Diệp Phàm sẽ không lên tiếng hỏi. Hắn đang câu cá. Chủ tịch thành phố, gần đây nghe nói anh đi kiểm tra một vòng các huyện và thành phố. Đường không dễ đi mấy, tàu xe đi lại cũng mệt nhưng đừng để mình mệt quá. Trương Văn Long thản nhiên nói. Vẫn đi được, tôi là người xuất thân vất vả từ nhỏ. Còn nhỏ đã từng đi chặt củi, lấy rau nuôi lợn. Đường đó, không đáng gì. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Vẫn phải chú ý làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, mệt mỏi quá không được. Nhưng cả ngày không ở văn phòng cũng không được. Vậy các nơi vui chơi giải trí chủ tịch thành phố có đi qua không? Trương Văn Long nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Đến lúc này có lẽ nhà họ Tô mời đến làm thuyết khách. Diệp Phàm suy nghĩ liền hiểu, thản nhiên nói. Đến Hải Đông cũng đã mười mấy ngày, các phòng bên cạnh không biết hết. Nói thật, mỗi ngày xuống xe không vào văn phòng thì vào phòng họp. Hay là đi dạo một chút thì xe cùng mở cửa chờ sẵn rồi. Chính thành phố Hải Đông tôi cũng chưa đi dạo qua, chủ tịch thành phố như tôi có chút không làm tròn bổn phận. Vậy có chỗ gọi là Tô Thị Hội Sở, là chỗ do nhà họ Tô ở Bắc Kinh mở. Các huyện thị quanh chúng ta, ngay cả các nơi lân cận như Chiết Ninh, Giang Đô, An Đông đều có khách đến vui chơi. Bên trong đó còn có một sân golf, Tô Thị Hội Sở chú trọng tĩnh lặng giữa ồn ào, thật sự có chút đặc sắc. Nếu không, ngày mai cũng là chủ nhật, Văn Long mời chủ tịch thành phố đến Tô Thị Hội Sở nghỉ ngơi một hồi, thư giãn một chút, đánh mấy trận cầu có lẽ cũng không tồi. Trương Văn Long mỉm cười chân thành, thoạt nhìn giống như ký hiệu. Nghe nói cũng không tồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Thật sự là không tồi, ngày mai chủ tịch thành phố đến đấy một chút. Trương Văn Long lại mời nói. Vậy đi, đến một chút cũng đúng, ngay gần đây, đi xem cũng tốt. Diệp Phàm gật gật đầu. Trương Văn Long đến đây hình như là mời hắn đi Tô Thị Hội Sở, không nói gì về chuyện của Tô Ngưu Đán. Nhưng thật ra làm Diệp Phàm cảm thấy lạ, chẳng lẽ ngày mai ở Tô Thị Hội Sở lại là Hồng Môn Yến? Hắn là không phải, Tô Thị Hội Sở mở ở Hải Đông, chẳng lẽ dám làm gì với một chủ tịch thành phố như hắn? Diệp Phàm nghĩ xong cũng không để ý. Buổi tối, Diệp Phàm ngủ một mạch đến rạng sáng. Buổi chiều ngày hôm sau, thời tiết cũng không tệ lắm. 2 giờ, hội trưởng Trương lại gọi điện thoại đến, Diệp Phàm lên xe đến trước cửa Tô Thị Hội Sở thấy hội trưởng Trương đã đứng ở đó trước. Chủ tịch thành phố đồng ý đến, Văn Long cảm thấy rất vinh hạnh. Trương Văn Long cười chào. Tôi cũng vậy, có thể được hội trưởng Trương mời, tôi cũng cảm thấy vinh hạnh. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, bắt tay Trương Văn Long. Chủ tịch thành phố, mời vào. Trương Văn Long làm tư thế mời, Diệp Phàm từ chối một chút, nhưng thái độ của Trương Văn Long kiên quyết. Diệp Phàm cũng không khách khí bước vào. Cửa chính của Tô Thị Hội Sở rất hiện đại. Sau cửa có một lối đi nhỏ, ở giữa có một bức tượng điêu khắc, tỏa hào quang giàu sang. Giàu sang không mất đi cao quý không mất đi tự nhiên, khá có trình độ. Nghe nói đây là do nhà họ Tô mời nhà điêu khắc nổi tiếng quốc tế Lý Hòa Hoa và hai vị viết chữ nổi tiếng của Trung Quốc. Kết hợp trong và ngoài nước bức tượng điêu khắc vô cùng sinh động. Rất nhiều khách đến Tô Thị Hội Sở đều ngạc nhiên thán phục. Trương Văn Long khen ngợi. Ừ, dù sao cũng là bút tích của đại sư, cũng không tệ lắm. Diệp Phàm thản nhiên cười cười gật đầu cũng không có cảm giác gì. Đó là bởi vì Diệp Phàm căn bản không thấy được, không có hứng thú đối với cái gọi là nghệ thuật. Ở Tô Thị Hội Sở này nghe nói có những chữ viết rất có lai lịch. Trương Văn Long chỉ vào bốn bức điêu khắc bằng gỗ có những chữ to nói. Hả, chữ này chẳng lẽ cũng là chữ của học giả có tiếng tăm? Diệp Phàm tỏ vẻ hứng thúc, nhìn Trương Văn Long. Chủ tịch thành phố, xin mời đến gần xem, sẽ phát hiện manh mối. Trương Văn Long cười cười. Diệp Phàm nghe nói thế đi đến, quả nhiên phát hiện ở góc bốn chữ Tô Thị Hội Sở đều có chữ viết của người đề tặng. Quả nhiên là chữ viết của người nổi tiếng. Tôi không thể tưởng tượng được có thể nhìn thấy lưu bút của trưởng ban. Nghe nói trưởng ban thường chẳng những là trưởng ban tuyên giáo cùng là bộ trưởng bộ văn hóa mà còn là hội trưởng khá có tiếng tăm của Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc. Chữ của trưởng ban thường, nhất kim khó cầu. Diệp Phàm không ngại khen tặng vài câu. Tất nhiên,
Diệp Phàm hiểu Tô Lâm Nhi mời hội trưởng Trương đến, tất nhiên là để hắn thấy phân lượng của nhà họ Tô. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Phàm thầm oán Tô Lâm Nhi. Một trưởng ban tuyên giáo trung ương có thể dọa hắn, buồn cười. Thường Vân Lý so với Triệu Bảo Cương, Kiều Viễn Sơn, Lão Phượng chẳng là cái thá gì. Buồn cười, cũng dám nói giá trị. Sao tới lượt hạng người thiếu hiểu biết như cậu ở đây nói loạn, làm bẩn sự thanh nhã của Tô Thị Hội Sở. Hơn nữa, thẻ Tô Thị Hội Sở cũng làm cậu thấp đi vào lần. Lúc này một tiếng nói vang lên. Theo giọng nói, từ tảng đá bên cạnh đi ra một đám người. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, có lẽ đều là người có chút thân phận. Bởi vì Tô Thị Hội Sở không đơn giản. Chữ của trưởng ban thường chỉ có giá trị nhất kim, giám đốc Sở Phương, anh nói một chút, thân phận của trưởng ban thường thấp thế từ lúc nào. Một người đàn ông trung niên trêu chọc một câu, nhìn Diệp Phàm một cái hử nói. Những người phục vụ, đi cùng lãnh đạo đến, cũng đừng gây cho lãnh đạo thêm phiền toái. Miệng của cậu, nên giữ, nếu không, sẽ bị lãnh đạo đá cho một cước. Ôi, hiện giờ thanh niên thường không hiểu chuyện. Tự cho là đúng, thật sự nghĩ mình là người lớn, ngang tàn giống con cua. Thiên hạ lớn, ếch ngồi đáy giếng thôi. Giám đốc Sở Phương xoa xoa cằm, nhìn Diệp Phàm một cái, giọng nói đầy khinh thường và thâm thúy. Ha ha! Đột nhiên, một tiếng cười vang lên, từ bên phải một cô gái bước ra. Cô gái mặc chiếc váy đen, có kim tuyết sáng ở cổ làm cô thêm phần xinh đẹp. Không phải Tô Lâm Nhi thì là ai? Trong nháy mắt Diệp Phàm liền hiểu. Hóa ra Tô Lâm Nhi nhờ hội trưởng Trương mời hắn đến đây để hắn chịu nhục. Diệp Phàm thản nhiên nhìn Trương Văn Long một cái, mặt y có chút mất tự nhiên nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường. Xem ra, cuối cùng cũng có kinh nghiệm. Giám đốc Sở Phương, Tổng Giám đốc La, các anh đều nhìn nhầm. Nói đến đây Tô Lâm Nhi nhẻo miệng cười, chỉ vào Diệp Phàm nói. Các anh ếch ngồi đáy giếng, nhưng đây là bá chủ của giếng Hải Đông, ha ha. Trời ơi! Sao lại nói thế, bá chủ Hải Đông không phải là bí thư Phạm sao? Sao lại có một thằng hề nhảy ra? Giám đốc Sở Phương nhìn Diệp Phàm một cái, thấy người này thật sự rất trẻ tuổi, tuyệt đối không vượt qua 35 tuổi, có thể làm bá chủ gì? Có lẽ Tô Lâm Nhi nói bá chủ chính là lưu manh trên đường. Cho nên, giám đốc Sở Phương không hề để ý. Phương Thính, giờ nói vậy thôi. Anh xem, xã hội thiếu gì đồ lưu manh? Tổng giám đốc La trêu chọc. Mấy người đi cùng Tô Lâm Nhi đều cười. Ai ra, giám đốc Phương, tổng giám đốc La, cũng không thể nói hắn như vậy. Tôi sợ hắn sẽ che Tô Thị Hội Sở của tôi thì làm sao bây giờ? Tôi là một cô gái yếu đuối, sao có thể đấu với hắn quyền cao chức trọng? Vẻ mặt Tô Lâm Nhi khổ sở đáng thương khiến Diệp Phàm thấy buồn cười. Thầm nói, cô gái này diễn thật tốt, không đi làm diễn viên thật đáng tiếc. Tuy nhiên Diệp Phàm không nói gì. Ngược lại muốn xem mấy thằng hề này diễn trò đến khi nào. Chương 1668, đem phó chủ tịch tỉnh đến đánh chó. Hắn, giám đốc Sở Phương chỉ vào Diệp Phàm, ánh mắt khinh thường nói. Người như hắn cũng có thể gọi là quyền cao chức trọng thì khắp Trung Quốc chúng ta đều là giới quyền quý. Tổng giám đốc La, anh nói một chút, chúng ta thành cái gì? Ếch ngồi đáy giếng, làm ầm ĩ đủ chưa Tô Lâm Nhi? Hôm nay mời tôi đến đây là để nói những lời nhàm chán này sao? Tôi thật sự thấy khinh thường cô. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ vào giám đốc Sở Phương và tổng giám đốc La nói. Còn nữa, anh là ai, giám đốc Sở Phương có phải không? Sở gì nói tôi nghe một chút, tôi rất có hứng thú. Còn anh nữa, tổng giám đốc La, tổng giám đốc của các gì? Có lẽ tôi có thể có cách giúp anh. Diệp Phàm tức giận. Ngang ngạch giống như con cua, so với giám đốc Phương và tổng giám đốc La vừa rồi khí thế và ánh mắt khinh thường chỉ hơn không kém. Sở dân chính tỉnh thì sao? Muốn tìm tôi có phải không? Tới đó đi, có thể Phương Tam Dương tôi sẽ cho cậu một vị trí nhỏ. Còn cả vị tổng giám đốc La này nữa, người cầm lái công ty dược La Sâm. Tôi sợ anh nghe xong sẽ chạy mất, cậu thanh niên, sao không học cái gì lại học cách dạo dẫm của bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Có tin là tôi gọi một cuộc điện thoại có thể khiến cậu vào nhà giam vài năm. Phương Tam Dương chỉ vào Diệp Phàm nói. Hai người như đang so thế với nhau vậy. Phương Tam Dương có phải không? Tôi nhớ rõ giám đốc sở dân chính tỉnh hình như họ Nhâm không họ Phương. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, câu này rõ ràng châm chọc Phương Tam Dương chắc chắn là chức phó.
Mọi người đều sợ nhất người khác động vào nỗi đau này. Còn anh nữa, cái gì gọi là công ty dược La Sâm? Có phải công ty sản xuất thuốc thú y không? Diệp Phàm hết sức khinh bỉ nhìn hai người. Tất nhiên Tổng Giám Đốc La cũng tức giận đến mức thiếu chút như ngất đi. Bởi vì Tổng Giám Đốc La tên thật là La Chấn Siêu, nhà máy dược mà y có cổ phần khống chế thật sự là nhà máy sản xuất thuốc thú y. Diệp Phàm nói cũng đúng. Diệp Phàm có phải không? Làm việc ở đâu? Hãy xưng tên ra. Hôm nay cậu không quỳ xuống trước mặt Phương Tam Dương tôi lại ba cái, tôi sẽ cho cậu biết lợi hại của tôi. Tôi sẽ làm cho cậu phải chịu khổ. Được, Phương Tam Dương có phải không? Bảo tôi quỳ lại ba cái. Vậy đi, tôi hỏi lãnh đạo của anh trước rồi nói sau. Diệp Phàm nói xong lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho Phó Chủ tịch tỉnh Chu Phi Sương nói. Chị Chu, tôi là Tiểu Diệp. Là em trai, ngày em đi Hải Đông, tôi có việc đi công tác. Ngại quá, không đưa cậu xuống đấy được. Chu Phi Sương tỏ vẻ xin lỗi. Không có gì, chị bận việc của chị. Tuy nhiên, hiện tại em ở Hải Đông bị chó cắn. Chị có thể giúp em đánh nó không? Diệp Phàm nói. Đánh chó, cậu bảo tôi đánh chó. Chu Phi Sương nhắc lại câu sau, đột nhiên cười khanh khách. Cười chán mới hỏi. Rốt cuộc sao lại thế? Là chó gì cắn cậu, tôi giúp cậu đánh. Có một đồng chí ở sở dân chính tỉnh là Phương Tam Dương, y bảo tôi quỳ xuống lại ba lạy, bằng không phải. Diệp Phàm thản nhiên nói. Chị Chu chó má cái gì, bà cô ở quê gọi đến cũng vô dụng. Phương Tam Dương hét lên. Không ngờ nghe được nội dung điện thoại của Diệp Phàm, y lạnh lùng hừ nói. Nghe Diệp Phàm so sánh mình là chó, tức giận đến mức thổi râu trừng mắt. Đáng tiếc lão Phương chưa từng có râu, mà Diệp Phàm thật ra cố tình nói thế. Tuy nhiên, lão Phương xui xẻo, Diệp Phàm vừa nghe thấy, đưa điện thoại về phía Phương Tam Dương. Cho nên, lời lão Phương nói, truyền đến tai Chu Phi Sương không thiếu một chữ. Phương Tam Dương. Cậu nói cái gì? Chu Phi Sương bị người ta mắng là bà cô tất nhiên tức giận. Người phụ nữ sợ nhất người khác gọi là bà cô. Liền gào lên trong điện thoại, sau đó mới nhớ là đang nói chuyện điện thoại, vì thế nói với Diệp Phàm. Đưa điện thoại cho Phương Tam Dương, tôi muốn nói chuyện với y. Lão Phương, chị Chu của tôi muốn nói với anh vài câu, đến đây nhận điện thoại. Diệp Phàm làm ra vẻ nhìn Phương Tam Dương vây vẫy tay như là cấp dưới, nói. Không nghe, cho gì thế này, một người đàn bà quê mùa cũng dám gọi điện thoại cho tôi. Phương Tam Dương cũng muốn thể hiện trước mặt Tô Lâm Nhi một phen. Đó là cắn răng làm kẻ xấu. Giọng cũng rất lớn. Tất nhiên, Tô Lâm Nhi cho y nhiều ưu đãi. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng không biết Tô Lâm Nhi bố trí như thế nào. Không nghe phải không, được rồi, mọi trách nhiệm là anh chịu nhé. Diệp Phàm lạnh lùng nói, định cúp máy. Đưa lại đây. Tỉnh Nam Phúc này còn có ai tôi không dám nhận điện thoại. Nực cười. Vì muốn đả kích Diệp Phàm thêm một bước nữa, thể hiện trước mặt Tô Lâm Nhi. Phương Tam Dương cũng không từ bất cứ cách nào. Hơn nữa tài sản của nhà họ Tô cũng làm lão Phương yên tâm. Thật sự không được thì có nhà họ Tô ra mặt, sợ cái gì. Hơn nữa, trước đó Tô Lâm Nhi đã hứa hẹn ưu đãi. Bởi vì giám đốc sở dân chính tỉnh Trần Nhiên 2 tháng nữa sẽ về hưu. Phương Tam Dương đến Tô Thị Hội sở chính là tìm sự giúp đỡ. Mà Tô Lâm Nhi muốn làm nhục Diệp Phàm tất nhiên hai người ăn khớp với nhau. Vì mũ quan trên đầu, Phương Tam Dương cũng không thiệt lắm. Phương Tam Dương, lá gan của cậu cũng không nhỏ. Câu đầu tiên Chu Phi Sương đã nói. Lá gan của tôi chưa bao giờ lớn nhưng cũng không nhỏ quá. Phương Tam Dương thản nhiên nói. Còn hơi như vẻ đắc ý nhìn mọi người xung quanh một cái. Vừa rồi cậu mắng tôi là mụ già quê mùa có phải không? Chu Phi Sương thật ra đã tỉnh táo lại thản nhiên nói. Mắng, bà không phải quê mùa sao? Nghe Diệp Phàm gọi cô là chị Chu, tôi nghĩ cô là người nhà quê, có phải không? Chính là quê mùa, ha ha. Phương Tam Dương không người cười vang, y quyết định phải làm cho Diệp Phàm nhục nhã một phen. Ý của y Chu Phi Sương sao không hiểu, bởi vì, giọng Phương Tam Dương rất đáng khinh. Chu Phi Sương lập tức nổi giận mắng. Phương Tam Dương, dám nói thế với tôi là Chu Phi Sương trên ủy ban tỉnh. Cậu lập tức về đây cho tôi, xem bà cô này có thật sự phải là quê mùa không. Mặc kệ Chu Phi Sương tức giận đến chết, nhưng nói chuyện vẫn rất văn minh.
dù sao cũng đã học qua cao đẳng, không giống người trình độ thấp trưởng thành từ dưới lên như Phương Tam Dương. Còn về văn bằng, Phương Tam Dương cũng học đại học chính quy, nhưng chữ đại học phải để trong dấu ngoặc kép. Tất nhiên là tốt nghiệp đại học từ xa. Tôi quan tâm quái gì bà ở ủy ban tỉnh hay ủy ban xã, gây sự với tôi là ăn đủ rồi. Phương Tam Dương nói luôn, vừa nói xong đột nhiên nhớ đến cái gì, lập tức dừng lại, lẩm bẩm. Tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh. Phương Tam Dương mặt bắt đầu tái đi, hỏi lại một câu. Ngài là phó chủ tịch tỉnh Chu. Là giả sao? Chu Phi Sương lạnh lùng hừ nói. Ai, phó chủ tịch tỉnh Chu, rất xin lỗi, vừa rồi tôi không biết là chị. Phương Tam Dương tái mặt, trông như miếng thịt hỏng. Nói cũng không rõ lời. Hừ, Diệp Phàm là chủ tịch thành phố Hải Đông, là em trai của tôi. Chu Phi Sương lạnh lùng nói rồi cúp máy. Nghe từ đầu dây vang lên tiếng rụp. Phương Tam Dương trước đó còn chưa cảm nhận được gì, lúc này giống như người trúng bùa. Hai tay Phương Tam Dương nắm chặt di động của Diệp Phàm, như là đang cầm thánh vật. Khóc cũng không ra khóc, cười cũng không ra cười. Sao lại ngẩn ngơ thế giám đốc Sở Phương? Lúc này giọng Tô Lâm Nhi lạnh lùng vang lên, có lẽ Tô Lâm Nhi cũng cảm thấy được cái gì. Dường như lão Phương bị người mà Diệp Phàm gọi là chị Chu dọa cho sợ quá. Chị Chu này hẳn là người có lai lịch. Tuy nhiên, Tô Lâm Nhi cũng cảm thấy Diệp Phàm chắc không đưa ra được người có lai lịch quá. Đơn giản là một lãnh đạo cấp tỉnh thôi. Nhà họ Tô ở Bắc Kinh lâu năm, quan hệ tất nhiên nhiều. Bắc Kinh cán bộ bộ trưởng chỗ nào cũng có. Ừ, rất xin lỗi. Phương Tam Dương sau một hồi sửng sốt phản ứng lại, lập tức đi đến, đưa trả điện thoại cho Diệp Phàm. Không ngờ cúi gập người trước Diệp Phàm, nói. Rất xin lỗi chủ tịch thành phố Diệp, tôi sai rồi, xin lỗi anh, xin lỗi. Xin lỗi gì, miễn, việc này lưu manh như tôi không nhận được. Diệp Phàm bắt đầu khoe khoang, nhận điện thoại. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Phương Tam Dương thì thào, vẻ mặt xám xịt, không nói gì, xoay người giống như người tâm thần bỏ đi. Lão Phương, anh đi đâu? La Trấn Siêu không hiểu ra sao, hỏi. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Miệng lão Phương vẫn thì thào, trong nháy máy biết khỏi cửa chính của Tô Thị Hội Sở. Sao lão Phương lại thế, không phải là điên rồi chứ? La Trấn Siêu không khỏi dùng mình, nghĩ đến Phạm Tiến Trung nâng, cố ý, hỏi Tô Lâm Nhi. Điên rồi thì tốt, đồ vô dụng. Ánh mắt Tô Lâm Nhi không có chút tình cảm, lạnh lùng hừ nói. Nhìn bóng lão Phương, như nhìn một con chó đã chết. Là giám đốc Sở Hoàng sao? Diệp Phàm lại gọi điện thoại, tất nhiên là gọi cho giám đốc Sở Vệ Sinh tỉnh Hoàng Cửu Lâm. Cậu Diệp, ha ha, chúc mừng cậu, ở Hải Đông không tồi chứ. Hoàng Cửu Lâm giọng thân thiết, bởi vì, lần trước Diệp Phàm cứu y, bằng không, vị trí của y hiện tại còn hay không còn khó nói. Anh Hoàng, công ty Dược La Sâm anh có biết không? Diệp Phàm hỏi, nhẹ nhàng nhìn La Trấn Siêu một cái. Thấy vẻ mặt y cũng đang chú ý nhìn hắn. Hẳn là vì lão Phương gần như phát điên vừa rồi làm La Trấn Siêu cũng có chút sợ sệt. Đương nhiên biết, công ty chuyên sản xuất thuốc thú y, có chút danh tiếng. Nghe nói buôn bán lời không ít. Hoàng Cửu Lâm cười ha hả. Vậy là được rồi, hôm nay ở Hải Đông tôi đến Tô Thị Hội Sở chơi có bị một vị là La Trấn Siêu cắn một cái. Nghe nói con chó này cầm lái công ty Dược La Sâm, anh điều tra xem có phải không. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Chương 1669, con gái nhà họ Tô làm cầu đồng. Vậy phải đánh thôi, cậu La dám cắn cậu em, tôi nhất định không cho phép. Cậu em, cậu chờ tôi sẽ sắp xếp chuyện chó La để cậu hết giận. Hoàng Cửu Lâm nói xong cúp điện thoại. Không lâu sau điện thoại của La Trấn Siêu vang lên, tên kia ậm ừ một hồi mặt không khác gì Phương Tam Dương lúc trước, có lẽ là bệnh truyền nhiễm. Hoàn toàn thành một miếng thịt hỏng. Sau khi buông điện thoại, bộ dạng của La Trấn Siêu cực kỳ xấu hổ. Nhìn Diệp Phàm, cuối cùng cắn răng tiến lên, cùng không khác gì Phương Tam Dương, cung kính ba cái, nói. Rất xin lỗi chủ tịch thành phố Diệp, tôi lập tức đi. Tôi đi. La Trấn Siêu không nói hai lời, nói xong lập tức xoay người đi mất. Người này cầm được thì cũng buông được, dù sao cũng là người làm ăn, vì tiền đều có quyết tâm, cũng là thể diện thôi, tính làm chó gì. Trái lại Tô Lâm Nhi mặt không còn chút máu. Mà hội trưởng Trương Văn Long vẻ mặt luôn bình tĩnh không ngờ cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói.
Chủ tịch thành phố Diệp, rất xin lỗi, hôm nay chúng ta vào đây chơi bóng, không cần quan tâm đến những chuyện đáng ghét này. Tốt, chơi bóng thì chơi bóng. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, nhìn Tô Lâm Nhi liếc mắt một cái cười nói. Diệp Phàm hôm nay đến Tô Thị hội sở làm khách có được không? Vâng. Tô Lâm Nhi bất đắc dĩ gật đầu cười. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, đột nhiên nghiêm mặt, hừ nói. Vậy cô còn không đi chuẩn bị một chút, tôi muốn chơi bóng. Cô hãy là người nhặt bóng cho tôi. Diệp Phàm nói xong, khích phách 10 phần, khoát tay áo, chỉ vào Tô Lâm Nhi còn ngoắc đầu ngón tay. Bộ dạng cực kỳ ngả ngớn, giống như Tô Lâm Nhi là cô bé phục vụ của mình. Hắn nói xong, giành bước lên trước. Diệp Phàm làm như vậy, mục đích tất nhiên là khơi mào mọi việc. Việc này nếu là Tô Lâm Nhi cùng hội trưởng Trương cùng làm thì tốt. Mà hội trưởng Trương đến lúc này còn giả bộ làm người tốt, hắn cùng với Tô Lâm Nhi sẽ có mâu thuẫn. Đến lúc đó Tô Lâm Nhi có đuổi hắn đi không? Mà hắn là do hội trưởng Trương là khách do Trương Văn Long mời đến. Đến lúc đó, thì xem Trương Văn Long đối mặt với tình huống khó khăn như thế nào. Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Tất nhiên, lúc này mọi người ở đây đều ngây người, không ngờ có người nói chuyện với Tô Lâm Nhi như vậy. Hơn nữa, vẫn là vị chủ tịch thành phố bạo lực kia. Thậm chí, một số người tâm lý khá vững nghĩ, không biết Tô Lâm Nhi không nghe lời có bị chủ tịch thành phố cương quyết đến cùng không. Có thể làm người nhặt bóng cho chủ tịch thành phố tôi rất vinh dự, ha ha. Chủ tịch thành phố, tôi đi nhặt cầu. Khách hàng là thượng đế. Tô thị hội sở đương nhiên sẽ phục vụ chu đáo. Yên tâm, tôi nhặt cầu sẽ làm anh vừa lòng. Nào nghĩ, Tô Lâm Nhi thản nhiên cười, còn vén áo làm tỏ lễ với Diệp Phàm. Đây là lễ của nô tỳ ngày xưa gặp ông chủ. Đi theo Diệp Phàm đến sân gôn, đi sau còn có người của nhà họ Tô, còn có Trương Văn Long. Tất nhiên đều tròn mắt, không biết đại tiểu thư nhà họ Tô lại diễn như vậy, không hiểu ra sao cả. Cảm thấy rất kinh ngạc về Diệp Phàm, vốn nghĩ với tính cách và sự cao ngạo của Tô Lâm Nhi, hơn nữa lại xuất thân từ gia tộc lớn, chắc chắn sẽ tức giận. Không thể ngờ Tô Lâm Nhi trở nên dịu dàng, giống như biết thành người khác. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng quét qua phía sau Tô Lâm Nhi, thầm nói, xong đời, cô gái này không làm ầm ĩ, không mắng, không đánh đạp. Nhưng càng thâm thúy khó biết, là đối thủ khó chơi. Thường thường đối thủ như vậy phải chú ý. Không cần nói tư thế Tô Lâm Nhi kéo váy nhặt bóng cho Diệp Phàm rất đẹp. Có lúc Tô Lâm Nhi đi nhanh giống như người mẫu đang trình diễn. Có lúc cô đi chậm giống như pha quay chậm cô gái đi dạo trong phim. Hơn nữa, những điểm nhạy cảm của cơ thể đều lộ ra hết. Mỗi lần cúi xuống nhặt bóng, mọi người đều líu lưỡi. Diệp Phàm tất nhiên cũng thấy, không chỉ mở rộng tầm mắt mà còn có chút động lòng. Mấy nhân viên phục vụ đứng cạnh nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nói, mặt trời có phải mọc phía tây không? Tô Lâm Nhi phục vụ chu đáo, bưng trà đưa nước, lấy khăn mặt cho Diệp Phàm lau mồ hôi đều làm hết. Diệp Phàm cũng giống như ông vua, chỉ có thể hưởng thụ sự dịu dàng của tiểu thư nhà họ Tô. Trong lòng Diệp Phàm thầm nói, làm sao có thể hưởng thụ, đây mới thật sự là khó khăn. Bố không muốn hưởng thụ loại này, rất đau. Chẳng lẽ tôi thực sự phải đầu hàng? Diệp Phàm trộm nhìn Tô Lâm Nhi chán đang lấm tấm mồ hôi một cái. Tuy nhiên, trong nháy mắt Diệp Phàm liền tỉnh táo lại, dùng mình một cái, hắn biết, cô gái này chắc chắn là một con hồ ly xảo quyệt. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là con mèo ngoan ngoãn. Cô muốn nhặt cầu có phải không? Diệp Phàm cười thầm trong lòng, đánh một can cầu, bốp một tiếng, không ngờ bay lên trời. May mắn thế nào, không rơi đến gần Ủy ban Nhân dân thành phố. Hơn nữa, xuyên qua cửa sổ, vào văn phòng của Diệp Phàm. Mấy người đứng xem, tất nhiên là ngây người. Trong lòng thầm kêu, mẹ nó, đây là người đánh cầu sao? Có thể đánh xa như vậy, hơn nữa, hình như còn xuyên qua cửa sổ. Không biết có rơi vào phòng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố không? Ngại quá, hơi mạnh tay. Diệp Phàm nhún vai, tỏ vẻ xin lỗi, nhìn chằm chằm Tô Lâm Nhi, xem cô làm gì bây giờ. Phục vụ, đổi cầu khác đi. Giám đốc Tô Thị hội sở Tô Quý Tài vội vàng nói với người phục vụ. Có được không? Tô Lâm Nhi hất tóc, dáng rất đẹp, hơn nữa, nhìn phía cửa sổ xa xa. Tay cầm một cái quạt, tất nhiên có chút mệt mỏi. Nói câu này với Tô Quý Tài nhưng thực ra là nói cho Diệp Phàm nghe. Tư thế này cũng là để Diệp Phàm nhìn. Nhưng hiển nhiên,
Diệp Phàm giả ngu, không nhìn, tai điếc mắt ngu. Giống như Diệp Phàm là thánh, không hiểu được người thường. Diệp Phàm có chút lăng sang nhìn về phía văn phòng của mình thở dài nói. Ôi, đánh vài lần, không ngờ cầu bay. Cầu đánh quen cũng không muốn thay đổi. Thay đổi không thích, như cũ vẫn thích hơn. Tuy nhiên, thôi đi, nếu làm khó tiểu thư Tô, tôi phải đi thôi. Đứng trên sân bóng không có cầu ở đây có gì thú vị. Diệp Phàm vừa nói vừa lắc đầu. Tôi đi nhặt. Tô Quý Tài nhìn xa xa cắn răng xoay người định đi. Ở đây ai là người nhặt cầu, vừa rồi ai nói là người nhặt cầu của tôi? Diệp Phàm trừng mắt nhìn Tô Quý Tài một cái hừ nói. Tất nhiên phê bình một số người không nên mù quáng vội vàng. Tôi nhặt. Tô Lâm Nhi giọng nói như rít qua kẽ răng, mặt không dịu dàng, ngược lại như cô sơn nữ, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Được thôi, tôi chờ. Tổng giám đốc Tô, cho tôi chén trà. Hội sở này trong việc pha trà vẫn có chút khiếm khuyết. Nếu là hội sở sang trọng, phải phục vụ đúng chỗ. Bằng không có người trách cứ không tốt lắm. May cho các anh là gặp tôi, nếu không thì phiền. Diệp Phàm ngồi lên ghế nhựa, miệng cằn nhằn. Tô Lâm Nhi cuối cùng không kìm nổi, hôm nay nhịn Diệp Phàm lâu như vậy, bùng phát. Cô cầm lấy chén trà định hất về phía Diệp Phàm, tuy nhiên, Tô Quý Tài giành lại. Y nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đây là Tô Thị Hội Sở, tuy nói là khách hàng là thượng đế nhưng Tô Thị Hội Sở chúng tôi cũng có quyền không tiếp một số khách hàng. Chủ tịch thành phố Diệp, mời đi chỗ khác. Hội trưởng Trương, ngại quá, tôi không biết thưởng thức, bị xếp vào sổ đen. Làm hại anh đi theo tôi cũng bị thế, biến thành người không biết thưởng thức. Ôi, có lỗi, có lỗi. Diệp Phàm thản nhiên nhìn Trương Văn Long một cái nói. Ngại quá, hôm nay đến đây thôi, lần sau tôi mời anh. Hội trưởng Trương vẻ mặt có chút khó chịu, gần như khóc cũng không biết biến vào đâu. Hội trưởng Trương, lần sau đến hy vọng anh mang theo người có năng lực một chút đến. Có nhiều người, không hiểu, nếu không thì sinh phiền. Lúc này Tô Lâm Nhi lạnh lùng hừ nói, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Ha ha, người không có năng lực khiến tiểu thư phục vụ lâu như vậy, ngại quá. Diệp Phàm xoay người đi, câu này tất nhiên là nói Tô Lâm Nhi không có năng lực. Người đánh cầu không có năng lực thì người nhặt cầu sao có thể có năng lực. Khốn khiếp, chén trà trong tay cuối cùng bị Tô Lâm Nhi ném đi, vỡ tan. Nháy mắt đã đến cuối năm. Ngày nghỉ của Diệp Phàm bắt đầu từ giờ tan tầm ngày 29 âm lịch. Hắn lái chiếc Mitsubishi cải trang nhằm thẳng huyện Cổ Xuyên. Từ Hải Đông lái xe đến Cổ Xuyên ít nhất 5 tiếng, đường không tốt. Tuy nói là tỉnh lộ nhưng đường giải nhựa, nhiều chỗ khấp khỉnh, tốc độ cũng không cao. Xe đi ngang qua thành phố Mặc Hương, Diệp Phàm cũng chưa đến hỏi thăm lãnh đạo thành phố vì không kịp thời gian. Diệp Phàm tính tế âm lịch sẽ đi thăm hỏi nên đi qua thành phố luôn. Phía trước là một khúc cua, một chiếc xe tải lớn chặn bên đường, bên kia là một chiếc đang đến. Xui xẻo chính là xe tải đã sử dụng lâu năm, y ạch cuối cùng không ngờ dừng giữa đường. Diệp Phàm cũng có cảm giác có chút mệt mỏi, dừng xe ven đường, mở cửa xe xuống hút một điếu thuốc. Người anh em, cho mượn bật lửa. Gã lái xe giải phóng trung niên, giơ tay về phía Diệp Phàm. Không thành vấn đề. Diệp Phàm gật đầu, giơ tay tìm bật lửa. Đột nhiên cảm thấy gió lạnh, cảm giác khác thường, vội vàng tránh qua bên trái. Chương 1670, vẫn xấu. Cũng không tệ lắm, cảnh giác vẫn còn cao. Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Diệp Phàm quay đầu thấy phía trước người lái xe tải giải phóng là một người cao lớn mặc áo đạo sĩ, râu tóc trắng toát. Vừa rồi tấn công hắn chính là một hòn đá nhỏ, có thể thấy được võ thuật của người này chắc chắn không đơn giản. Hòn đá này là ông đập. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Thế nào, cũng không tệ lắm đúng không? Hôm nay để cậu biết thua, sư phụ của tôi Lý Thu Sơn. Lúc này một giọng nói cao ngạo quen thuộc vang lên. Từ đầu xe bên phải đi ra một đạo sĩ, không phải là Lý Thuần Miên còn là ai? Đây chính là Hội trưởng Đạo giáo Trung Quốc, Phó Viện trưởng Học viện Đạo giáo. Lần trước giúp nhà họ Phượng ở Thủy Châu đấu với nhà họ Lô. Cuối cùng bị Diệp Phàm đạp bay lên trời, mất hết thể diện. Không ngờ đến lúc này đem sư phụ Lý Thu Sơn của y đến. Người đến ác ý. Diệp Phàm vừa thấy thế, vội vàng lục lại các tin tức có liên quan đến Lý Thu Sơn. Bởi vì, môn phái lớn như phái Thanh Thành các đại sư có danh tiếng tổ đặc nhiệm A đều có hồ sơ bí mật.
Lý Thu Sơn có lẽ khoảng 80 tuổi, hiện là trưởng lão của phái Thanh Thanh, từng đảm nhiệm trưởng môn của phái Thanh Thành. Theo truyền thuyết người này phải đạt đến bát đẳng đỉnh bậc. Đã đột phá đến cảnh giới thứ 9 hay không, tổ đặc nhiệm A cũng không có cách để khẳng định. Đẳng cấp võ công chỉ có thể đấu qua mới biết. Đương nhiên, tổ đặc nhiệm A có một loạt các thí nghiệm, chỉ cần đồng ý thử, chắc chắn sẽ biết. Nghĩ một hồi, Diệp Phàm có chút tin tức, tư thế hôm nay, rõ ràng là Lý Thuần Miên có ý xấu. Còn xấu như thế nào, bởi vì lần trước mất thể diện cho nên, lần này đưa sư phụ đến thôi. Nghe giọng của y, hẳn không phải muốn lấy mạng hắn mà làm nhục hắn mới là mục đích của bọn họ. Diệp Phàm thầm kêu khổ, trước mắt hắn tứ đẳng chỉ cần Lý Thuần Miên đã làm hắn răng rơi đầy đất, tè cả ra quần chứ đừng nói đến Lý Thu Sơn ra tay. Bát đẳng đỉnh bậc đánh tứ đẳng, đó là dùng đại bác đánh muỗi. Lúc này Diệp Phàm mới cảm thấy võ công quan trọng thế nào. Ban đầu tưởng rằng mất đi công lực, có súng ống hiện đại thì sợ gì. Nhưng đôi khi súng ống hiện đại cũng vô ích, ví dụ như lúc này. Thấy Diệp Phàm sững sờ, thật ra là đang suy nghĩ cách thoát thân. Lý Thuần Miên nhìn Diệp Phàm một cái thản nhiên nói. Nếu anh sợ, dập đầu ba cái trước tôi và sư phụ, ngửa mặt lên trời hét to ba tiếng, tôi phục rồi. Sau này về loan báo rằng anh rất kính trọng núi Thanh Thành. Hơn nữa, đưa 100 triệu đến núi Thanh Thành để sửa sang miếu mạo là được. Hóa ra bọn họ đến đây chẳng những có ác ý còn muốn cướp tiền. Xem ra, phái Thanh Thành thật sự xuống dốc đến mức không có gạo trong nồi. Thanh Thành uy vũ, Thanh Thành uy vũ. Lúc này từ phía sau xe tải nhảy xuống 7-8 người thanh niên. Nhưng không mặc áo đạo sĩ, mặc còn khá mốt, toàn hàng hiệu điên cuồng hét lên. Nổ máy nhường đường cho người ta đi. Lý Thu Sơn quét mắt một cái, thản nhiên nói. Lái xe vừa nghe tự đi nổ máy chiếc giải phóng cũ nát. Đây là quốc lộ, Diệp tiên sinh, đến bên kia giải quyết có được không? Lý Thuần Miên vẻ khá có phong cách, chỉ ra rừng cây bên cạnh. Được. Diệp Phàm gật gật đầu. Trên quốc lộ cũng quá lộ liễu, đến rừng cây bên kia mất mặt cũng ít hơn một chút. Bằng không, bị người đánh cho rơi răng đầy đất trên quốc lộ không phải thảm hại hơn sao? Trên đường đi Diệp Phàm đã chuẩn bị tâm lý cho việc rơi răng đầy đất. Không lây vào rừng cây, quả nhiên trong rừng cây có một khoảng đất trống lớn, trên mặt đều là cỏ dại. Xem ra phía Thanh Thành đã chuẩn bị trước, họ đã sắp đặt trước chờ hắn sập bẫy. Tôi cũng không phải là người tùy tiện bắt nạt người khác, nhưng đệ tử phái Thanh Thành tôi cũng không cho phép người ngoài bắt nạt. Anh bắt nạt đệ tử của tôi như thế nào chúng tôi sẽ tìm lại như thế. Tôi tuyệt không để người khác làm bị thương đồ đệ mình. Nhưng, đấu võ bị thương một chút cũng khó tránh. Diệp tiên sinh, trước khi thi đấu vẫn phải ký một thỏa thuận tốt hơn. Đến lúc đó hai bên đều có cách để nói. Lý Thu Sơn nhìn Diệp Phàm một cái, có vẻ không tin vào việc đệ tử Lý Thuần Miên miêu tả Diệp Phàm là một cao thủ. Một người trẻ tuổi như thế, sao có thể là cao thủ thất đẳng? Người đàn ông này, sợ không xử lý được việc sau đó, không ngờ muốn ký thỏa thuận. Hơn nữa không ngờ cũng học được cách dùng luật để bảo vệ chính mình, rất hiện đại. Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng một câu, thấy quanh mình đã bị đệ tử phái Thanh Thành vây quanh, muốn chạy trốn trừ phi bay lên trời hoặc chui xuống đất. Không có khả năng trốn. Diệp Phàm không có cách nào, đành phải lấy bút ra chuẩn bị ký thỏa thuận. Từ đã, đợi người làm chứng đến rồi nói. Lý Thu Sơn lạnh lùng nói. Còn có người làm chứng sao? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Lý Thu Sơn và Lý Thuần Miên, biết bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị từ lâu. Lần này rõ ràng là muốn làm hắn mất hết thể diện. Về sau cơ thể bị tàn phá, có lẽ sẽ bị đánh cho tàn phế. Sau đó lại có người làm chứng vân vân. Đến lúc đó, khổ cũng không có chỗ kêu, oan cũng không có chỗ để giải. Phái Thanh Thành, lão già này thật sự không phải là chiếc đèn cạn dầu. Đương nhiên, chúng ta luận võ công bằng. Tất nhiên phải có người làm chứng. Lý Thuần Miên thản nhiên cười, đầy đắc ý. Không lâu từ bìa rừng xuất hiện mấy người. Mẹ nó, đều là người quen. Chủ nhà họ Phượng Phương Lăng không. Đại sư trụ trì miếu không nguyên đệ Chí Vân. Còn có một người Diệp Phàm cũng quen. Chính là người làm trọng tài trận đầu ở Bắc Kinh giữa Trần Vô và Akiyama Li Phu. Đương nhiệm trưởng môn thiếu lâm, đại sư Tuệ Giác. Đạo trưởng Lý, xem ra, ông đúng là lo lắng quá. Không ngờ mời đến nhiều người nổi tiếng như vậy làm nhân chứng. Tôi rất phục. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Ha ha,
mọi việc là vì công khai và công bằng thôi. Phái Thanh Thành chúng ta cũng không bắt nạt người, cho đến bây giờ đều đứng trên lập trường công bằng. Nếu không, phái Thanh Thành tồn tại sừng sững hơn 1.000 năm trên núi Thanh Thành được sao? Lý Thu Sơn không ngờ dở giọng, Diệp Phàm không còn gì để nói. Người làm chứng ký thỏa thuận, Đại sư Tuệ Giác tuyên bố quy tắc trận đấu. Quy tắc trận đấu, không được đánh chết người khác, trong phạm vi có thể không cần làm người khác bị trọng thương. Đương nhiên, nếu lỡ tay hoặc không thể tránh thì không tính. Tuy nhiên, mặc kệ bên nào bị thương, tự mình phải giải quyết chi phí và những chuyện liên quan. Không được tìm đối phương gây sự, không được tấn công người thắng, không được. Khoản này quả thực chính là nhằm vào hắn. Xem ra, Lý Thuần Miên muốn hạ độc thủ, không đưa hắn vào hiệp hội người tàn tật không thể thu tay. Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng một câu độc, ném hết mọi thứ, đứng vào giữa bãi cỏ. Hai tay ôm quyền, nói. Đạo trưởng Lý, mời. Không không không, trước đây Lý Thuần Miên đấu với cậu mấy chiêu, khiến đồ đệ của tôi gãy tay, ôi, xã hội hiện đại, khó tìm đối tượng để đấu. Lý Thu Sơn xoa xoa tròm râu bạc, tư thế cô quạnh của cao thủ. Diệp Phàm nghĩ muốn nôn. Tuy nhiên, nghĩ liền hiểu. Hiển nhiên Lý Thu Sơn muốn làm chiến thuật tâm lý. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Vừa rồi ký thỏa thuận chỉ nói một mình Lý Thu Sơn. Người mà tôi đấu chính là Lý Thu Sơn. Nay ông gọi Lý Thuần Miên ra, có phải là trái với thỏa thuận không? Tuệ Giác Đại Sư, Chí Vân Đại Sư, tôi hy vọng các ông có thể chủ trì công bằng. Ha ha, Lý Thuần Miên chỉ đấu với cậu khởi động, cũng không phải đấu chính thức. Cho nên, không tính vào quy ước. Hiện tại trước các trận đấu vận động viên đều khởi động cho ấm người. Nếu không, lúc thi đấu chính thức sẽ bị đau xương cốt. Chỉ có khởi động mới làm cơ thể thích ứng dần, linh hoạt lên. Cậu và đạo trưởng Lý Thuần Miên khởi động cũng không phải tỉ thí mạnh mẽ, chỉ là khởi động thôi. Nếu Diệp tiên sinh lo lắng, cho rằng mình không đáp ứng được việc khởi động, cậu có thể đề xuất hủy bỏ. Tôi là người làm chứng công bằng. Đại sư Tuệ Giác nói, ra vẻ đạo mạo. Trên đời này không có công bằng tuyệt đối, nắm tay lớn là công lý. Diệp Phàm dùng ánh mắt khinh miệt hết sức nhìn Đại sư Tuệ Giác một lúc mới thôi. Tuệ Giác có lẽ đã nhiễm đen quá nhiều, không ngờ vẻ mặt không thay đổi. Miệng thì thào giống như tụng kinh. Đến đây đi Lý Thuần Miên, chúng ta khởi động. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Vậy mới tốt, khởi động thì khởi động. Nóng người càng khỏe mạnh, trên TV nói vậy. Lý Thuần Miên buông đùa một câu. Cầm một cây côn đập về phía Diệp Phàm, côn linh hoạt sắc bén, mang theo sức lục đẳng đỉnh bậc của Lý Thuần Miên kéo đến. Đây gọi là khởi động sao, Diệp Phàm thầm kêu một tiếng, hai tay hướng về phía côn của Lý Thuần Miên. Đây là hư chiêu, chiêu bí mật hướng phi đao về phía Lý Thuần Miên. Chiêu vô dụng, Lý Thuần Miên cười, không ngờ lấy ra túi lưới tung ra, không lâu, mấy đao Diệp Phàm ném ra đều bị thu vào. Lý Thuần Miên cầm túi lưới đang cười bỗng nhiên giọng Lý Thu Sơn vang lên. Thuần Miên, lui ra. Tuy nhiên, chậm rồi, lạc bảo tiên của Diệp Phàm đã bay đến. Hung hăng hướng về Lý Thuần Miên. Một tiếng rầm vang lên, Lý Thuần Miên cảm thấy tê dần, áo bị rách, toạc ra, máu tươi cũng chảy ra. Diệp Phàm cảm giác phía sau đột nhiên gió lạnh mạnh lên, định tranh nhưng không còn công lực cơ thể chậm hơn nhiều. Vẫn không thể tránh được. Bỗng một vật nặng như núi đập vào người, lập tức cả người lui vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Nội thương là chắc chắn, ngẩng lên vừa thấy Lý Thu Sơn vừa thu tay. Chương 1671, Vương Nhân Bàng là một con sói. Một tấm gương tốt, khởi động mà sư phụ và đồ đệ cùng tiến lên. Hơn nữa còn đánh lén, thật sự được mở rộng tầm mắt. Lý đạo trưởng, ông thật sự là cao nhân, Diệp Phàm giận quá hét to một tiếng. Anh dùng ám khí đánh bị thương tôi, không phải giống nhau sao? Lý Thuần Miên cũng hét to lên. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, mặt Lý Thu Sơn không có chút xấu hổ. Mà mấy người gọi là người làm chứng đều như Bồ Tát không lên tiếng. Lúc đó còn quyên tặng mấy trăm ngàn cho miếu khoảng không, nhưng Chí Vân Đại Sư chỉ nhíu mày. Ánh mắt vội vàng nhìn ra ngoài cánh rừng, tất nhiên là làm bộ không phát hiện. Chấm. Hai bên đấu điên cuồng bảy táo chiêu. Trung quy vì công lực của Diệp Phàm kém đi nhiều nên bị Lý Thuần Miên hung hăng đập cho mấy côn, lập tức một mảnh máu tươi phun ra. Quần áo trên người đều bị xé rách. Sao có thể kém như vậy, với thân thủ đỏ, đồ đệ tôi cũng có thể giải quyết. Lý Thu Sơn hỏi Phượng Lăng không?
Lần trước thật kỳ lạ, có lẽ là may mắn đạt được. Một chiêu đã đánh bại anh Thuần Miên. Lần này thật kỳ lạ, có phải là còn chưa sử dụng, giữ đến sau. Thằng nhóc này rất xảo quyệt, ngàn vạn lần đừng bị hắn lừa. Vừa rồi Lý Thuần Miên sơ suất không phải là đã bị hắn đánh sao. Càng như thế, càng chứng tỏ người này xảo trá. Vẻ mặt của Phượng Lăng không cũng khó hiểu, mà Tuệ Giác lúc này rõ ràng nhắm mắt tụng kinh. Đến đây thằng nhóc, ông sẽ đánh chết mày. Lý Thuần Miên lúc này dùng lời thô tục, rất hào hứng đánh, khí thế rất mãnh liệt. Sư phụ uy vũ, sư phụ uy vũ. Mấy người thanh niên của phái Thanh Thành đều hét lớn. Đến đây thằng nhóc, đến đây. Nhìn Diệp Phàm lăn lộn trên mặt đất giống như tên ăn mày, Lý Thuần Miên cảm thấy cực kỳ vui sướng. Đủ rồi. Đột nhiên bên ngoài bìa rừng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Một dải tơ lụa hướng về phía Lý Thuần Miên khinh thường nói. Một dải lụa cũng mang đến đây khoe khoang. Rồi giơ côn về phía dải lụa. Két một tiếng chói tai vang lên. Dải lụa kia giống như biến thành dây thép. Lý Thuần Miên vừa chạm vào dải lụa cả người lập tức bay đi mấy chục mét vào một nhánh cây, mông đập vào thân cây, quần áo đều tả tơi, làm mông của y lộ ra một nửa. Bị thương là chắc chắn. Cao nhân phương nào, mời xuất hiện, tôi là Lý Thu Sơn của Thanh Thành. Vừa rồi chỉ vài giây, Lý Thu Sơn nhìn về phía dải lụa hét to. Lý Thuần Miên đã ngã xuống gốc cây. Lý Thu Sơn cái gì vậy? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Giải lụa lại chuyển đến trên người của Lý Thu Sơn. Hai người nhìn mới chỉ là một chiêu, giải lụa chỉ quơ quơ mà Lý Thu Sơn đã lui đến 10 bước mới đứng vững. Hơn nữa, cảm giác rất khó chịu, hình như máu tươi trực trào ra, bị Lý Thu Sơn nuốt vào bụng. Mời tiền bối xuất hiện, ở đây đấu võ công bằng. Lúc này đại sư Tuệ Giác đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén, xem ra, công lực của Tuệ Giác không thấp. Hừ, bất hảo cũng tụng kinh. Để mặc mọi chuyện. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Diệp Phàm chưa kịp định thần đã bị giải lụa cuốn đi. Tuệ Giác không ngờ đỏ mặt, nhìn theo hướng giải lụa biến mất. Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lý Thu Sơn hỏi. Hình như không ai dùng tơ lụa làm vũ khí. Tuy nhiên, chắc chắn là đàn bà. Tuệ Giác thở dài nói. Người này thân thủ cao không lường được, tôi và anh không phải là đối thủ. Thời buổi loạn rồi. Đại sư Chí Vân thở dài, nhìn Lý Thu Sơn một cái gật gật đầu bỏ đi. Phượng Lăng Không và Lý Thu Sơn tất nhiên vẻ mặt khó chịu. Các đệ tử của phái Thanh Thành đã nhanh chóng đưa Lý Thuần Miên xuống dưới, y vừa tỉnh liền quát. Diệp Phàm đây, đánh gãy xương tôi có phải không? Không cần nói nữa, trở về núi. Lý Thu Sơn vung tay lên, cùng các đệ tử khiêng Lý Thuần Miên đi. Nhân Bàng, con đưa Diệp Phàm về, mẹ đi có chút chuyện sẽ về sau. Lúc này, một người phụ nữ mặc áo choàng, mặt hơi vẻ bất cần đời. Nói với một người thanh niên trẻ tuổi. Người thanh niên có lẽ hơn 30 tuổi, mày rậm mắt to, không mặt rộng, cao lớn. Mặc quần áo đi dạo, khá điển trai, phong độ không tầm thường. Chỉ có điều, ánh mắt kia, có chút đáng khinh, hơi giả dối, hơi tức giận. Mẹ nuôi yên tâm, Diệp Phàm là chồng của Phiêu Mai là em gái nuôi của con. Con chắc chắn bảo đảm an toàn cho hắn tơi cung. Vương Nhân Bàng cung kính đáp, bước đi như bay. Buổi sáng Diệp Phàm tỉnh dậy. Nhìn bốn chung quanh, thấy căn phòng trang hoàng rất kỳ lạ. Trên vách tường là bức phù điêu hình hoa mai. Ở giữa có ngọc thạch khảm hoa mai. Còn có loại gỗ không biết tên khắc thành hoa mai gỗ. Lại có hoa mai đúc bằng sắt thép, hoa mai làm bằng lá tre xanh. Hoa mai cũng không phải sắp xếp lung tung mà được khảm rất có chủ ý trên tường. Cho nên, có vẻ rất kỳ lạ hơn nữa làm cho người ta hiếu kỳ. Bởi vì nghệ thuật hấp dẫn. Diệp Phàm quay người, lập tức giật mình ngồi dậy, lẩm bẩm nói. Chỗ này, lạ thật, hình như là có người cứu mình. Không đúng, chẳng lẽ là miếu của phái Thanh Thành. Miếu đó sao có thể khảm hoa mai xinh đẹp như thế, lạ thật. Cậu em, lạ gì? Một giọng nói vang lên, hơn nữa cười ha hả nói. Từ bên cạnh đi ra một người thanh niên khá đẹp trai và phong độ. Người này lúc này mặc một bộ đồ màu đen, bên trong mặt một áo sơ mi kẻ. Cách phối hợp cũng rất lạ, tuy nhiên, trên mặt thản nhiên cười cười. Người anh em, đây là chỗ nào? Diệp Phàm hơi tựa vào tường, nhìn người thanh niên hỏi, cũng không có chút sợ hãi. Cung Vu Sơn. Người thanh niên nói,
NSNF Diệp Phàm một cái, giơ tay ra nói. Em rể, làm quen một chút, tôi là Vương Nhân Bàng, mọi người gọi tôi là Kiếm Hồng. Cũng có người thích gọi tôi là Anh Bàng. Em rể, có ý gì? Tôi cưới vợ lúc nào? Diệp Phàm lập tức giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vẻ mặt kinh ngạc, trừng mắt nhìn Vương Nhân Bàng. Lạc Tuyết Phiêu Mai là em gái nuôi của tôi, Mai Thiên Tuyết là mẹ nuôi. Cậu nói một chút, cậu không phải em rể tôi thì là ai? Thật sự là lạ. Vương Nhân Bàng nháy mắt, vẻ mặt mờ ám cười nói. Lạc Tuyết Phiêu Mai. Diệp Phàm thầm nói không nhớ nổi là ai. Có phải đã quên, chồng như cậu thật tốt, không ngờ đến vợ cũng quên. Gan lớn lắm. Vương Nhân Bàng thay đổi vẻ mặt, có chút mất hứng. Đúng rồi, có phải lần đó đi chấp hành nhiệm vụ tôi cùng Phiêu Tuyết đánh cuộc? Diệp Phàm hỏi, thầm nói không ngờ phiền toái lại đến rồi. Lúc đó hắn không cẩn thận cùng Lạc Tuyết Phiêu Mai đánh cuộc, kết quả là Lạc Tuyết thua. Chính hắn lúc đó nói Lạc Tuyết Phiêu Mai thua phải làm người hầu. Sau đó truyền đến tai chủ nhân của Vu Sơn Cung, cũng chính là Mai Thiên Tuyết. Nghe nói cô giận tím mặt, tuyên bố phải lấy một chân của hắn. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, không ngờ việc này hắn đã quên. Hiện tại nhắc lại, Diệp Phàm tự nhiên nghĩ thấy sợ. Vội vàng nhìn, thấy cả người vẫn lành lặn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện giờ như vậy. Người ta muốn hắn bỏ mạng dễ như trở bàn tay. Cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra, lúc ấy Lạc Tuyết bị thương cũng chưa khôi phục. Cô hiện giờ gần đến cảnh giới nhị đẳng. Một cao thủ lục đẳng có thể rơi vào kết cục như thế, cậu cũng phải có trách nhiệm. Lúc đó mẹ nuôi đồng ý với đề nghị của tổ đặc nhiệm A còn vì ân tình của tổ đặc nhiệm A. Không thể tưởng được con gái lại bị chôn vùi như thế. Tuy nhiên, hiện tại cậu đến rồi, khoản nợ này cho cậu trả. Vương Nhân Bàng nói xong cười mờ ám. Tôi có gì? Nợ các anh là tổ đặc nhiệm A, không liên quan gì đến tôi. Các anh cũng thấy, hiện giờ tôi cũng là một phế nhân, cũng vì chấp hành. Hiện tại tôi đã rời khỏi tổ đặc nhiệm A. Ha ha, sang năm mới, anh Bàng, anh đưa tôi về đi. Diệp Phàm rất muốn về nhà, nên gọi là anh Bàng. Hắn cũng thật vô sỉ. Người anh em, không phải tôi nói cậy. Anh cũng không thể chịu trách nhiệm được. Lúc trước đánh cuộc như thế nào, người ta đã nguyện chịu thua khi đá cuộc, tình nguyện làm bà xã của cậu, tôi còn nói cái gì? Vương Nhân Bàng nhìn Diệp Phàm một cái còn nói thêm. Nói thật với cậu, mẹ nuôi tôi trước đây được gọi là người xinh đẹp nhất Giang Nam. Con gái của bà có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Cậu có phúc mà không biết hưởng. Người anh như tôi cũng hâm mộ không ngừng, nếu không phải là em gái nuôi của tôi. Tôi đã ra tay, không đến lượt cậu đến sửa mái nhà dột. Thật là. Vương Nhân Bàng khinh bỉ nhìn Diệp Phàm. Nói thật với anh Bàng, tôi đã có vợ đính hôn rồi. Diệp Phàm thành thật nói. Không phải Kiều Viên Viên kia sao? Yên tâm, tôi đi diệt cô, không cần lo lắng. Vương Nhân Bàng nhẹ nhàng nói. Anh dám. Diệp Phàm tức giận, đứng lên chỉ vào Vương Nhân Bàng lạnh lùng nói. Thiên hạ này còn có chuyện gì Vương Nhân Bàng tôi không dám làm. Nhà họ Kiều thì sao, diệt là diệt, miễn cho cậu mong nhớ cả ngày. Đồ tôi, người còn sống sẽ còn có vui vẻ. Vương Nhân Bàng thản nhiên lạnh lùng hừ nói, không sợ Diệp Phàm chút nào, hai người chĩa mũi nhọn vào đối phương pinh, hình như đang chuẩn bị đánh nhau. Diệt đi, diệt tôi cũng sẽ không cưới Lạc Tuyết. Hơn nữa, phòng trừng cung Vu Sơn của anh cũng không thể còn. Diệp Phàm đột nhiên thản nhiên cười nói. Chương 1672, không cưới không được. Họ Diệp kia, Lạc Tuyết Mai tôi thấp hèn để cho anh khinh thường như vậy sao? Tôi không lọt vào mắt xanh của anh có phải không? Anh là cao nhân, anh là người nổi tiếng. Đột nhiên một giọng con gái quen thuộc vang lên, đưa mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn hắn chằm chằm. Trông khá giống với ma quỷ, đặc biệt ánh mắt. Có thể làm tiêu tan khí thế hùng mạnh nhất. Hai người nói chuyện tôi phải đi. Vương Nhân Bàng nhún vai, mở cửa đi ra ngoài. Là Lạc Tuyết Phiêu Mai. Diệp Phàm thản nhiên nói xong, nhìn cô thấy cô chín chắn hơn trước. Tuy nhiên, khuôn mặt hình như gầy đi rất nhiều, mắt chứa đầy oán hận. Anh vẫn không thay đổi. Lạc Tuyết Phiêu Mai thản nhiên nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Cô thay đổi rồi, giống một cô gái hơn, càng này càng chín chắn. Diệp Phàm nói, trong mắt anh,
tôi có phải không đáng giá một đồng không? Lạc Tuyết Phiêu Mai thầm nói. Không phải, trong mắt tôi cô đẹp nhất, là người con gái thuần khiết tự nhiên không trang điểm cầu kỳ. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu. Vậy sao anh? Nghe Diệp Phàm nói Lạc Tuyết Phiêu Mai đỏ mặt. Không phải vấn đề đó, vấn đề là tôi đã đính hôn với Kiều Viên Viên. Vừa rồi cũng nói với anh Bàng, tôi không nói lại nữa. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn Lạc Tuyết Phiêu Mai một cái nói. Đánh cuộc trước kia chỉ là vui đùa, cô có thể cho rằng lúc đó còn trẻ con lông bông. Ngàn vạn lần đừng cho là thật, hơn nữa, rất xin lỗi cô. Đi đi đồ tuyệt tình. Lạc Tuyết Phiêu Mai hình như bệnh cũ tái phát, mặt tái đi, nhăn mày. Lạc Tuyết, cô không sao chứ? Diệp Phàm vội vàng giơ tay ôm cô. Bụp một tiếng, cửa bị đá văng ra. Cậu không biết phân biệt phải trái, em gái tôi nặng tình đối với cậu như vậy, không người cậu lòng lang dạ sói làm hại bệnh cũ của em gái tôi tái phát. Họ Diệp kia, cậu còn phải là con người không? Vương Nhân Bàng tức giận vọt đến, một cô gái bên cạnh vội vàng đỡ Lạc Tuyết Phiêu Mai, nói. Tiểu thư, cô nằm xuống đã. Chợt Vương Nhân Bàng giơ quyền đập về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm né. Xem cậu có thể tránh mấy lần. Đến một đạo sĩ của phái Thanh Thành cũng không đánh nổi, còn tránh nữa, tránh cái rắm. Xem tôi trừng phạt cậu thế nào. Vương Nhân Bàng thực sự tức giận, nhìn Diệp Phàm. Đừng, đừng đánh hắn. Lạc Tuyết Phiêu Mai kêu lên, giọng rất nhỏ, có lẽ là do rất đau. Đánh chết còn chưa đáng. Quyền đánh ra, Diệp Phàm không chịu nổi, hơn nữa bị lão già Lý Thu Sơn đánh lén bị thương một chút. Lập tức không đỡ nổi, bị Vương Nhân Bàng đá một cước. Ngã sóng xoài. Đánh chết cậu. Vương Nhân Bàng đuổi kịp, giơ chân lên, gần 3 mét, hướng về phía Diệp Phàm. Rắc một tiếng, Diệp Phàm tránh ra nhưng vẫn bị Vương Nhân Bàng đá một chút, bay đến hơn 3 thước. Đánh chết cậu. Vương Nhân Bàng không ngừng lại, liên tục ra quyền. Diệp Phàm bị kẹt giữa quyền cước như mưa, quần áo rách tả tơi, mông cũng không che nổi. Sau khi bố khôi phục công lực phải đánh cho rơi răng đầy đất. Diệp Phàm tức giận hét lên, giơ tay lên, phi đao bắn ra ngoài. Vương Nhân Bàng đã chuẩn bị trước, không ngờ nắm lấy một tấm gỗ làm tấm chắn. Phi đao của Diệp Phàm bị tấm gỗ chặn lại hết. Phải biết rằng, Vương Nhân Bàng tuy nói mới ngoài 30 nhưng người ta đã là cao thủ bát đẳng trình tự thứ hai. Mà Diệp Phàm lại bị thương, tất nhiên là Vương Nhân Bàng nương tay, nếu không, Diệp Phàm sớm bị người ta đánh chết. Còn dùng ám khí, đá chết cậu. Vương Nhân Bàng tức giận, một cước mạnh mẽ phi xuống dưới. Cước này làm tiếng gió rít lên theo. Xin anh, đừng đánh. Cả người Lạc Tuyết Mai nhào vào người Diệp Phàm. Vương Bàng Nhân lập tức vừa thấy, trợn tròn mắt. Bởi vì quần áo Diệp Phàm bị y vô ý xé rách, hiện tại mông lộ hết ra. Mà em gái nuôi Lạc Tuyết Mai lại che chở hắn, ôm đúng vào chỗ mông kia. Nói thật, cảnh tượng nói là thế nào thì là thế đó. Cô bé vừa giúp Lạc Tuyết Phiêu Mai vội vàng che miệng cười, không dám cười thành tiếng. Nếu có cách có thể khôi phục công lực, đến sau cùng bố mấy trăm chiêu, còn muốn bố rơi răng đầy đất, cậu nằm mơ đi. Vương Nhân Bàng nói xong mở cửa ra ngoài, cô bé kia tất nhiên cũng biết điều, lặng lẽ đi ra. 2. Lạc Tuyết Phiêu Mai lấy khăn mặt, nhẹ nhàng lau máu cho Diệp Phàm, nói. Anh tôi là người như vậy, tính tình không tốt, đừng gây với y. Tôi sẽ quay trở lại, trận đánh hôm nay chưa phân rõ thắng thua. Diệp Phàm nổi cơn độc ác. Hừ, đột nhiên một tiếng hừ lạnh lùng vang lên, từ cửa bước vào một người phụ nữ quý phái, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Diệp Phàm vừa thấy vẻ mặt của người này có chút giống Lạc Tuyết Phiêu Mai, trong nháy mắt liền biết ngay. Người phụ nữ này chính là Lục Tôn của Trung Quốc, cung chủ của cung Vu Sơn Mai Thiên Tuyết, trước đây là người xinh đẹp nhất Giang Nam. Quả nhiên danh bất hư truyền, nghe nói đã gần đến 50, nhìn vẫn rất xinh đẹp. Vãn bối chào tiền bối. Diệp Phàm vội vàng lấy quần áo rách che người mình, giống như tạp dề, sau đó ôm quyền nói. Có muốn khôi phục công lực không? Mai Thiên Tuyết nhìn Diệp Phàm giọng lạnh như băng nói. Có. Diệp Phàm nhìn Mai Thiên Tuyết nói. Nằm mơ cũng muốn. Chỉ cần cậu làm đám cưới với Lạc Tuyết, có 50% có thể khôi phục công lực. Mai Thiên Tuyết hừ nói. Tôi không hiểu, khôi phục công lực liên quan gì đến kết hôn. Diệp Phàm vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Mai Thiên Tuyết. Rất đơn giản,
Lạc Tuyết và cậu mấy năm trước cùng đi chấp hành nhiệm vụ bị trọng thương, đến bây giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn. Cảnh giới của nó từ ngũ đẳng đỉnh bậc hiện tại chỉ còn nhị đẳng sơ bậc. Vài năm nay, tôi nghĩ hết mọi cách đều không có cách khôi phục công lực của nó. Tuy nhiên, không khôi phục công lực cũng không có gì. Chỉ có điều, căn bệnh kia của cô không thể chữa dứt. Có lúc đau đớn muốn chết. Nếu cứ để như vậy, có lẽ Lạc Tuyết không sống được vài năm. Cậu hiểu ý của tôi không? Mai Thiên Tuyết nhìn Diệp Phàm chăm chăm. Không hiểu, chẳng lẽ hai chúng tôi kết hôn có thể cứu được cô ấy, không có lý nào. Diệp Phàm kiên quyết lắc đầu. Đương nhiên, lúc đó cô ấy bị độc lạnh đến cực điểm. Cơ thể của Phiêu Mai âm khí cũng quá nặng mà dương khí không đủ. Bình thường cơ thể nam giới đều có dương khí. Tuy nhiên, về điểm này dương khí cũng không cứu được. Phiêu Mai. Mai Thiên Tuyết thản nhiên nói, một cô nàng bưng trà đến. Mai Thiên Tuyết chậm rãi uống trà. Chẳng lẽ tôi khác người đàn ông bình thường sao? Bọn họ cứu không được, tôi có lẽ cũng không được. Diệp Phàm nói. Cậu vốn cũng không được, tuy nhiên, sau đó tôi biết cậu ăn thái tuế. Hơn nữa thái tuế này gọi là hỏa long tường thiên, là thái tuế loại trí dương. Cho nên, trước đây cậu sẽ thường xuyên có cảm giác hành vi không thể điều khiển được. Hơn nữa, có thể không khống chế được bản thân mình, tính tình nóng giận. Cổ họng như có lửa đốt, thật ra, chính là tác dụng của hỏa long tường thiên. Nếu cậu kết hôn với Phiêu Mai, hỏa là dương khí, dương với âm dung hợp. Ngoài ra cung Vu Sơn chúng ta có Mai Chỉ Tẩy. Có 5 phần có thể khôi phục công lực. Việc này, cũng gần 5 phần, có thể thành hay không phải xem ý trời, không phải chúng ta có thể quyết định. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến Kiều Viên Viên đang đợi mình. Diệp Phàm nhìn Mai Thiên Tuyết một cái, vẫn kiên định lắc đầu, nói. Chẳng lẽ chỉ có một cách là kết hôn sao? Nói vô nghĩa, cậu cùng Phiêu Mai không kết hôn chẳng lẽ không phải là bội tình bạc nghĩa? Ánh mắt lạnh lùng của Mai Thiên Tuyết nhìn như có thể giết người. Diệp Phàm có chút ngại ngùng, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Mai Thiên Tuyết, lảng sang chỗ khác. Thôi vậy, không thể khôi phục thì không khôi phục, đời này làm người thường cũng không sao. Diệp Phàm thở dài. Chẳng lẽ cậu muốn thấy con gái tôi chết sao? Giọng Mai Thiên Tuyết trở nên tức giận. Có lẽ còn có cách khác cứu Mai Phiêu Tuyết. Diệp Phàm vội vàng nói, hắn có chút sợ con cọp này. Không có nữa, tôi đã đưa nó đến bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài. Bác sĩ nói, Phiêu Mai không sống quá 3 năm. Nói đến đây Mai Thiên Tuyết kiên cường như vậy giọng cũng có chút nghẹn ngào. Việc này, Diệp Phàm cảm thấy đau đầu. Cậu không có lựa chọn, ai cũng vô dụng, phải cùng Phiêu Mai kết hôn ngay đêm nay. Đêm nay đầu tiên của năm mới, ngày tốt nhất. Người đâu, đến thay quần áo cho Diệp Phàm, chuẩn bị bái đường. Mai Thiên Tuyết quay ra ngoài quát. Vương Nhân Bàng cùng hai người thanh niên từ ngoài đi vào. Em rể, đừng ép tôi đánh. Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng, hai cô nàng bê khay, trên khay hình như là quần áo. Trời ơi! Vẫn là áo quần tân nương người xưa hay mặc. Có cả mũ quan. Không, không được. Diệp Phàm muốn đứng lên, nhưng tay Vương Nhân Bàng nhanh hơn, ngăn hắn lại. Cứ như vậy, hai người thanh niên đứng hai bên giữ lấy tay Diệp Phàm. Có Vương Nhân Bàng giúp đỡ, không lâu đã mặc xong đồ chú rể cho Diệp Phàm. Bái đường thành thân. Mai Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng đi ra cửa. Chừng nửa tiếng sau, Diệp Phàm bị người phục vụ đỡ đi vào một phòng lớn. Phòng này trang trí theo phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Chỉ thấy Mai Thiên Tuyết ăn mặc gọn gàng ngồi trong phòng, ở giữa bên phải, bên trái để trống, không biết có ý gì. Không lâu, cô dâu đi lên, chùm một chiếc khăn đỏ, được mấy cô nàng đỡ đi. Một người đàn ông hắng giọng hô. Giờ lành đến, nhất bái thiên địa. Chương 1673, lễ thành hôn. Tôi không bái. Lạc Tuyết kia rất xinh đẹp lại không muốn. Cuối cùng hóa ra lại trở thành tôi muốn cô. Diệp Phàm ôm một đống lửa, lao thẳng vào Lạc Tuyết Phiêu Mai. Lạc Tuyết Phiêu Mai không khác gì, tuy nhiên, dường như cô cũng đang bị cái lạnh dày vò chứ không phải là lửa nóng. Khi Diệp Phàm ôm cô, cảm thấy toàn thân cô lạnh như băng, giống như đang ôm một tảng băng. Tuy nhiên, việc này Diệp Phàm cảm thấy phản ứng rất mãnh liệt. Bởi vì quá nóng, hoa mai lay động, sóng cuộn lên, nước trong ao bốc lên, chập chờn, lay động. Nối nhau, giống như đuôi hai con cá. Diệp Phàm dùng mọi cố gắng,
cuối cùng đi đến bờ đối diện. Cũng không biết là bao lâu, Diệp Phàm tỉnh dậy, cảm thấy ngực đang bị người khác đè lên, ngửa mắt lên trời hét lên hai tiếng, cúi đầu nhìn thấy Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng vừa tỉnh. Mặt đỏ bừng giống như bôi son, hai tay đang che hai bầu vú của mình không biết làm cách nào. Che gì, đều đã thấy, che cũng vô dụng. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười. Tuy nhiên, Lạc Tuyết Phiêu Mai vẫn che đậy không chịu bỏ ra. Đúng là con gái, đều thích làm như vậy, thật sự là buồn cười. Diệp Phàm thở dài, nhẹ nhàng ôm Lạc Tuyết Phiêu Mai. Yên tâm, em sẽ không làm phiền anh. Chúng ta tuy đã bái thiên địa nhưng không làm giấy đăng ký kết hôn, không được pháp luật thừa nhận. Anh vẫn có thể cưới Kiều Viên Viên. Chỉ có điều, sau này khi anh nhớ đến em hay đến thăm em. Hơn nữa, hiện tại cung Vu Sơn của chúng ta. Có lẽ, sau này có lẽ không tồn tại nữa. Chúng ta cũng sẽ lên thành phố. Khi mệt mỏi anh có thể nhớ đến Lạc Tuyết là được. Lạc Tuyết Phiêu Mai hiền lành như thế làm Diệp Phàm có chút xấu hổ. Rất xin lỗi Phiêu Mai. Diệp Phàm không chịu nổi. Tuy nhiên, thấy lạ hỏi. Cung Vu Sơn này sao lại không thể tồn tại? Anh xem Mai Trì này có phải là đã thay đổi không? Lạc Tuyết chỉ vào ao nói. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn nhìn, quả nhiên thấy có thay đổi, hỏi. Có thay đổi, hình như rất ít, nhưng nước trong ao này trước màu phấn hồng, hiện tại hình như nhạt đi rất nhiều, hình như đã trở thành nước bình thường. Lạc Tuyết gật đầu. Rốt cuộc sao lại thế? Diệp Phàm hỏi, cắn vào môi Lạc Tuyết một chút, cô nàng lập tức xấu hổ nóng bừng mặt. Tuy nói hai người là vợ chồng nhưng lúc đó hai người đều ở trong tình trạng mê tình. Hiện tại tỉnh táo đương nhiên là có chút thẹn thùng. Để khôi phục công lực của anh, để chữa khỏi bệnh cho em, Mai Trì này vốn có công dụng nâng cao công lực của cung chủ cung Vu Sơn nhiều nhất, qua nhiều thế hệ. Là nơi tạo ra các cao thủ của cung Vu Sơn. Chỉ có cung chủ mới có thể sử dụng, võ công của cung chủ đều do nước ao này luyện ra. Bình thường, nước ao rất có tác dụng. Bởi vì Mai Trì là nơi có linh mạch, hơn nữa qua nhiều thế hệ cung chủ ngâm rất nhiều hoa mai. Tinh túy của hoa mai đều được ngưng tụ trong ao này. Công lực của mẹ em cũng do Mai Trì này mà luyện ra. Tuy nhiên, 10 năm gần đây, mẹ vì em đã để em dùng. Mười mấy năm mẹ cũng không dùng qua. Nếu không phải vì em, mẹ đã đột phá đến cửu đẳng. Lần này hai chúng ta lại cùng dùng, hoa trong ao đã dùng hết. Trước kia mẹ em dùng cũng rất tiết kiệm. Hai anh em mình cùng nhau dùng, thứ nhất đã làm bẩn ao này, thứ hai, vì khôi phục công lực cho anh, đã dùng đến phần chưa từng dùng bao giờ ở trong ao. Tinh túy bên trong đã dùng hết. Cho nên, nước ao này đã biến màu, cùng là lúc vận số của Mai Trì đã hết. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói đến đây, nhìn nước ao có chút tiếc nuối. Đều là do anh, rất xin lỗi. Diệp Phàm thở dài, cũng cảm thấy đau lòng, ôm Lạc Tuyết chặt vào lòng, giơ tay vuốt ve bộ ngực của cô gái. Lạc Tuyết ngượng ngùng nhưng cũng không từ chối. Để Diệp Phàm vuốt ve, Lạc Tuyết cảm thấy thoải mái. Thoải mái chưa từng có bao giờ. Không việc gì, mẹ cũng có quyết định của chính mình. Mẹ nói, vận số của cung Vu Sơn đã hết, mặc dù là không vì anh, cũng không thể kéo dài được bao nhiêu năm. Hơn nữa, hiện tại mọi người đều hướng đến cuộc sống ở thành thị. Cung Vu Sơn là chỗ hẻo lánh, không có bóng người. Có mấy người trẻ tuổi có thể chịu được. Thi thoảng đến còn được, ở lâu sẽ buồn tẻ. Tuy nhiên, ở đây còn có nhiều người lớn tuổi, đều đã 8-90. Con cháu đều đã lên thành phố sống. Tuy nói những ngày lễ Tết có về nhưng dần dần quan niệm cũng đã khác. Thậm chí, con cháu bọn họ cũng đã từ bỏ võ công. Nói là luyện võ quá vất vả, luyện cũng không có tác dụng gì. Cho nên, cung Vu Sơn sớm muốn cũng phải chuyển đi. Mẹ cũng nói, sau này, cung Vu Sơn để cho mấy người lớn tuổi sống. Mẹ vì em đã xây một căn nhà tốt, chúng em cũng xây dựng một công ty. Anh sau này anh ở đâu, nếu cần công ty chúng em giúp đỡ, cứ gọi điện đến. Nếu anh cảm thấy ngại em sẽ ra mặt, em sẽ gọi người đến đầu tư. Lạc Tuyết thực sự lương thiện, làm cho Diệp lão đại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Em gái, em thật hiền lành, anh rất xin lỗi. Diệp Phàm thở dài, tuy nhiên, quay sang hỏi. Em định ở đâu, có thời gian anh đến thăm em. Còn nữa, công ty của nhà em tên là gì? Không nói cho anh, sau này em sẽ gọi điện thoại cho anh. Lạc Tuyết Phiêu Mai hình như lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Phàm một cái.
Diệp Phàm lập tức bị khơi dậy lòng anh hùng, mỉm cười nói. Không nói cho anh có phải không? Anh sẽ không khách khí. Nói xong, tay lập tức đè Lạc Tuyết xuống. Anh trai và mẹ sẽ đến gọi chúng ta. Lạc Tuyết xấu hổ kêu lên. Sợ gì, gọi thì gọi, để mẹ em nghe một chút âm thanh vui vẻ của chúng ta. Diệp Phàm cười, Lạc Tuyết dù nhăn mặt nhưng cũng không phải đối gì. Bởi vì, cô còn có chút khó khăn. Không lâu sau, tư thế hào hùng, súng trường xuất kích. Chương 1674, hết sức thách thức. Tiếng nước trong ao vang lên, còn cả tiếng rên rỉ của cô gái cùng tiếng động hùng dũng của người đàn ông. Lạc Tuyết vẫn khá ngại ngùng, đa số thời gian đều bị động nhận làm người luyện võ nhàn hạ, rất thoải mái. Bên ngoài ai có cửa? Mở cửa ra ngoài thấy bên ngoài là bãi cỏ lớn. Mai Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc mặc chiếc váy màu trắng giống như tiên nữ xuống trần, đang ngồi trên một bộ bàn ghế điêu khắc. Trên bàn trước mặt là một bộ ấm trà cổ tinh xảo. Bên trong là trà đang nóng. Bên cạnh là một bà lão và hai cô nàng 18 xinh đẹp. Mẹ nó, người đàn bà này điệu bộ giống như thời xưa. Trong lòng Diệp Phàm thầm oán, nhìn mẹ vợ Mai Thiên Tuyết đã hơn 46-47 nhưng nhìn qua giống như người phụ nữ 27. Giữ gìn rất tốt, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt trẻ trung, thật không hổ là người đẹp nhất Giang Nam khi đó. Có lẽ sắc đẹp của bà cũng không phải không liên quan gì đến ao mai. Người dùng tinh túy của hoa mai tất nhiên cũng sẽ có phong thái của hoa mai. Bởi vì Diệp Phàm cảm nhận được hương thơm của hoa mai trên người Lạc Tuyết phiêu mai. Hương thơm này không phải là do nước hoa tạo thành mà là hương thơm tự nhiên của cơ thể. Làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhìn đằng trước Vương Nhân Bàng đang luyện võ, y ngậm một cây cỏ tranh dài, vẻ mặt xấu xa cười nhìn hắn. Nghĩ đến y hôm đó đánh mình đến mức rơi răng đầy đất, Diệp Phàm giận là không đánh được. Tuy nhiên, hiện tại công lực đã khôi phục đến trình độ nào Diệp Phàm cũng không biết. Có thể đánh lại người khác để kiêu ngạo hơn hay là lại thảm hơn cũng không biết. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Diệp Phàm tin rằng, một ngày nào đó, Vương Nhân Bàng sẽ bị hắn đánh cho rơi răng đầy đất. Nhìn gì, rơi răng đầy đất vẫn chưa tìm đủ có phải không? Nếu không, đến đây thử một lần đi, tôi thích người chịu áp lực như thế. Vương Nhân Bàng nhìn Diệp Phàm một cái vẻ mặt hết sức thách thức. Có gì đâu, anh Bàng, lúc có thể chịu được anh. Cô Mai hiện tại là mùng mấy? Diệp Phàm hơi bất mãn. Không chừng cũng không biết đã ở Mai chỉ mấy ngày. Cô Mai, có ý gì? Mai Thiên Tuyết lạnh lùng hỏi Diệp Phàm. Cô, hẳn là phải gọi là mẹ mới đúng. Hoặc là gọi là mẹ vợ cũng đúng. Sao có thể gọi là cô Mai, có vẻ xa cách. Lúc này, bà lão bên cạnh Mai Thiên Tuyết vội vàng nói. Việc này, Diệp Phàm nhất thời có chút khó khăn. Hừ, Mai Thiên Tuyết cau mày, Diệp Phàm thấy Lạc Tuyết nhìn mình. Đôi mắt có chút đỏ, hẳn là cảm thấy tủi thân. Hắn vội vàng gọi. Mẹ vợ, vậy gọi là mẹ vợ đi. Mai Thiên Tuyết gật đầu, dường như cũng không vừa lòng lắm, nhưng cô cũng hiểu tính cách của Diệp Phàm, cũng không so đo nhiều lắm. Lạc Tuyết không vui bà cũng không vui, vì vậy Mai Thiên Tuyết giữ khó chịu trong lòng mình. Dượng, hôm nay là đầu tháng 3. Bà lão hiểu nhiên vui vẻ nói. Muốn chuẩn bị một chút để bị đánh không? Tôi chắc chắn sẽ không nương tay. Hôm nay không giống hôm đó. Lần này, tôi phải làm thật. Đến lúc đó chịu không nổi, kêu đau là được. Vương Nhân Bàng nhìn Diệp Phàm cười. Bắt đầu đi. Diệp Phàm bình tĩnh quay người lại. Diệp Phàm cảm thấy lồng ngực sung mãn sắp nổ tung, không giải phóng ra ngoài là không được, cả người tràn đầy sức sống, công lực cũng đã khôi phục lại một phần. Tuy nhiên, đến trình độ nào Diệp Phàm không rõ lắm. Nhân Bàng có thân thủ bát đẳng trình tự thứ hai, trong số những người trẻ tuổi y có thể coi là cao thủ. Tứ tú của Trung Quốc, trước mặt y đều là trẻ con. Cậu trước kia mới bát đẳng tầng thứ nhất, mặc dù có khôi phục hoàn toàn cũng chỉ thế. Cho nên, cậu có thể thẳng tay đấu với Nhân Bàng, không cần e dè. Hơn nữa, cậu vừa khôi phục, cũng phải giải phóng một chút. Bằng không, nội kinh không thông sẽ tự làm tổn thương chính mình. Và lại, tôi cũng muốn xem rốt của cậu khôi phục đến trình tự nào. Nếu có thể khôi phục đến thất đẳng đã là hiệu quả tốt nhất rồi. Muốn khôi phục đến bát đẳng hẳn là không thể. Mai chỉ tuy nói có công hiệu, nhưng công hiệu cũng không tốt như vậy. Dù thế nào cũng không thể giống như thần thánh gì cũng phải có sự thật,
Bắt đầu đi, lúc này, Mai Thiên Tuyết lạnh lùng nói, cũng là phân tích qua một chút. Khi cậu còn mạnh vẫn thấp hơn tôi một bậc nhỏ, cho nên, tôi cho cậu ba quyền. Nếu không, Lạc Tuyết lại bảo anh trai không có tình người. Ông em, ra tay đi, để khi răng rơi đầy đất đừng trách ta. Vương Nhân Bàng cười. Anh, nương tay một chút. Lúc này, Lạc Tuyết Phiêu Mai đứng cạnh có chút đau lòng nói. Em gái yên tâm, hắn là em rể anh, sẽ không đánh trọng thương. Bị thương nhẹ là không tránh được, đến lúc đó, buổi tối em chăm sóc hắn một chút là được. Vương Nhân Bàng cười nhìn Diệp Phàm. Ăn một cước của tôi. Diệp Phàm bị khơi cơn giận ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Dùng sức vận khí mạnh nhất, chạy lấy đà, cuối cùng chân dậm đất bay cao đến 2 mét một cước đá về phía phần eo của Vương Nhân Bàng. Tới đây, Vương Nhân Bàng tay tạo thành chữ thập hướng về đùi Diệp Phàm. Xem thủ thế đó hẳn là không dùng toàn lực, nhưng Diệp Phàm dùng toàn lực. Một tiếng bụp nặng nề vang lên. Vương Nhân Bàng chưa động một sợi lông. Diệp Phàm lui đến 3 bước lớn. Hai bên quơ quơ mới đứng vững. Nhìn thế công lực cao thấp liền hiểu ngay. Thế nào, xem ra, cậu dùng toàn lực, mẹ nuôi, con đoán hắn nhiều nhất khôi phục đến ngũ đẳng đỉnh bậc, chưa đến lục đẳng. Không có lực, thân thủ đó còn đấu cái gì? Không có ý nghĩa. Vương Nhân Bàng đắc ý nhìn Mai Thiên Tuyết cười nói, còn lắc lắc đầu. Ôi, ngũ đẳng đỉnh bậc thì ngũ đẳng đi, so với tứ đẳng cũng mạnh hơn một chút. May mắn là bệnh của Phiêu Mai đã chữa khỏi, hiện tại hẳn là khôi phục đến tứ đẳng. Mặc dù Mai Thiên Tuyết thất vọng vô cùng, nhưng khoát tay áo nói. Thật ra, Mai Thiên Tuyết quan tâm là bệnh trên người con gái, chỉ cần Lạc Tuyết hết bệnh, những việc khác cũng không quan trọng. Ngũ đẳng đỉnh bậc, mặc cậu tấn công, tôi chấp cậu một bàn tay. Nhân Bàng kiêu ngạo ngông cuồng, không ngờ giấu tay trái sau lưng, giơ tay phải về phía Diệp Phàm, ánh mắt thách thức. Ôi, ngũ đẳng đỉnh bậc gây sức ép cũng chỉ có thể bị đánh. Anh Bàng, nương tay, đừng đánh hỏng mặt, tôi sợ Phiêu Mai và mọi người chạy hết, tôi sẽ đau lòng. Diệp Phàm cười to một tiếng, ra tay tấn công. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng không phát hiện ánh cười kỳ lạ trong mắt Diệp Phàm. Có tư thế, động tác võ thuật rất đẹp. Vương Nhân Bàng giơ tay nhẹ nhàng đánh lên, lại bốp một tiếng. Lần này vẫn là Diệp Phàm lui một bước, Vương Nhân Bàng vẫn không nhúc nhích, thất vọng lắc đầu, nói. Với thân thể đó đấu với ta, thực sự không nổi. Nếu biết không bằng thì không đấu đi, chẳng có sức gì cả. Đủ chưa, đấu với con cũng là em rể, con định làm gì, có phải là ngứa tay không? Lúc này Mai Thiên Tuyết hừ một tiếng, Vương Nhân Bàng vừa nghe đã rùng mình, không dám hé răng. Trước đây, trong lúc luyện tập, Vương Nhân Bàng bị Mai Thiên Tuyết trừng trị rất thảm, nói là cực kỳ tàn ác cũng chưa đúng. Chương 1675, đột phá cửu đẳng. Có một lần Vương Nhân Bàng tính lười biếng trốn việc, kết quả là bị Mai Thiên Tuyết phát hiện, bị bà ta làm cho một phen ra trò. Không ngờ bị bà gọi người đến lột hết quần áo, quăng vào hầm băng suốt 2 ngày, thiếu chút nữa thứ đó bị đông cứng. Chàng Vương này sau khi đi ra khỏi nơi đó chuyện đầu tiên làm chính là sờ vào cái thứ đó của mình xem thế nào, sau đó đi tìm một cô nàng để thử dùng, thấy nó vẫn còn có thể cương cứng lên được thì lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nhủ thầm may mà không biến thành cây kem. Bằng không, anh chàng Vương này thật sự sẽ khóc đến chết mất. Tuy nhiên, khổ thì có khổ, nhưng nhờ vậy mà khiến cho Vương Nhân Bàng ở cái tuổi 30 mấy đã bước chân vào hàng ngũ cao thủ bát đẳng. Giờ mà nhắc lại những việc thê thảm này sẽ khiến Vương Nhân Bàng rùng mình. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng cũng vẫn âm thầm cảm kích mẹ nuôi Mai Thiên Tuyết. Cái này gọi là chịu được khổ trong khổ thì mới thành người bề trên. Vương Nhân Bàng biết rất rõ tư vị trong đó. Trưởng thứ ba anh nhường tôi tới rồi. Diệp Phàm quỷ dị cười, một trưởng đánh ra không có chút phong thanh nào. Vương Nhân Bàng vừa thấy, lập tức thả lỏng tâm tư, cười nói. Tôi còn tưởng rằng chiêu thứ ba của cậu có gì tuyệt diệu lắm, hóa ra cũng chỉ được có thế thôi, thật thất vọng. Vậy phải thử xem đầu súng của anh đây có tịt hay không. Họ Diệp một tiếng cười gượng, phát lực thật mạnh. Khai bi thủ của Lô Gia dung hợp với bí thuật của Phí Gia Trang xuất chiêu đột xuất. Linh hoạt, sắc bén Diệp lão đại tóm lấy ngọn gió xoáy tung thế trưởng hướng về phía Vương Nhân Bàng. A, à, Mai Thiên Tuyết đột nhiên ngồi thẳng người lên, không ngờ lên tiếng, chớp chớp mi nhìn chằm chằm bàn tay Diệp Phàm. Giống như có chút gì nghi hoặc vậy. Mẹ, có phải trưởng của Diệp Phàm có gì đặc biệt hay không?
Lạc Tuyết đứng một bên có chút cao hứng hỏi. Tiểu tử này, che giấu công lực, nhân bàng gặp xui xẻo rồi. Mai Thiên Tuyết không ngờ thản nhiên cười, trên mặt lộ ra vẻ hoan hỉ, Diệp Phàm hiện tại là con rể của chính mình, con rể có năng lực thì làm mẹ vợ như bà đương nhiên rất cao hứng. Thình thịch, một đạo thanh âm chói tai vang lên, không khí trong không trung bị khuấy động khuếch tán ra cả bên ngoài. Giống y như phương thức xoắn ốc bị xoay vòng khuếch tán ra vậy. Cách xa mấy chục mét mà Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng cảm giác được sự dũng mãnh của luồng khí. Quần áo bị luồng khí thốc cả lên, những nhánh cây to bằng mấy đầu ngón tay ở cách xa mấy chục mét cũng răng rắc vài tiếng không chịu nổi lực, không ngờ bị luồng khí trong không trung truyền đến làm cho gãy nát. Tại hiện trường, đầu tiên là nghe một tiếng hô, mọi người phát hiện Vương Nhân Bàng giống như con chim to bay ngược ra sau. Nói đúng hơn thì không phải gọi là bay mà gọi là bị đập mới có lý, bởi vì tốc độ đó quá nhanh. Huống chi, trên không trung Vương Nhân Bàng còn kêu thảm thiết một tiếng A, hai tay hai chân quơ quơ như muốn tìm gì đó để bám lấy. Đáng tiếc Mai Thiên Tuyết nhìn nhưng không thấy, nên không tung dây tơ lụa của mình ra cứu cứu lấy Vương Nhân Bàng đáng thương. Tiếp theo là một tiếng vang khác, lập tức cây cỏ hoa lá bay tứ tung, bùn đất bắn tung tóe lên cao. Trên không trung hình thành một vòng bụi đất mù mịt tràn ngập hết thảy mọi nơi. Nhìn qua cảnh tượng này thấy vô cùng quỷ dị. Đợi đến khi bụi mù tan hết, sau khi cây cỏ rơi xuống đất, mọi người mới chăm chú nhìn lại thì lập tức bị kinh ngạc. Sao có khả năng? Lạc Tuyết Phiêu Mai kinh ngạc đưa hai tay bưng kín miệng, vẻ mặt khó tả. Không có khả năng. Đến Mai Thiên Tuyết cũng không kìm nổi phải nói thầm một câu, hai mắt xuất thần nhìn chằm chằm vào Diệp lão đại. Tuyệt quá! Trong mắt lão thái bà vui mừng sung sướng. Xem anh bàng thảm ghê chưa Thu Nhi? Lúc này một trong hai cô nàng đang đứng chỉ vào Vương Nhân Bàng cười nói. Thảm thì đã thảm rồi, bình thường thấy bộ dạng chó của gã chỉ biết ức hiếp chúng ta. Nghe nói chị Xuân Nhi bị gã làm chuyện kia rồi. Nếu để cung chủ biết thì cái cây gậy dưới khố gây chuyện kia của gã đã bị cắt đi rồi. Trong mắt cô nàng Thu Nhi trông hết sức khinh miệt nói. Thu Nhi, cái này thì cô không biết rồi. Anh Bàng tuy nói thích gái, nhưng cũng không dám động vào người trong cung như chúng ta đây. Cô có nhìn thấy không có, đôi khi gã mang theo từ bên ngoài vào hai ba cô nàng để bản thân chơi đùa. Anh Bàng là loại người phong lưu, bộ dạng anh Tuấn, dáng người cũng rất tây, là mẫu người mà cô nàng nào cũng thích. Đông Nhi vẻ mặt mờ ám nói. Có phải ni cô như cô đây cũng động tâm hay không, nếu không tôi sẽ nói với cung chủ một tiếng, đem cô gả gấp cho anh Bàng làm vợ ba vậy. Lúc ấy, song tê song phi, khoái hoạt thoải mái biết bao, hì hì. Thu Nhi nhỏ giọng mỉm cười. Cô mới thích gã thì có, tôi không thích, nhưng quả thật cô ra có bộ dạng rất khá, cô xem, nhìn qua thì thân hình vừa không thô thiển cũng không cường tráng, nhưng người ta lại có nhiều uy phong. Cô nhìn thấy không, anh Bàng vừa rồi bị cô gia trưởng cho một phen khiến bay vào vũng bùn, giống như con tê tê vậy hiện giờ cái ổ của mình còn không nhớ ra. Phỏng chừng là muốn chây ra chứ không dám tiếp tục. Đông Nhi cười nói, hai mắt sáng quắc nhìn Diệp lão đại. Cô nàng này đã có chút động xuân tình rồi. Cũng phải, vừa rồi cô ra không phải nói phải đánh cho gã răng rơi đầy đất. Cô không biết đó thôi, mấy ngày hôm trước dượng bị anh Bàng đánh cho rất thê thảm. Hiện tại, phỏng chừng gặp xui xẻo rồi. Thu Nhi nói xong chỉ vào đó la lớn. Nhìn thấy không, cô ra phát huy rồi. Tuy nhiên, ni cô như cô đây, nói như vậy có phải động tâm với cô ra rồi hay không? Tuy nhiên theo truyền thống trong cung chúng ta sau khi tiểu thư xuất giá cô có thể đi theo như của hồi môn. Đến lúc đó, có lẽ tiểu thư nhất thời cao hứng sẽ cho phép cô với cô ra ấm chăn ấm giường ấm cả chuyện kia nữa. Thu Nhi che miệng cười, vẻ mặt đắc ý không ngừng. Đáng đánh lắm, nên đánh, cả ngày chỉ biết làm hại con gái phụ nữ. Gã còn tự mình đặt cho mình danh hiệu gọi là gì Xuân Thủ. Cô ra thật tốt, không có biệt hiệu gì cả. Nghe nói lúc tiểu thư gả cho cô ra đã không còn đi học nữa. Nói là trong lòng đã có người, cô ra thật sự là người trung tình. Trong tất cả chúng ta có người nào là không thích như vậy? Đông Nhi nhỏ giọng kêu lên. Vì sao gọi là Xuân Thủ? Thu Nhi ra vẻ mặt tò mò nhìn Đông Nhi. Khanh khách, lại bị đá một phát, hình như mặt còn bị trúng một cái tát, nhìn thấy không, mũi của anh Bàng ra máu rồi. Gọi là Xuân Thủ ý nói anh Bàng gọi những cô nàng là Hoài Xuân, cô ngẫm lại đi, cô Hoài Xuân gã xuống tay. Cho nên, khanh khách, Xuân Thủ,
đó chính là xuống tay đối với những cô nàng hoài xuân. Đông Nhi cười rạng rỡ. Thối tha, đáng đánh, cô ra nhằm vào mặt gã mà tiếp đòn, đánh cho vẹo mũi rồi nói sau. Còn nữa, phía dưới đó, chỗ độc ấy bồi thêm một cước vào trọng điểm, tốt nhất là đá cho hỏng luôn đi. Xem gã còn làm thế nào xuống tay với các cô nàng hoài xuân, gã háo sắc. Lúc này Thu Nhi nhất thời cao hứng không ngờ hô lên. Chúng rồi, đá chúng phía dưới rồi. Đến lúc đó phải kêu là bàng thái giám mới đúng, ha ha. Diệp lão đại vừa nghe thấy liền đá vào một cước, chỗ đá vào không ngờ thật sự chính là bộ hạ bên dưới của Vương Nhân Bàng. Nếu thật muốn đá chúng thì chắc hẳn anh Bàng chỉ có nước bị phế thôi. Tiên nhân đá đào. Đông Nhi hưng phấn đến đỏ mặt kêu lên. Cái này mà cô cũng dám kêu lên thật mắc cỡ chết được. Thu Nhi nhìn Đông Nhi liếc mắt một cái trêu đùa nói. Chỗ kỳ quái chính là đối với những lời bàn tán ở bên tai của hai cô nàng Mai Thiên Tuyết nghe nhưng không ngờ lại bất động, chỉ chú ý từng chiêu từng thế của Diệp Phàm, giống như đang tìm cách suy nghĩ chuyện gì vậy. Chậm đã, phía dưới không thể đá vào, nếu đá chúng thì tôi bị tuyệt chủng mất. Vương Nhân Bàng khẩn trương che kín bộ hạ bên dưới, nhảy lên như ếch. Bật người phóng lên từng bước một thối lui về sau có đến hơn 10 thước. Không đá phía trước thì đá phía sau mông có thịt. Láo thật, dám đá bố mày, răng rơi đầy đất đây nè. Tìm răng đi nhé. Diệp lão đại đánh rất hứng khởi, hung hăng một cước đá vào mông. Lại biểu diễn thêm một lần không trung bay lượn, hít thở một chút, tuy nhiên lần này lại giống như vận động viên nhảy cầu nhảy vào hố trên mặt đất. Không đánh không đá nữa gì hết, tôi nhận thua. Tôi gọi cậu là lão đại được chưa, em rể. Vương Nhân Bàng nằm sấp trên hố bùn đất không đứng dậy nổi, mông vểnh lên cao. Gã này thật đang bắt đầu chây ra rồi. Ha ha! Diệp lão đại ngửa mặt lên trời kêu, cua tay rất khí phách. Tiếp tôi mấy chiêu. Mai Thiên Tuyết từ trên ghế bật người đứng dựng dậy. Diệp Phàm một cước đá ra, sau va chạm cả Mai Thiên Tuyết và Diệp lão đại song phương không ngờ đều thối lui ba bước lớn. Luyện đến cửu đẳng rồi. Mai Thiên Tuyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ hỏi. Hình như là thế. Thêm mấy chiêu nữa thử xem, bằng không sẽ không có cách nào xác định. Muốn đánh thì phải đánh cho đã. Diệp lão đại hào hùng tung chiêu ra bốn phía, kêu một tiếng, đánh một chưởng về phía mẹ vợ rất hào hứng. Tuy nhiên, khi chưởng lực vừa tung ra, Vương Nhân Bàng ở một bên rung đùi đắc ý nói. Vẫn là tiểu Diệp uy phong, không ngờ dám dùng chưởng chụp cả ngực của mẹ vợ. Mẹ nuôi, ha ha, họ Diệp tự cầu cho mình có thêm nhiều phúc đi. Có người gặp xui xẻo rồi. Khốn khiếp. Mai Thiên Tuyết không ngờ đỏ mặt, hiển nhiên là đang nổi giận. Diệp Phàm, sao lại như thế? Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng có chút tức giận, bĩu môi hừ nói. Tôi không chú ý, lỡ tay, may mắn là không đánh chúng. Diệp lão đại khẩn trương rút tay về, vừa rồi đúng là có chút hơi quá, nhất thời nên không chính xác. Tuy nhiên cũng hiển nhiên cho thấy do quá vội. Nên bàn tay vẫn chạm nhẹ vào ngực của Mai Thiên Tuyết. Diệp lão đại đương nhiên không cảm giác được, tuy nhiên Mai Thiên Tuyết thì thực sự nổi giận nên liền tung ra một cước, Diệp lão đại thấy trong lòng có chút hổ thẹn nên không dám trốn tránh, cho nên lúc này đùi bị nhận ngay một cước, một âm thanh vang lên, mông ngồi phịt xuống bùn. Hơn nữa còn trượt vài mét ở trong bùn, nhìn thấy rất buồn cười. Ha ha ha, heo lười ngồi đống phân. Vương Nhân Bàng đứng một bên cười phá lên. Hay chúng ta lại đến so thêm mấy chiêu? Diệp lão đại thị uy hướng về phía Vương Nhân Bàng nói. Miễn đi, bố đây còn phải giữ gìn thân thể để gần gũi em út nữa. Không chơi nữa. Vương Nhân Bàng khẩn trương lắc đầu nói. Sau đó Diệp Phàm cùng Mai Thiên Tuyết đánh thêm mấy chục chiêu nữa mới dừng tay. Xem ra, con thực đã luyện đến cửu đẳng. Sao có khả năng, kỳ quái thật. Mai Thiên Tuyết ngồi lên ghế, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Nhìn Diệp Phàm nói. Đông Nhi, đem một chiếc ghế ra cho cô ra ngồi, cô ra cũng mệt rồi. Dạ cung chủ. Đông Nhi cười ngọt ngào, chạy đi lấy ghế. Hơn nữa, Diệp lão đại còn nhìn thấy Đông Nhi hướng về phía mình chớp mắt cười duyện một cái. Xong đời, anh đẹp trai quá, lần này lại gây ra họa rồi. Thu Nhi, lấy cho tôi ngồi nữa, đánh đấm nãy giờ cũng mệt rồi, ngồi vẫn thoải mái hơn. Vương Nhân Bàng cười nói. Chương 1676, cái đó không phải bệnh. Con đứng đó. Mai Thiên Tuyết nhìn Vương Nhân Bàng liếc mắt một cái,
lạnh lùng hừ nói. Con đứng, đứng thoải mái hơn. Vương Nhân Bàng vẻ mặt xấu hổ đứng sang một bên, trong lòng nói thầm, còn bị phạt đứng, thật xui xẻo. Lạc Tuyết, cho anh Bàng một cái ghế dựa cùng ngồi xuống tâm sự, tốt nhất là cho thêm bầu rượu, thật muốn uống vài chén. Diệp Phàm cười nói, Lạc Tuyết không hề nghĩ ngợi gì trực tiếp đem ghế dựa ra. Nhìn xem, con gái không hướng ra bên ngoài, cô nàng này vừa lập gia đình liền quên mất mẹ. Mai Thiên Tuyết tức giận hướng về phía sau lưng một lão thái bà cười nói. Ha ha, bệnh của tiểu thư có thể khỏi thì đã là phúc lớn rồi, có phải hay không cung chủ? Lão thái bà tên Trương Cô, từ nhỏ đã theo Mai Thiên Tuyết. Lời nói nghe cũng rất hợp lý, hơn nữa lại là người thương Lạc Tuyết nhất. Có thể nói là không khác gì vú em. Cũng phải. Mai Thiên Tuyết nói, cũng không thèm so đo. Con cũng không rõ lắm, đột nhiên đột phá lên đến cửu đẳng. Diệp Phàm sờ đầu, bộ dáng ra vẻ không hiểu ra sao. Con có uống thuốc giúp tăng công lực? Mai Thiên Tuyết hỏi. Không có, tìm đâu ra thứ quý báu đó chứ? Diệp Phàm lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút nói. Khoảng thời gian trước thật ra có uống qua máu tươi của một con chăn xanh, sau đó đi đào cương thi, từ tảng đá cách bên dưới một của một thây khô mấy mét đào được một chén nước xanh. Bát nước đó bốc lên mùi hương đào rất thơm. Hơn nữa, sau khi vừa đào lên thì nước bốc hơi biến mất từ từ. Do không có biện pháp nào nên con dành uống vào trước. Lúc ấy đau bụng ghê lắm, xúc ruột cũng xúc không được, không lâu sau thải được ra ngoài thì mọi thứ ổn trở lại. Hơn nữa, lúc ấy công lực một chút cũng không tăng. Vậy là đúng rồi, lúc ấy công lực không tăng là vì những thứ dinh dưỡng thiên địa giàu có trong dược liệu còn chưa phát huy. Cho nên con không cảm thấy được công lực gia tăng, trên thực tế công lực của con đang trong quá trình khôi phục. Thường thường thì ở những nơi thi thể không phân hủy đều là nơi có chút linh khí của trời đất tụ tập lại. Bằng không, thi thể đã sớm thối rữa rồi. Những linh khí này tràn nhập vào trong thi thể, cho nên làm cho quá trình phân hủy trì hoãn. Về phần linh khí của mộc đào mà con nói có lẽ được ngưng tụ lại. Về sau ở Hồ Mai trong Vu Sơn Cung của chúng ta bị điểm thư các khác lại, cho nên vừa đúng lúc trợ giúp con đột phá lên cửu đẳng. Hơn nữa, thêm vào đó là nước xanh lấy ra được từ bên dưới tầng nham thạch phía dưới thi thể cương thi sẽ nhanh chóng biến mất, trên thực tế thì nó không hề biến mất, lục dịch trong nước bị bốc hơi mà thôi. Phần còn lại bị co lại, cho nên nhìn qua thì thấy ít đi. Trên thực tế thì thành phần dinh dưỡng giàu có đã được kết tinh. Tuy nhiên, con đạt tới cảnh giới cửu đẳng là nhờ dược vật phát huy, cảnh giới vẫn chưa ổn định, rất dễ dàng xoay chuyển. Cho nên, nội trong vài năm con phải tăng cường rèn luyện, cố gắng đạt tới cảnh giới ổn định. Diệp Phàm, con chưa đến 30 tuổi mà đã đạt tới cửu đẳng, phóng nhãn thiên hạ, mẹ chưa thấy được người thanh niên nào may mắn hơn con. Đấy là cái đáng để con kiêu ngạo, nhưng, con phải chú ý, nhân trung hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cửu đẳng vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Mẹ từng gặp qua một vị cao thủ thập đẳng, chúng ta ở đây cửu đẳng tuy nói không nhiều. Nhưng so sánh với vị cao thủ thập đẳng kia thì năm đánh một không phải là đối thủ. Tuy nhiên, con cũng nên yên tâm, cao thủ thập đẳng ở thế giới chúng ta đã là cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Mẹ có hỏi qua vài vị cao nhân, họ đều nói chưa thấy qua. Nhiều nhất chính là cửu đẳng. Con còn phải làm việc, con thích công tác trong chính phủ, mẹ không ngăn cản con. Sau khi khôi phục con có thể trở về, chuyện qua năm mới của người trong nhà cũng không cần lo lắng. Về phần kết lương tử cùng phái Thanh Thành, chờ con khôi phục hoàn toàn rồi hãy đi giải quyết cũng không muộn. Đến lúc đó kêu Bàng Nhân cùng nhau giúp sức. Tuy nhiên, mẹ cũng cần phải nói một tiếng. Thế giới này tha được người ta thì tạm tha, ngàn vạn lần đừng bám giết không buông tha. Phái Thanh Thành là cổ đại phái có hơn 1.000 năm lịch sử kế thừa. Nếu nói bọn họ không có cao thủ thì quả là kiến thức quá thiển cận. Có lẽ, cao nhân trăm tuổi của bọn họ không hiện thân đó thôi. Đương nhiên, xã hội càng hiện đại cao thủ cũng xuống dốc theo, thực tại làm cho người ta quan tâm. Bởi cũng vì thực tại tìm không ra được mấy người cao thủ. Nói đến nơi đây Mai Thiên Tuyết thở dài, nhìn con gái liếc mắt một cái nói. Lạc Tuyết còn phải tu dưỡng một thời gian, về sau sẽ trở lại thành thị. Con có rảnh thì đi thăm nó, mẹ cũng không ép con, chỉ cần trong lòng con có Lạc Tuyết là được rồi. Mai Thiên Tuyết này cả đời này chỉ có một đứa con gái là nó. Con vạn lần cũng đừng bạc đãi nó. Bằng không,
cho dù con có là cửu đẳng thì mẹ cũng sẽ khiến con biết cửu đẳng cũng không là gì. Con sẽ không bạc đãi Lạc Tuyết, mẹ yên tâm. Diệp Phàm rất thật tâm lên tiếng xưng hô gọi mẹ. Vẫn là gọi mẹ tốt hơn. Lão thái bà bên cạnh mừng rỡ cười tâu tóe. Mai Thiên Tuyết tuy nói không tỏ vẻ gì nhưng kỳ thật Diệp Phàm sớm phát hiện ra cô chớp mi vài cái, cũng có chút gì sao động. Em rể, ngày mốt tôi cùng em xuống núi, chúng ta đến thành thị du ngoạn đi. Vương Nhân Bàng vỗ vỗ vai Diệp Phàm, rất là cao hứng. Hừ, con cẩn thận một chút, đừng làm Diệp Phàm hư hỏng. Mai Thiên Tuyết đột nhiên hừ lạnh. Mẹ nuôi, điều này sao có thể? Con sao có khả năng làm hư em rể, mẹ phải tin tưởng con. Vương Nhân Bàng đưa vẻ mặt bị oan ra. Tin tưởng lời con nói thì mặt trời mọc đằng Tây, đừng cho là mẹ không biết, ông cụ đã nói hết với mẹ rồi. Nói con đã ngoài 30, đến bây giờ vẫn còn chưa tính chuyện vợ con. Lão Vương gia chỉ có con là trai, đừng để tuyệt hậu. Bảo mẹ tìm cho con một cô, nhìn không tệ lắm là được. Còn về gia thế tiền tài phú quý gì đó thì không cần suy xét, mấu chốt là có thể quản được con. Mai Thiên Tuyết vừa nói ra lời này, Vương Nhân Bàng sắc mặt liền đại biến, chua xót nói. Mẹ nuôi, chuyện của con mẹ không cần lo lắng, chính con sẽ tìm, bảo đảm sẽ tìm được một cô nàng biết chăm sóc chồng con. Đến lúc đó con cái đầy nhà, sẽ tiếp quản hương lửa của Vương gia, hay cho mẹ nuôi một đứa làm tước tử cũng không có việc gì. Có Diệp Phàm tôi ở đây thì còn cần đến anh sao? Nực cười, Lạc Tuyết em nói có phải hay không, đến lúc đó chúng ta sinh cả đàn cả ổ con và cho mẹ một đứa làm con thứ. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, khí phách mười phần. Anh muốn chết à, cái gì mà cả ổ, em có phải là chuột đâu? Lạc Tuyết chỉ vào Diệp Phàm oán trách nói. Cũng tốt, Mai Thiên Tuyết không ngờ gật gật đầu. Lạc Tuyết phiêu mai vẻ mặt đỏ bừng, không nói thêm lời nào. Thôi vậy, bản thân tôi không còn chỗ rồi. Vương Nhân Bàng sờ sờ đầu, kéo Diệp Phàm lũi lũi đi. Anh Bàng, xem ra anh là dân phong lưu chính hiệu, đã tới cảnh giới ai cũng muốn hô lên đòi đánh rồi, tôi thật khâm phục, bội phục sát đất luôn. Ở trên đường đi Diệp Phàm khoanh tay nói. Đừng cười tôi là một truyền thuyết mà. Hơn nữa không chỉ tìm vài cô nàng, anh nhìn thấy không mọi người không ngờ xem tôi là Tây Môn Khánh. Xã hội hiện đại. Khi chưa kết hôn tìm vài cô nàng thì có gì kỳ quái. Hơn nữa, Vương Nhân Bàng tôi là ai, là người không cần miễn cưỡng. Những cô nàng đó đều tự nhào vào ôm lấy tôi, khóc la cũng phải cùng anh Bàng tôi vui đùa. Thật sự là oan quá, không ngờ bị mẹ nuôi nói thành loại háo sắc. Chuyện phong lưu cũng không phải là bệnh, cái đó có thể nói Vương Nhân Bàng tôi có năng lực. Hơn nữa mắt những cô nàng đó cũng không mù, sao lại thích một kẻ tài trí bình thường. Vương Nhân Bàng vẻ mặt oan uổng nhìn Diệp lão đại cười. Anh Bàng tôi phát hiện có một cô nàng rất có hương vị, hay là đi thử đi. Diệp Phàm trong nháy mắt nghĩ tới Tô Lâm Nhi của Hải Đông, xem ra rất hợp với họ Vương. Dáng vẻ thế nào, đến từ đâu, ở đâu và làm gì? Vương Nhân Bàng lập tức nổi hứng, trong ánh mắt bắn ra ánh hào quang nóng như lửa. Bởi vì gã biết từ miệng Diệp Phàm nói ra thì quả là cô đó không tồi. Tầm mắt của Diệp Phàm rất cao. Cái cô viên viên của Kiều gia đại viện, Vương Nhân Bàng cũng từng gặp qua, lập tức kinh ngạc vì thiên nhân. Gã này nghe nói mà chảy nước miếng thèm thuồng. Cuối cùng vẫn không động thủ, bởi vì Vương Nhân Bàng biết, phí ra phía sau Diệp Phàm sâu không lường được. Phí Thanh Sơn, gã diều hâu này cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể gây chuyện. Vương Nhân Bàng tuy nói phong lưu, nhưng cũng biết tỉnh khi cần. Biết người nào có thể chơi người nào không thể đùa. Ở Hải Đông mở hội sở Tô Thị, gọi là Tô Lâm Nhi. Mặt mũi tuy nói không thể so cùng Lạc Tuyết nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa cô nàng này rất có tính cách, chính tôi cũng từng nếm qua mùi của cô nàng. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đến anh cũng từng nếm qua mùi đau khổ của cô à, loại phụ nữ này lấy về làm gì, không có ý nghĩa. Vương Nhân Bàng vừa nghe liền liên tục lắc đầu. Tôi nói anh nghe, liệt nữ thì phải có cương tốt để khống chế. Loại phụ nữ này chỉ cần hàng phục được thì lòng trung thành đối với anh những phụ nữ bình thường không thể sánh bằng được. Anh Bàng, anh sẽ không nói là chính mình không được chứ, đến một cô nàng Tô Lâm Nhi cũng hàng không được. Nói đến nơi đây Diệp Phàm nhìn Vương Nhân Bàng liếc mắt một cái, nói tiếp. Anh xem Lạc Tuyết của nhà chúng ta,
cô nàng ngoại trừ đối xử tốt với anh và tôi ra những người đàn ông khác có khi nào được như vậy chưa? Cái này từ đâu mà tới, chính là nhờ bản lĩnh cả. Nói nghe cũng phải, thiên hạ này còn có vương nhân bàng này sợ đàn bà sao? Khi rảnh tôi sẽ đến Hải Đông xem thế nào, xem cô nàng Tô Lâm Nhi kia, nếu vừa ý thì làm ngay tại chỗ luôn. Vương nhân bàng cười gượng một tiếng. Anh Bàng, nhà anh ở đâu? Khi rảnh tôi đến thăm anh. Diệp Phàm hỏi thế tất nhiên là muốn chụp thóp họ Bàng. Vương nhân Bàng đã đạt tới thân thủ bát đẳng, thì ra thế tất không vừa. Cho nên phải làm rõ lai lịch gã rồi nói sau. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm giác được Vương nhân Bàng tuy nói tướng mạo nhìn qua có chút bất cần đời. Nhưng bên trong không hẳn giống biểu hiện bên ngoài đơn giản như vậy. Nhà của tôi ở Bắc Kinh, nhưng ông em không đến đó sẽ tốt hơn. Bằng không, cô bảy dì tám sẽ nhìn chằm chằm ông anh. Khi đó sẽ rất khó chịu đấy. Chính tôi cũng rất ít khi về nhà. Ông cụ ở nhà rất nghiêm khắc, dù sao khi về là bị mắng, khổ lắm. Vương nhân Bàng khi vừa nhắc tới nhà là cau mày, thái độ này không giả vờ chút nào. Xem ra, anh Bàng xuất thân từ một đại gia tộc. Quy củ trong nhà rất nghiêm, khổ như tôi thế mà tốt, ha ha, giới làm công ăn lương, cha mẹ thân sinh cũng không có quy củ gì, thoải mái vô cùng. Diệp lão đại thật tâm thở dài. Không có biện pháp nào, anh về phí ra chưa? Vương nhân Bàng đột nhiên hỏi. Đương nhiên là về qua rồi, là nhà sư phụ của tôi, sao có thể không đi? Diệp Phàm cười nói. So với phí ra trang không sai biệt lắm. Vương nhân Bàng thản nhiên nói, trên mặt một tia đắc ý chợt lóe qua. Chương 1677, Kiều Viên Viên tìm tới tận cửa. Gia tộc trong kinh thành có thể so cùng phí gia trang có thể nói là không nhiều lắm. Nhà của anh Bàng cũng thuộc loại gia tộc cấp cao. Diệp Phàm thực sự có chút kinh ngạc, vẻ mặt đầy khâm phục. Không giống nhau, phí gia trang nổi danh khắp thiên hạ. Còn vương gia cốc của chúng tôi thì không mấy người biết, chỉ là một thung lũng rất bình thường. Chỉ chuyện luyện võ thôi xem ra cũng không nhiều, chỉ nhà chúng tôi có vài người luyện võ nhưng thân thủ không cao. Đừng thấy tôi có thân thủ bát đẳng. Tất cả đều do ông cụ cùng mẹ nuôi liên thủ bức ép mới được thế. Những người anh em họ khác đều chỉ có thân thủ gần tam đẳng, so với người bình thường chỉ mạnh hơn một chút thôi. Tuy nhiên, bọn họ với anh giống nhau, cả đám đều làm quan cho chính phủ lăn lộn trong quan trường. Việc luyện võ thật quá mệt mỏi, làm cán bộ cầm quyền cho chính phủ vẫn thoải mái hơn. Hơn nữa, còn có thể tiền hô hậu ủng nhiều khí thế. Hiện tại, người luyện võ ngoại trừ vài đại sư nổi danh từ lâu ra người luyện võ bậc thấp thì có được mấy người biết đến. Cho dù là biết thì nhiều lắm cũng chỉ nói anh biết đánh, quyền cứng thì đi. Người ta chỉ cần một viên đạn thôi là có thể giải quyết anh rồi, không còn ý nghĩa. Vương nhân Bàng cười nói, dẫn Diệp Phàm vào bên trong một tòa lầu. Thằng nhãi này vừa tiến vào trong lầu lập tức hét lớn. Mai Y, Lan Liên, Trúc Chi. Cúc Đình mau ra hoan nghênh người huynh đệ Diệp Phàm tôi vừa mới quen đi. Trà rượu, thức ăn ngon nhất đâu mau dọn lên, thêm ca múa giúp vui nữa chứ. Đến ngay anh Bàng. Chỉ nghe bên trong lầu vang lên giọng nói của một vài cô nàng, Diệp Phàm tiến vào trong lầu các, phát hiện ra bốn cô nàng ăn mặc đều rất đặc biệt. Em là Mai Y, là một trong bốn em dưới trướng của anh Bàng, các cô ấy đều gọi em là chị Mai, anh Diệp, mời uống trà. Cô nàng cả thân người mặc toàn một màu hồng, còn thêu rất nhiều hoa mai tay bưng bình trà lên. Vén áo chào Diệp Phàm, trông rất cổ điển. Cô nàng này tuy bộ dạng cũng không phải hàng đứng đầu về hương sắc, nhưng cũng thanh tú động lòng người. Không có chén làm sao uống trà. Diệp lão đại giật giật miệng, hỏi. Anh Bàng khi uống trà thích uống bằng bình, cho nên, khách anh ấy mời đều dùng bình để uống. Tuy nhiên, có thể được làm khách của anh Bàng thì tất cả đều là cao nhân cả. Mai Y này rất biết lễ. Mai Y lại vén áo thi lễ, thật đúng là chu đáo về lễ nghĩa. Mai Y xuất thân từ Mai gia của Vu Sơn Cung, là mẹ nuôi tặng cho tôi. Vương nhân Bàng cười nói, tay gác lên trên vai của Mai Y rất là tự nhiên, hiền hòa. Khó trách bộ dạng khác hẳn, hóa ra là nha đầu của Mai Thiên Tuyết đưa đến. Hơn nữa, ở trong số bốn nàng thì cô này rất ra dáng chỉ cả. Diệp Phàm trong lòng oán thầm. Miệng thì cười nói. Xem ra, mẹ của Lạc Tuyết vẫn rất minh mẫn đó nhỉ. Mai Y vừa nghe mặt hơi hơi đỏ, nhìn Diệp lão đại liếc mắt một cái. Sai, sai, sai rồi.
Vương Nhân Bàng sau khi liên tục nói sai liền cười nói. Mai Y từ nhỏ đã cùng tôi luyện công, không có cô ấy thì vốn không có Vương Nhân Bàng tôi ngày hôm nay. Cô là người thân nhất của tôi, lúc ấy tôi chỉ biết quấn lấy mẹ nuôi, cầu xin cả mấy tháng trời mẹ nuôi thương tình mới đem Mai Y giao cho tôi. Anh không biết đó thôi, Mai Y rất giỏi, trà cô pha tuyệt đối có thể xưng là tuyệt phẩm. Không tin, anh nếm thử xem hương vị của nó rất khác. Diệp Phàm bán tín bán nghi nhận lấy ấm trà, đưa miệng bình lên uống một ngụm. Lập tức cảm nhận một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái từ miệng xuống tới bụng. Sao lại thế này, trà này rất kỳ lạ. Diệp lão đại hỏi. Đương nhiên là kỳ lạ rồi, còn kỳ lạ như thế nào, cái này là sở trường của Mai Y, không thể truyền ra ngoài. Nghe nói cách ngâm trà này là một trong bí quyết tuyệt mật của Vu Sơn. Tuy nhiên, đối với anh mà nói thì cũng không có gì là bí mật, chắc hẳn, về sau khi anh thưởng thức trà do Lạc Tuyết ngâm sẽ cảm giác được. Vương Nhân Bàng cười nói. Trà do chị Lạc Tuyết ngâm so với tôi ngon hơn nhiều, tôi là do tiểu thư truyền lại. Mai Y nói, đưa mắt nhìn Diệp Phàm, chép chép miệng không hỏi gì thêm. Cô không hỏi, tuy nhiên Lan Liên đứng một bên thì không kìm nổi, hỏi. Bói tỷ không phải lúc nào cũng pha trà. Tôi ở Vu Sơn cung chơi vài lần, chỉ nhìn thấy tiểu thư pha trà cho cung chủ có một lần. Chỉ anh Bàng đây thôi, tiểu thư cũng không hề pha trà cho anh ấy uống. Lan Liên, đừng làm mất mặt anh được không? Hai. Vương Nhân Bàng thở dài, cũng gật gật đầu. Tiểu thư có nói qua, đời này chỉ pha trà cho hai người thân nhất, một là mẹ, hai là chồng tương lai. Mai Y vừa nói tới đây liền lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, không lẽ? Đúng vậy, anh ta chính là em rể tôi. Huynh đệ, nói thật lòng, có thể có được hồng nhan tri kỷ như Lạc Tuyết Vương Nhân Bàng tôi hâm mộ vô cùng. Vương Nhân Bàng nghiêm túc nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Anh có thể không biết, lúc trước ông cụ Vương gia nhà chúng tôi rất thích Lạc Tuyết, cưng yêu như hòn ngọc quý trên tay. Tất nhiên là hy vọng tôi tranh thủ theo đuổi cho được Lạc Tuyết. Tuy nhiên, sau đó thấy không còn hy vọng, cho nên bảo tôi nhận mẹ nuôi. Không làm được vợ chồng thì làm huynh muội cũng được. Xem ra, tôi rất vinh hạnh. Diệp Phàm nhún vai, đúng là cảm thấy thật hạnh phúc. Bái kiến cô ra. Lúc này, Mai Y dẫn theo các cô nàng cùng thi lễ. Tôi nói này anh Bàng, thế nào, thoạt nhìn hình như anh thích phụ nữ cổ điển. Diệp Phàm có chút không rõ, hỏi. Phụ nữ cổ điển dịu dàng, đàn ông chúng ta ai cũng thích. Ai không muốn tam cung lục viện, Vương Nhân Bàng tôi không làm nổi hoàng đế nhưng là một người phong lưu khoái hoạt thì có thể làm được. Vương Nhân Bàng nói. Dượng, anh Bàng cho tới bây giờ vẫn tự xưng mình là người phong lưu như Sở Lưu Hương. Mai Y cười nói. Thì ra là thế, quả mở mang kiến thức, không biết anh Bàng đã trộm được bao nhiêu báu vật cổ rồi. Diệp lão đại nói đùa. Ngẫu nhiên ra tay thôi. Vương Nhân Bàng thừa nhận, thản nhiên gật gật đầu. Đặt mông ngồi lên chiếc ghế lớn. Cô nàng tên Cúc Đình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đấm bóp đùi cho gã. Còn cô nàng tên Trúc Chi như chú chim nhỏ nép vào trong lòng gã. Gã này, trái ôm một cô, bên dưới còn có người đấm bóp, thật biết hưởng thụ. Chính Diệp lão đại cũng hâm mộ không ngừng, thở dài cho mình chỉ là cán bộ chính phủ. Không có khả năng đạt tới loại cảnh giới này. Dù sao cũng phải ngăn chặn miệng đời. Trong giờ khắc này, Diệp lão đại đột nhiên có tư tưởng tháo giáp về quê, xây dựng một chốn điền viên vui thú hưởng thụ. Tuy nhiên, chợt lại bị chính hắn phủ quyết, cảm thấy chính mình khi so với Vương Nhân Bàng, lý tưởng về cuộc sống không giống nhau. Kỳ thật, anh Bàng ngẫu nhiên ra tay một chút cũng xem là đạo phú tế bần. Anh dẫn chúng ta đi du ngoạn, mỗi khi đến một chỗ nào đó. Nếu phát hiện ra có người nghèo cần cứu tế anh sẽ ra tay, anh tìm người giàu có nhưng bất nhân làm mục tiêu, về sau biện pháp nào cũng dùng tới. Kiếm được tiền thì chuyển cho người nghèo, bản thân mình tuyệt không trừ lại một đồng. Mai Y nói, một cây kiếm hồng, thật sự là đạo tặc. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, mục tiêu trong cuộc sống của anh Bàng so với tôi không sai biệt lắm. Tôi thì thông qua con đường chính quy đi kiếm tiền, vì dân chúng mưu hạnh phúc. Còn anh Bàng thì thông qua thủ đoạn quỷ dị, cũng vì người nghèo mưu hạnh phúc cả. Trăm sông đổ về một biển thôi. Hay lắm, câu trăm sông đổ về một biển, nói rất hay. Làm người phải vui vẻ, làm việc cũng phải hào sảng. Chúng ta làm không được đại sự, thì làm một chút việc còn con.
làm sao không thẹn với lương tâm là được. Vương Nhân Bàng phá lên cười. Không lâu, bốn cô nàng diễn tiết mục ca múa, diễn thật tuyệt khiến Diệp lão đại hứng khỏi thưởng thức. Buổi tối, Lạc Tuyết Phiêu Mai đến kêu Diệp Phàm về. Buổi tối, việc tốt của hai người mới bắt đầu trong Liễu Uyên Ương. Tuy nhiên, sau khi xong xuôi, Lạc Tuyết Phiêu Mai lại cầm lấy cái gối lót mông vểnh lên cao, không chịu xuống giường, Diệp Phàm có chút kỳ quái hỏi. Sao vậy, có phải còn chưa đủ thỏa mãn hay không, chúng ta thêm lần nữa chứ? Đủ rồi, dừng được rồi, bị anh nhồi sắp chết rồi. Lạc Tuyết Phiêu Mai mặt đỏ hồng lên lắc đầu nói. Vậy là, Diệp lão đại bị cô nàng làm cho hồ đồ. Đồ ngốc, như vậy sẽ không bị chảy ra ngoài, em muốn mang thai sớm một chút. Về sau khi anh không đến thì em chơi với con. Em biết anh bận rộn không quan tâm đến em. Vu Sơn cung này em sống đã nhiều năm như vậy, em quen rồi. Lạc Tuyết Phiêu Mai vừa nói dứt lời, Diệp Phàm cảm động ôm Lạc Tuyết vào lòng, nói. Lạc Tuyết, đời này có thể quen được em là anh có phước ba đời rồi. Em cũng vậy. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói. Ngày năm, Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng về tới Thủy Châu. Anh Bàng, anh có thân thủ bát đẳng sao không gia nhập tổ đặc nhiệm A? Dựa vào thân thủ của anh, có được vị trí tổ trưởng là vấn đề không lớn. Diệp Phàm có chút kỳ quái, hỏi. Người tiêu giao tự tại như tôi sợ nhất bị vướng bận phiền toái. Vương Nhân Bàng lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai Diệp Phàm, cười nói. Rảnh tôi sẽ đến Hải Đông thăm cậu, thuận đường đi thăm cô nàng Tô Lâm Nhi. Tôi đi đây, đi chơi đây. Người này, thật đúng là tiêu giao. Hai. Nhìn bóng dáng Vương Nhân Bàng đi xa, Diệp Phàm có chút cảm thán. Vừa mới vào Diệp phủ của Thủy Châu Sở Thiên Các, ai biết liền chạm mặt Kiều Viên Viên. Ha ha, Viên Viên, đến khi nào, sao không gọi điện thoại tôi tới đón? Diệp lão đại ha ha cười gượng bước lên. Em nào dám khiến người đường đường là chủ tịch thành phố Diệp tới đón tiếp? Kiều Viên Viên phỏng chừng đang tức khí, lạnh lùng giơ tay đẩy Diệp Phàm ra hừ nói. Đừng nói như vậy, giữa chúng ta còn nói thế sao? Diệp lão đại trong lòng có tịch nên tất nhiên cười xuề xòa. Em hỏi anh, làm gì mà Tết không về nhà, còn nhờ người khác nhắn lại nói đi đến nhà bạn chơi, chơi gì mà mất luôn tâm tích đến vài ngày. Gọi điện thoại cũng không nghe, làm hại tôi một ngày phải gọi mấy chục cuộc điện thoại, tôi lo lắng anh biết không? Kiều Viên Viên nói mà cảm giác như có chút tủi hơn, mắt có chút đỏ. Rất xin lỗi. Anh đi theo một lão đạo sĩ học phối dược. Ông ta tính tình cổ quái, không cho anh liên lạc với bên ngoài. Em cũng biết học phối dược là thứ anh cần nhất nên không có biện pháp nào khác. Diệp lão đại nói dối sành đến mặt không đỏ tim không đập. Anh nói thật. Kiều Viên Viên nhìn chằm chằm Diệp lão đại. Đương nhiên, có trời đất chứng giám. Diệp lão đại thiếu chút nữa phải chỉ lên trời thề. Coi như lần này tạm tin. Kiều Viên Viên chép miệng. Đi. Chúng ta về. Hắn đưa tay ra kéo tay Kiều Viên Viên. Khỏi rồi, ba bảo anh về nhà. Kiều Viên Viên nói. Để làm chi, có chuyện gì sao? Diệp Phàm hỏi. Ba nói, buổi sáng ngày 6, chắc là trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Hải Đông Cổ Dị Hùng sẽ tới nhà làm khách. Kiều Viên Viên nói, Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu. Biết Kiều Viễn Sơn kêu mình tới làm quen một chút, về sau biết đâu có nơi làm trợ lực tốt. Vẫn là ba vợ suy nghĩ chu đáo, chưa quên con rể này. Diệp Phàm mỉm cười lên tiếng, ôm lấy Kiều Viên Viên. Đừng, Trần lão ở bên trong. Kiều Viên Viên xấu hổ nói.